Và có những người người ta trước khi đi ngủ người ta coi phim hài để làm chi, để người ta cười cho nó thoải mái rồi ta đi vào trong giấc ngủ. Có những người người ta nghe nhạc, người tu thì không nghe nhạc, không xem phim, không, mà chúng ta lại niệm những cái điều lành để chúng ta có được giấc ngủ yên ổn. Còn ví dụ như mình có nghe nhạc thì nghe nhạc gì? Mở nhạc thiền, mở những cái nhạc mà nó làm cho tâm mình lắng, nếu mà gọi là có. Nhưng mà cái trường hợp mình mở nhạc thiền đó là hiếm lắm. Một là mình ở mình, hai là mình phải có cái ống nghe, chứ còn mình ngủ chung với chúng là mình không có mở được. Mình làm vậy người ta ngủ. Rồi có nhiều người ta thói quen là ngủ phải mở pháp lên nghe đó, cái đó cũng được, không sao hết. Rồi có nhiều vị sợ tội, nói là thôi ngủ mà mình để pháp nghe không nên. Bây giờ giữa cái mở pháp và giữa cái mở nhạc đời, nhạc tình, thì nhạc tình sao bằng được. Mình nghe pháp, lỡ mình có đi vào giấc ngủ cũng không sao hết. Trong khi mình thức ra mình nghe, nghe đến khi mình dần mình ngủ, ngủ liệm luôn cũng tốt, không có gì hết đó. Không, mà nhiều khi mình ngủ vậy đó thì tất cả những cái thức phân biệt của mình nó ngủ hết, nó ngủ hết. Vậy mà thỉnh thoảng tới hồi mình giật mình á, cái tâm sâu lắng của mình nửa đêm á, vậy mà một hai câu của cái bài pháp đó nó còn đang tiếp tục, nó mở đó, nó làm cho mình bừng sáng lên. Thầy hay nghe, thầy thỉnh thoảng thầy có cái trạng thái như vậy. Đi ngủ cái mở một cái băng MP3, tới hồi nửa đêm mình giật mình, cái mình trong khi mà mình trở người mình nằm đó, thì tất cả những cái suy nghĩ gì của mình nó lắng hết, thì cái tâm thức của mình lúc nó trống vắng vậy. Tự nhiên những cái ý của cái bài giảng đó nó vô trong đầu mình, mà nó làm cho mình sáng tỏ nhiều cái ý kinh nữa. Là lúc đó là bật ngồi dậy ghi chép lại cái đoạn đó, thôi nó quên đi. Trong khi mình nằm vậy đó, mình có nhiều cái ý mà của cái bài pháp đó xưa mình cũng nói vậy đó, nhưng mà sao mình không vỡ lẽ ra được cái này. Tối nay mình nằm vậy mình nghe vậy mà sao lại mình lại vỡ lẽ ra được. Cho nên cái người ngủ là mình nhớ là khi mình đi vào trong giấc ngủ. Thì bây giờ mình mấy huynh đệ cứ nghĩ ngủ thôi mà mình còn phải như vậy, huống chi là mình sắp chết. Tại vì có thể giấc ngủ đó mình đi luôn sao? Vì vậy cho nên không nên mở những cái gì mà nó có tính cách không tốt cho tâm thức. Nhất là phim ma, nhất là những câu chuyện ma. Có nhiều người thích nằm nghe kể chuyện ma đó. Ban ngày muốn nghe, một lái xe nghe nó làm gì làm. Nhưng tối ngủ đừng. Tại sao? Tại vì lỡ mà mình đi vào trong giấc ngủ mà mình không trở lại thì những cái hình ảnh đó, rùng rợn ma quái đó, nó dẫn mình đi. Một giấc ngủ thôi mà mình còn muốn yên ổn, tâm tĩnh lặng, thì huống chi mình sắp chết. Chơi cái người mà sắp chết á, có ai tới đó, thí dụ như bên Bắc Tông, bên Tịnh Độ Tông á, tập hợp tới niệm Phật. Nhưng mà ở bên Nam Tông người ta đâu có niệm Phật. Mà nếu mà có niệm Phật người ta tới ta niệm gì? Ta niệm những cái ân đức của Phật. Phật là bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri, rồi ta đọc đọc kinh vô thường, ta đọc những cái câu pháp ngữ vô thường, chư hành vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt hết rồi tịch diệt là vui, chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Cái sanh và cái diệt nó không còn khái, mình không còn bị bận rộn với hai chữ đó nữa, thì mình có một cái sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cái đó là gọi là tịch diệt vi lạc, cái sự vắng lặng đó mới là cái niềm vui tối thắng của mình đó. Cho nên bên Nam truyền Nguyên Thủy các vị tập hợp tới đọc kinh vậy, ngay cả các vị tu thiền vậy. Trước khi mà mất, lỡ cái vị đó sắp mất, đại chúng tập hợp tới tụng Bát Nhã Tâm Kinh để làm chi? Để nhắc nhở cái hành giả đó. Ngày thường thầy sống thầy cũng thường quán chiếu ngũ uẩn giai không, cho nên bây giờ thầy cũng nhớ quán ngũ uẩn giai không.
Ở đây có ai đọc cái bài kinh Độ Người Hấp Hối không? Cái bài kinh đó hồi trước đó dịch là Kinh Giáo Hóa Người Bệnh. Ông Cấp Cô Độc cũng bị bệnh đó. Rồi Ngài Xá Lợi Phất đến thăm ông, rồi chỉ cho ông phép quán. Thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Mắt này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi mắt này. Mắt này nè, mắt này không phải của mình. Thân này không phải của mình. Tai này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi tai này. Lấy sáu căn làm đề mục quán chiếu. Khi mình buông xả được sáu căn tĩnh lặng, cái đó gọi là gì? Buông bỏ báo thân như vào thiền định. Báo thân tức là cái thân hiện hữu mình đang có nè. Có nhiều khi mình dính mắc, mình không dám xả nó, mình sợ mình buông nó, mình mất nó. Thì người nào còn lưu luyến cái thân thì không thể đi được. Cho nên lúc đó cần phải có người tới khai thị, nhắc nhở. Rồi có khi thì niệm Phật, có khi thì tụng kinh. Nói chung là để mục đích của những cái chuyện đó để làm gì? Để làm cho tâm tư người đó tĩnh lặng, để đi vào một cái giấc ngủ ngàn năm. Thì cái khi mình chúng ta ngủ cũng vậy. Chúng ta ngủ chúng ta cũng phải nên đi tìm những cái gì đó để làm cho tâm mình tĩnh lặng. Nhưng mà nhớ là đợi mà đi mở cái máy gì đó, đợi tới ai đi tụng cho mình thì không bằng mình tự tụng tự niệm. Cho nên ở đây là hướng dẫn cho mình ở cái mặt tự túc. Rồi, trước khi mình ngủ mình ngồi yên mình đọc Dĩ Thời Tẩm Tức, Đương Nguyện Chúng Sanh, Thân thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Chữ tẩm tức là gì? Chữ tẩm là gì? Chữ tẩm nghĩa là ngủ nghỉ. Chữ tẩm nó còn có nghĩa là cái phòng nghỉ của mình. Thí dụ như lăng tẩm đó, chỗ nghỉ của vua đó. Chữ tẩm là chỗ cái phòng nghỉ hay là sự ngủ nghỉ. Chữ tẩm nó hai nghĩa vậy. Còn chữ tức là gì? Là hơi thở. Mình nằm xuống đó thì mình lại quán tới hơi thở của mình, theo dõi hơi thở mình để làm chi? Để giúp cho cái tâm mình tĩnh lặng, mình đi vào trong giấc ngủ. Cho nên người nào mà muốn thức dậy yên ổn, ngủ nghỉ yên ổn, thì người đó bình thường cái tâm họ phải tĩnh lặng. Đức Phật dạy ở trong kinh đó, người nào mà thường có sống bằng cái tâm từ bi á, có 8 điều lợi. Trong đó có một cái điều lợi là ngủ và thức yên ổn, tĩnh lặng. Tại sao? Tại vì tâm mình không có sống ác thì làm sao mình ngủ bất an được. Thí dụ như mình đã ban ngày mình hại ai rồi, không ai biết hết á, tự mình biết thôi. Cái giấc ngủ mình sợ hãi lắm. Có nhiều khi mình hại người đó chết thì mình còn sợ người đó về báo thù. Hay là mình sợ là mình đã sơ suất cái gì, người ta sẽ bắt gặp quả tang những cái việc mình làm. Cho nên nói chung là khi mình làm một cái điều gì sai quấy thì cái giấc ngủ mình nó không được an ổn. Ngủ rất là phập phồng, ngủ lo sợ. Bây giờ đừng có nói chi làm lỗi, bây đưa một cái ví dụ thôi. Ngày mai sáng 3 giờ mình thức dậy mình ra phi trường, mà người ta phải đưa mình đi. Trời ơi, cái đêm đó ngủ không yên. Tại sao? Phập phồng sợ bị trễ. Sợ bị trễ. Đó, mình nói một cái ví dụ, cái trường hợp là ngày mai mình sắp đi đâu thôi, là mình lo lắng cái là mình không ngủ. Huống chi là cái chuyện mà chúng ta sắp sửa rời khỏi cuộc đời này. Đó. Cho nên lấy cái chữ thùy miên này, nó cũng tương đương với cái chuyện là một giấc ngủ. Trong một cái bài khai thị phục nguyện á, tâm hàm vũ trụ đạo quán cổ kim, kìa biển dâu chi xác cuộc nổi chìm, nọ sóng thác quảng bao đời thay đổi. Thân tứ đại quay cuồng theo vận hội, thôi thì từ đây có chiếu đất màn trời, có trăng trong gió mát, hương linh thể an giấc nghìn thu.
Nhất đó là nhất nghìn thu đó. Nhưng mà tâm nhất chân thì vẫn toàn vẹn đủ. Cái tâm mà sáng suốt thì đầy đủ hết á. Cái tâm sáng suốt đó nó có đầy đủ cái gì? À, công phu thì trong đó sẵn tâm kinh tánh Phật đài vàng, vui đủ điều sống vô lượng kiếp, phổ nguyện ngu miên an giấc điệp. Một cái giấc ngủ rất là nhẹ nhàng, rất là bình lặng. Cho nên đó, dĩ thời tẩm tức là đến giờ ngủ nghỉ. Nhưng mà nếu mình phân tích chữ ra thì ngủ nghỉ là chữ tẩm. Mà làm sao cho giấc ngủ nó yên? Chỉ cần buông hết, đừng suy nghĩ gì hết, trở về với hơi thở. Đó, chữ tức là chỗ đó đó. Chữ tẩm là dừng nghỉ. Sự dừng nghỉ cũng gọi là tẩm. Mà anh dừng nghỉ để làm gì? Để anh đưa tất cả tâm ý anh trở về với hơi thở. Chừng đó anh mới có được cái sự giấc ngủ yên thôi. Còn anh ngủ mà anh còn lo lắng, anh còn suy tư, anh còn nảy kia thì anh không ngủ được. Bởi vì anh chưa có dừng mà sao nghỉ được. Cho nên phải đến giờ nghỉ ngơi và trở về với hơi thở. Nếu nói cái chữ đó cho nó nghĩa là vậy đó. Dĩ thời tẩm tức. Nếu đi vào phòng nghỉ cũng là tẩm. Nằm xuống ngưng hết tất cả mọi sự việc cũng là nghỉ, cũng là tẩm. À, vậy thì bây giờ anh muốn nghỉ ngơi thì anh phải làm gì? Đừng suy nghĩ nữa, đừng lo lắng nữa. Hãy trở về quán chiếu hơi thở. À, có nhiều khi các cái vị mà ta tập cho mình thở đó, ta nói phòng xẹp. Phòng là mình thở vô phải không? Phòng là mình thở ra, xẹp là mình thở vô, phòng xẹp, thí dụ vậy. Thở vô phòng, thở ra xẹp, phòng xẹp. À, các vị nào muốn thực tập những cái bài thực tập đó, nên đi tìm một quyển gọi là Sen búp từng cánh hé. Sen búp từng cánh hé. Thì trong đó có mấy chục bài tập để cho mình thở. Hình như tiếng Anh dịch là gì? Blossom Lotus. Blooming ha? Blooming Lotus. Sen búp từng cánh hé. Đó là cuốn thiền tập để cho mình thực tập những cái pháp thiền. Và đây là cái pháp căn bản, cái pháp rất là cơ bản, giúp cho mình có cái đề mục để mình có cái để cái tâm mình nó có cái chỗ bám, cái chỗ trụ vào. Ngủ nghỉ là nằm ngủ, thùy miên nghĩa là nằm ngủ. Việc lớn đã tỏ, chỗ làm đã xong, rong cầu đã hết, thân tâm đều an, nên gọi là an ổn. Việc làm đã xong rồi, không còn phải. Thấy không? Việc làm đã xong rồi, sự rong ruổi cũng không còn. Thân tâm đều an, cho nên gọi là an ổn. Ổn là ổn định. Đâu vào đó hết rồi, mọi việc an ổn. Thí dụ bây giờ khách quá chừng luôn, mình chưa sắp xếp được, chưa an ổn. Rồi giờ mọi người đã về phòng hết, ai cũng có chỗ ngủ hết. Mọi việc mình đã sắp xếp xong rồi, đã an ổn rồi. Mình hỏi với nhau, an ổn hết chưa? An ổn rồi. Cho nên á, trong nhà Phật á, hay sử dụng cái từ để nói lên cái sự, cái việc làm của các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị mà đến cuộc đời này á, sự ràng rịch trong các cõi không còn. Việc lợi mình, lợi người đã xong. Các ngài đi vào trạng thái niết bàn như củi hết lửa tắt. Đó là những cái câu người ta diễn tả cái chỗ mà, nghĩa là cái chỗ mà là đi về của một người tu không có gì rõ bộ bận lòng hết. Việc lợi mình lợi người đã xong. Như củi hết lửa tắt, có gì phải khổ? Củi hết thì lửa phải tắt thôi.
dứt sự các sự ràng rịch trong các cõi. Đâu phải nói chi tôi cõi gì nội đây nè. Thí dụ như lên chánh điện cũng cõi, xuống nhà bếp cũng cõi, ra đường cũng cõi. Bất cứ mình gá vô chỗ nào nó thành cõi hết. Nhưng mà hễ mình không buông xuôi được cái cõi nào thì khổ cõi đó. Ví dụ như lên chánh điện đây nè, mà bận ở dưới lo cái đầu, lo nghĩ dưới bếp, không biết ở dưới làm có đúng ý tôi không. Mà giờ tôi không thể bỏ trên chánh điện được, tại tôi đang kẹt lễ. Tôi đang kẹt gì đó, thân thì ở đây làm lễ mà cái tâm ở dưới bếp. Trời ơi, tôi không có ra được mà tôi bây giờ tới lớp học rồi không biết ngoài đó tưới nước có đúng ý tôi không. Nhổ cỏ có đúng ý tôi, hồi nó nhổ nhầm mấy cái bụi bông tôi trồng, những cái bụi cỏ tôi gieo, thí dụ vậy. Cho nên cõi nào mình cũng dính hết. Thì dĩ thời tẩm tước đương nguyện chúng sanh, tới giờ ngủ nghỉ thì con nên, bây giờ tới giờ ngủ nghỉ rồi thì con cầu cho mọi người. Giờ hiểu được chữ ngủ nghỉ không? Chữ tẩm tước, chữ tẩm nghĩa là nếu nói về cái action là mình stop. Còn nói nếu về nơi chốn, cái place là cái the place where you rest. Cho nên mình phải làm hai, đi vào cái chỗ nghỉ rồi mà mình phải hành động cái sự nghỉ ngơi đó. Cũng giống như mình nói, mình đi vô thiền đường. Thiền đường là cái nhà ngồi thiền chứ gì. Chữ đường là nhà. Chỗ đó thờ linh gọi là linh đường. Chỗ đó Phật gọi là Phật đường. Chỗ nghe Pháp gọi là Pháp đường. Hả? Chỗ ngồi thiền là thiền đường. Chỗ ăn cơm là trai đường. Chỗ mình tiếp khách là khách đường. Đó. Thì đường là cái nhà. Thì mình đi vào thiền đường là cái nơi, cái nhà thì ngồi thiền. Thì tự động mọi hành động của mình phải thiền. Anh đi vô thiền đường mà anh đi như ma đuổi. Anh đi vô thiền đường mà anh đi như là nhà cháy sẽ tới nơi. Anh đi rần rần, anh đi rào ầm ầm vậy đâu phải. Vậy thì anh không phải vô thiền. Cái miệng nói thiền đường mà hành động chưa có thiền. Cho nên nó không có tương ưng. Cũng giống như nói ngồi thiền. À, anh ngồi rồi đó mà anh thiền chưa? Thì cũng như thế. Tẩm tức. Đi vào cái nhà nghỉ cũng tẩm, mà sự dừng hết tất cả từ hành động tới sự suy nghĩ đều là tẩm hết. Stop action. Stop fooling around. Stop thinking. Call resting. Vì dịch chữ, nếu mình định nghĩa chữ resting là gì? Dừng mọi cái action, dừng mọi sự suy nghĩ là rest. Bây giờ mình không có tập temporary rest, không có người tập dừng nghỉ tạm thời đêm dài tiếng á, thì mình cũng khó mà rest forever lắm. Tại vì sao? Tới cái giây phút cuối mà buông bỏ không nổi. Bây giờ ngủ mà buông bỏ, ngày mai đây nè sẽ gặp mà tự tối nay ngủ vẫn nhớ quá. Rồi bây giờ nếu mà tới cái giờ phút mà phải ra đi vĩnh viễn rồi làm sao? Đó, cho nên cái quán chiếu của mình giữa cái chết và cái ngủ nó phải như vậy. Hay nghĩ vậy đó. Nhiều khi đi ngủ cái này, nhiều khi mình ngủ mình đi luôn sao? Cho nên mở máy niệm Phật lên, nằm nghe. Mở đường xưa mây trắng lên nằm nghe. Mở mấy bài sấm tụng lên nằm nghe. Để làm chi? Lỡ mình có đi, không ai tiễn mình đấy. Pháp tiễn. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên nếu mình á, thí dụ bây giờ ban đêm á, có người nào mà hay bị cái bệnh là mất ngủ là vì lo lắng nhiều đó. Bây giờ tạm ngừng lo thôi mà, ngày mai tiếp tục mà. Nếu mình không tập được cái này thì mai mốt tới cái giờ phút cuối cùng đời mình phải đi luôn, không còn trở lại đi lo gì nữa, mình dính mắc quá, chịu không nổi. Cho nên cuộc đời mình nó có hai lần mình ngủ, ngủ này là ngủ tạm. Rồi mai mốt đây sẽ có một giấc ngủ miên viễn. Bây giờ mình mới thấy hai cái chỗ nó đối với nhau nè, thân với tâm. Thân đắc an ổn thì tâm mới vô loạn động.
Đây là cái thân đắc an ổn là nhân, tâm vô loạn động là quả. Hay là nói ngược lại, tâm vô loạn động thì thân mới an ổn. Bây giờ thân tâm là một. Bây giờ quý vị nghĩ, ví dụ bữa nào mình tâm mình bồn chồn khó chịu, mình khổ, thân nằm ổn yên, lăn qua lộn lại. Rồi cái sự lăn qua lộn lại của mình đó, nó sẽ làm cho người kế bên khó chịu. Nó con đâu có ngủ với ai, con tu con ngủ mình mà ngủ với ai đâu, người kế bên ở trên người ta khó chịu. Còn nếu mình nằm trên thì mình lăn riết ở dưới người ta khó chịu, mà mình nằm kế bên thì người giường kế bên người ta khó chịu. Còn đó là nói mà, đó là nói chung phòng nha. Còn nếu mà những cái phòng nào mà cái vách của nó mỏng quá, nó sát vách đó, bên kia nhúc nhích bên này cũng nghe nữa đó. Có phải không? Vì vậy cho nên đó, thân phải an ổn. Thế nào gọi là thân an ổn? Do cái tâm nó định. Cái tâm mà nó yên thì cái thân nó ít có lăng xăng. Tại vì cái tâm là cái nguồn lực, nguồn điện mà. Hãy điện nó còn đó là, có nhớ là khi mình tắt quạt máy không? Mình bấm off một cái rồi mình dứt điện ra rồi, nhưng mà cái điện nó vẫn còn á, cho nên nó vẫn quay vài cái trước khi nó ngừng. À, thì cái tâm của mình đó là nguồn điện á. Cho nên có nhiều khi á, mình ngồi đi tụng kinh á, chủ nhật á, ở đây mình hay có cái lệ là tất cả những người tới dự lễ ngày chủ nhật á, nên lên chánh điện ngồi thiền trước 15 phút. Để làm chi? Bây giờ nếu mà đúng 10 giờ rưỡi họ tập hợp á, họ tụng kinh tâm không có chú, hỗn hển là mệt mỏi lắm, chứ phải lên ngồi trước 15-20 phút cho nó yên. Ngồi cho yên để làm chi? Để bắt đầu chuẩn bị đi vào một khóa lễ. Mình chuẩn bị cho mình. Cũng giống như mình đi tụng kinh này, tốt nhất là mình nên có mặt sớm một chút. Mình lên sát nút. Trời ơi, lúc đó mình thấy chúng ở trên này người ta nhập chuông rồi, bắt đầu lật đật cái đắp y của hôm ngày. Mà hãy lật đật thì sao? Đắp y thì không thẳng, đi đứng thì vụt chạc, rồi lên cẩm dùi chuông, lúc đó beng 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 cho nó có, chứ không thiền không vị. Rồi hoặc là bữa đó tới phiên mình phải dẫn lễ, cái mình cầm cái microphone mình tụng nghe nó mệt lắm, tại cái hơi thở mình nó mệt do cái sự hồi hộp, gọi là gấp gáp của mình. Cho nên làm việc gì cũng phải cho mình khoảng thời gian. Đó là sự thiền đó. Đó là thiền đó. Cho nên Phật giáo á, là cái chủ yếu của tu hành là gì? Là làm sao đưa mình trở về để mình có được cái nguồn gốc an tịnh. Mà cái tâm mà nó yên rồi thì mọi việc nó sẽ hiển bày. Tâm mà yên rồi cũng giống như mình nhìn, mình ngồi yên mình nhìn tất cả mọi sự, mọi vật xung quanh mình rất là rõ ràng. Tâm mà không yên thì không gì hết. Ngày xưa thầy nhắc nhở mình, tâm bất tại an. Tâm mà không yên thì nghe như không thấy, nghe như không nghe, thấy như không thấy, ăn như không ăn, là tại vì không biết vị gì hết. Cho thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Hai cái này nó đi với nhau. Ngủ nghỉ là một sự nghỉ ngơi của thân và tâm. Hòa thượng Làng Mai có cái bài kệ vào thiền đường, đi vào ngồi thiền á. Vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luân. Mà không có cái bài kệ đi ngủ. Mấy thầy mới giỡn, hồi nhỏ, hồi đi học giỡn. Nên vào thiền đường hết âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Một khi mình nằm xuống là ngáy kho kho. Có nhiều người ta dễ ngủ lắm nha. Tại sao? Tại vì người ta rất là rõ ràng trong cái công việc. Thức thì muốn lo gì đó lo, mà hễ nằm xuống ngủ thì đừng lo. Tại vì mình thường hay dùng cái từ là ngủ nghỉ.
Chữ nghỉ là mình rest, chữ ngủ là mình sleep. Nhưng mà anh không có dừng, anh không có stop, thì anh không có thể nào anh ngủ được hết. Cái đầu mà tiếp tục lo lắng, đầu mà tiếp tục làm việc thì không cách nào ngủ được. Mà không ngủ thì nó lại càng không nghỉ. Ngày mai có nhiều khi mình nằm trên giường vậy mà sáng ra mệt mỏi vô cùng. Kêu là ủa, hồi tối tôi thấy anh đi vô ngủ sớm lắm mà. Mà cả đêm tôi có ngủ được đâu. Thành thử sáng ra mệt mỏi. Có nhiều khi mình nằm trên giường vậy đó, cả đêm vậy đó, mà người, ngồi dậy người mình nó mệt. Tại vì mình nằm đó, nhưng mà thật sự cái đầu mình nó quá ư là nhiều việc. Nó làm cho thân tâm mình nó mỏi mệt theo. Vậy thì mình tu á, là làm việc gì? Trở về chăm sóc thân tâm. Cho nên mình trong cái bốn cái pháp thiền tứ niệm xứ, bốn cái nơi niệm xứ là gì? Xứ là nơi chốn, mình phải gửi cái chánh niệm mình về đó. Có khi là gọi là tứ niệm trụ. Có khi tứ niệm xứ mà có khi là tứ niệm trụ, là bốn cái chỗ mình phải trụ vô, là thân, thọ, tâm, pháp. Thân mình, tâm mình, cảm nhận của mình, cảm thọ của mình và các cái pháp hiện hành xung quanh. Biết rất rõ. Mình vui phải biết mình vui, mình buồn phải biết mình buồn. Mình làm tâm lý mình cái gì mình phải biết rõ như vậy đấy anh chị. Để mình điều phục đó. Cũng giống như mình chăm sóc tâm mình, giống như mình chăm sóc đứa con, đứa nhỏ vậy đó. Mình tuy nó không nói được nhưng mà mình hiểu cái tâm ý nó muốn gì. Mình nuôi con nít á, nó mà những đứa mà nó còn nhỏ, nó chưa có nói được nữa, nó muốn cái gì á, là mình phải để ý. Khi mà nó không, nó đói bụng thì nó thường như thế nào, nó bị khó chịu ở trong cái tả nó thì nó thường phản ứng như thế nào, mình phải để ý. Để chi? Để mình thấy nó như vậy cái lần biết. Có nhiều đứa nhỏ nó mà đi tiêu đi tiểu trong tả, cái nó gồng nó rặn lên, cái mình ba mẹ nó nhìn thấy nó cái kiểu nó như vậy là biết rồi đó, nó làm dơ tả rồi đó, ví dụ vậy đó. Rồi có đứa nó đói bụng, nó quạo, vân vân, thì nó, một đứa nhỏ nó chưa nói được thì mình nuôi nó, mình phải để ý nó để mình biết nó đang muốn cái gì. Thì chúng ta cũng thế, mình cũng phải có một đứa con. Trước hết là tâm của mình đó. Mình phải chăm sóc nó, mình phải biết nó. Thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Xong rồi quán chữ A. Chữ A theo phạn tự nghĩa là gì? Là vô. Chữ A đó nghĩa là vô. Vô là gì? Vô ngã, vô thường. Cái gì mà nó không? Tất cả các pháp đều là không. Khi mình quán các pháp không thì tự nhiên tâm mình nó làm sao? Nó yên, nó lắng, không có dính mắt. Khi mình thấy tất cả mọi sự việc này đều là giả tạm hết, thì tự nhiên tâm mình nó có một phần nào nó yên lắng. Mà chính cái sự yên lắng nó làm cho mình dễ ngủ. Đó là cái nghĩa của cái bài đi ngủ là vậy đó. Nói tóm lại, cái bài này chư tổ muốn hướng dẫn chúng ta. Phật nói cái bài kệ này ở trong kinh Hoa Nghiêm á, là Đức Phật muốn nhắc nhở, muốn đưa chúng ta đi vào một giấc ngủ nhẹ nhàng, không lo lắng. Thật sự có nhiều khi mình ngủ ít mà mình khỏe. Thí dụ như ngủ trung bình, ngủ đêm 5 tiếng. Ví dụ vậy đó. Rồi có người ngủ được 8 tiếng, lớn tuổi rồi ngủ ít lắm. Người trẻ thì 8 tiếng trở lên, chứ người mà có tuổi một chút rồi là một đêm họ chừng 5 tiếng là họ đã đủ rồi. 5-6 tiếng là đủ rồi. Thì nếu như mà người đó ngủ mà không có lo lắng, không có gì hết, mà ngủ thẳng giấc, ngủ dậy rất là tỉnh táo. Thí dụ mình biết ngày mai mình có việc gì phải lo, phải làm thế. Tối nay dù mình ngủ rất ít nhưng mà tự nhiên sáng dậy đầu tỉnh bơ, tỉnh queo vậy. Ngày hôm qua thì đi Calgary về tới tối rồi. Mà mình biết đó nha, biết cái việc của mình là thầy chưa hoàn tất cái quyển kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân để mà đưa cho các thầy đưa lên mạng. Biết mình chưa làm xong.
Cho nên là phải dùng một tiếng đồng hồ ngồi xuống làm. Làm chưa xong thì lại tới giờ đi lên Tây Thiền. Rồi lên đây là khuya rồi, có khách nữa. Cho sáng nay dậy sớm. Dậy sớm lên máy ngồi làm cho kịp để sáng nay có kinh tụng. Rồi phải dò tra mấy cái bản coi nó có tương đồng, cái bản mình bỏ lên trên website nó có tương đồng với cái bản, cái quyển sách mình đang có không. Chứ đâu phải là làm đại đâu. Rồi thì cũng phải coi sơ cái mà mình chưa có thời giờ coi hết chính tả nữa. Chỉ thấy được một vài cái chính tả chính yếu nó hiện hiện trước mặt mình thì mình sửa được chữ nào mình sửa. Cho mỗi người nó có một cái công việc, ngày mai có công việc, tự nhiên mình ngủ ít mà người mình nó vẫn tỉnh táo. Thì ở đây là nhớ là khi ngủ đừng có coi phim ma, đừng có nghe kể chuyện ma, đừng có coi phim bạo động. Người nào mà coi phim bạo động, coi phim ma mà tối ngủ mà chiêm bao mà thấy ma hay là bạo động là phải biết. Rồi hoặc là ngược lại, người nào mà chiêm bao thấy mình thường bị người ta rượt đánh, thấy mình bị cứ thấy toàn là những cái cảnh gọi là bạo động đó, thì biết rằng tâm mình chưa yên đó. Những vị đó phải ngồi thiền cho nhiều, phải niệm Phật, trì chú, nói chung phải có cái gì để đưa cái tâm mình ra khỏi cái đó. Tại vì cái đó là những cái hạt giống mà trong cái tàng thức mình tối ngủ nó đi lên. Bây giờ trong lòng mình không có những cái hạt giống khác. Trong cái tàng thức mình, trong cái kho chứa mình, nó không có những cái hạt giống an lành khác. Toàn là những cái hạt giống bạo động không. Thì tối ngủ á, cái ý thức nó đi vô cái tàng thức nó kiếm. Tàng thức là giống như cái memory và cái chứa vậy, cái storage nó chứa vậy đó. Ý thức là con chuột đó. Phải không? Nó đi rà, nó muốn cái file, nó click lên. Mà nó không có thấy có file nào tốt hết á. Không có cái file nào mà tốt hết. Cho nên trong tâm thức mình không có chứa được. Cho nên nhiều khi mình phải phải để ý mấy cái chuyện đó. Mình tu là mình phải biết tất cả những cái gì nó đang có mặt hiện tại mình hoặc là trong giấc ngủ của mình. Thì mình thấy là đêm nào mình cũng nằm chiêm bao, mình hét, mình hò, mình la, mình rú lên là mình biết rồi đó. Tâm mình chưa yên. Thứ nhất là có thể trong quá khứ mình quá nhiều những cái chủng tử sợ hãi, bạo động. Không phải trong đời này. Có hạt giống đó nó nhiều đời, nhiều kiếp. Mà chỉ có khi nào mình ngủ, mình bật hết những cái hiện tại, thì bắt đầu những cái đó trong quá khứ nó đi ra. Chứ có những cái giấc chiêm bao mình chưa bao giờ mình nghĩ tới mà tại sao mình gặp. Đó là vì của quá khứ. Nhớ không? Chiêm bao có năm nguyên do. Một là quá khứ, ác nghiệp của quá khứ. Hai là cái thân sinh lý của mình. Đó là một là thân mình ngủ không, mình nằm không có đúng thế cũng có thể sinh chiêm bao. Tâm lý của mình không bình thường cũng có thể sinh chiêm bao. Những túc duyên, túc nghiệp quán kết gì của mình trong quá khứ cũng có chiêm bao. Quỷ thần phá quấy mình, thiện thần nhắc nhở mình. Thiên thần nhắc nhở mình. Cho nên khi mà mình đã quán cái chữ A đây là một cái ý nghĩa. Một cái ý nghĩa là chúng ta theo như cái nghĩa chữ A nghĩa là vô. Chữ A nghĩa là không. Mà vô này là vô gì? Thí dụ vô thường, vô ngã. Không có cái gì thật. Thì khi mình thấy tất cả mọi sự việc nó không thật thì tâm mình nó cũng nhẹ ra. Dĩ thời tẩm tức, đương nguyện chúng sanh, thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Rồi để chữ này là quán tưởng A tự luân. Tức là chữ A một cái vòng vậy đó. Thì mình không cần phải quán chữ phản chữ gì hết. Thôi giờ mình không cần quán chữ A luôn, quán chữ vô. Thì nếu mà các sự việc trên đời này đặt cái gì nó cũng vô thì nó cũng có cái vô luôn là vô sự. Đó là câu của Ngài Lâm Tế đó. Vô sự là gì? Không có gì mình phải bận tâm hết đó. Cái gì cũng chỉ là tạm thôi.
Rồi bây giờ mình qua tới bài kệ ở trang 22, bài kệ thứ 38 trên mạng á, phải không? Bài kệ thứ 41 ở trên quyển sách của mình là thủ thủy. Nước là chuẩn, chuẩn bằng mọi vật, nhuận muôn vật, không chi hơn nước. Hình là một trong bốn đại, khí nó trùm trong năm là hành. Trong ngũ hành á, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thì nước là nó trùm. Thí dụ như trong trong cái không khí này có hơi nước không? Có. Cho nên nước nó trùm khắp hết. Trong cơ thể mình nước nó cũng chiếm phần lớn. Mình có thể nhịn ăn mà không thể nhịn nước khác. Đi đường mệt không cần ăn, chỉ cần uống thôi. À, mà thậm chí con người mình đó, mà cái nước ở trong người mình mà có những cái nước độc, nước bệnh mà nó không tẩy ra được thì nó cũng không khỏe. Cho nên bệnh đó là đổ mồ hôi, ra mồ hôi được là mình khỏe. Thậm chí con người mình đó, mệt mỏi quá đi tập thể thao, thể dục, chạy bộ, đá banh, làm sao cho cơ thể mình nó ra mồ hôi. Để làm chi? Để nó bài tiết. Nó bài tiết những cái tạp dơ. Thậm chí những người mà người ta uống nước á, gọi là lọc, thanh lọc cơ thể đó, thì mình nhịn ăn 10 ngày ví dụ vậy, chỉ uống nước thôi, thì những cái ngày đó là mình không được ngủ, mình không được nằm. Uống nước là uống, nhưng mà tất cả mọi công việc mình làm vẫn phải làm bình thường. Để làm chi? Để nó giữ quân bình cơ thể. Và trong khi mình làm như vậy, để cho cơ thể mình nó có hoạt động vào, cộng thêm với cái sự uống nước của mình, trong người mình nó bài tiết ra các cái dơ. Rồi mình phải đi tắm để làm gì? Để kỳ cọ. Rồi những cái ngày đó mình mệt mỏi, mình uể oải, mình nghĩ là mình do không ăn mà nó bị, chứ thật sự không phải, mà do trong người mình những cái chất dơ nó đi ra theo cái lỗ chân lông, nó làm mình mệt, chứ không phải là do mình không ăn. Chỉ có một phần thôi, chứ mà thật một phần là do mình không ăn, mình nhịn ăn, cho nên bắt đầu cơ thể mình những cái dơ đó nó bài tiết ra. Do mình uống nước nhiều thì nó đi ra theo lỗ chân lông. Thì mình phải, cái người mà nhịn ăn, cái người mà thanh lọc cơ thể phải tắm mỗi ngày bằng nước ấm, để và kỳ cọ cho kỹ để mà những cái chất dơ nó bài tiết ra đó. Cho nên ví dụ như con người mình, người ta nói trời ơi đổ mồ hôi xong khỏe ghê. Người không có đổ mồ hôi không khỏe. Có người mà không có, có nhiều người nó cả ngày tôi không có miếng mồ hôi nữa. Thậm chí tôi làm quá trời việc mà mồ hôi cũng đổ là yếu đó. Người mà không có ra mồ hôi là người đó yếu. Người nào phải ra mồ hôi nhiều là người đó khỏe. Nhưng mà ra nhiều quá cũng đâu tốt. Không? Giờ rốt cuộc cái gì? Trung đạo. Cái gì nó cũng trung đạo thôi. Vì vậy mà hỏi, cái gì là đi râu trong rừng đi, kiếm cái gì là thuốc thì hái đem về. Nói giờ con cũng biết đi về tay không, nó sao cứ không hái. Trời ơi con thấy cái gì cũng thuốc hết, hái sao hết. Thôi bây giờ ngươi đi ra, ngươi kiếm cái gì không phải thuốc hái đem về, cũng về tay không. Hỏi sao kỳ vậy? Tại vì cái gì cũng không phải thuốc hết. Cái gì cũng là thuốc mà cái gì cũng không phải thuốc là nghĩa sao? Thật sự cái gì nó cũng có cái bổ dưỡng của nó hết á. Nhưng mà nếu mình ăn không đúng, sử dụng không đúng thì thành ra cái gì? Độc. Cho nên chính cái bổ mà không biết thì nó độc. Mà cái độc đó đó, mà biết sử dụng nó cũng là tốt chứ không phải đến nỗi. Thí dụ như ở đây người ta cho mình trồng cây, trái cây rồi để mình bán đi. Người ta có cho mình sử dụng thuốc không? Có, nhưng mà người ta quy định nó có chừng mực, chứ không phải mà làm mà cái kiểu mà không chừng mực. Đó. Và người ta để cái món đó vào đó, người ta ghi rất là rõ ràng, để chi ai dị ứng cái món đó thì đừng ăn. Người ta ghi rất là rõ lượng muối bao nhiêu, lượng đường bao nhiêu, lượng mỡ bao nhiêu trong một cái món ăn của người ta, trong những cái chai nước uống của người ta.
để cho tùy những người nào có nhu cầu bao nhiêu, họ thấy cơ thể họ không chịu nổi cái sức này, hay là chỉ uống bao nhiêu đó thôi, thì họ tự họ phải biết. Cho nên nước nó trùm khắp. Còn chữ chữ thủy đó, còn chữ thủ nghĩa là mình gánh, là mình múc, là mình xách. Thế nào gọi là mình xách? Mình múc, mình xách nghĩa là nước xách ở, là nghĩa là xách nước ở mương, suối, ao, giếng, đầm, vân vân, xem kỹ có trùng hay không. Tại hồi xưa là mình phải đi gánh nước, chứ đâu có mấy cái fountain giống như bây giờ đâu. Ở đây có ai hồi nhỏ đi gánh nước không? Thầy nè, hồi nhỏ đi xách từng đôi vậy đó. Tại vì mình có nhiều khi ở trong chùa đó, ở gần bờ sông mà, thì đâu có cần chi mà phải có cái phong tên nước đâu. Có mấy cái lu á, rồi cái mỗi ngày mình phải múc cái nước đó, mình xách từ cái ao, mình đổ đầy vô hết mấy cái lu trong chùa. Nào là nước trong nhà bếp, nào là nước trong nhà tắm, nào là nước trong nhà cầu, tất cả đều phải từ những cái nguồn nước đó hết. Rồi nếu mà mình xà hồi nhỏ mà bưng gánh đâu có nổi, thì mình xách từng cái thùng. Còn nếu mà người ta khỏe mạnh nữa, người ta bỏ hai thùng vô cái cây á, ta gánh nước. Thì những trường hợp đó gọi là thủ thủy. Múc nước, gánh nước vậy đó. Ví dụ như giờ ở Tây Thiên mình đi, đó giờ trồng bông ở trên cái đài Quan Âm không có nguồn nước, thí dụ vậy đó. Mình phải đi xuống cái bờ hồ mà mình múc từng thùng nước lên. Nhưng bây giờ mình khỏe hơn, mà cho dù có múc vậy thì mình bỏ chiếc xe, mình kéo. Chứ ngày hồi đó đâu có xe. Hồi đó là phải bỏ hai cái. Mà người ta kêu, người ta lấy nước mà mình mua nước của người ta là người ta tính đôi nha. Một đôi mấy đồng. Đôi là hai cái đó. Cứ một đôi nước vậy là mấy đồng. Mà hồi nhỏ là mình chuyên môn đi gánh vậy đó, phải không? Cái thời nghèo mà không có nước là đi gánh vậy đó. Bởi giờ lùng là vậy đó. Đi gánh nước hồi nhỏ cao không nổi. Rồi, nhưng mà trong kinh dạy á, trong luật dạy á, là mỗi người phải có một cái tấm vải. Cái vải đó nó gọi là gì? Lự thủy. Lự là mình lọc, thủy là nước, phải không? Mình thật ra bây giờ mà mấy đứa đi thọ giới mà có cái có cái đồ, cái vợt, cái cà phê đó là mình chế đó. Cái đó là mình chế đó. Chứ còn ngày xưa là chỉ là một tấm vải thôi. Thì ví dụ thầy nói bây giờ mình uống nước trong cái ly này nè, kéo tấm vải ra, tọt nó xuống rồi múc nước đổ vô, cái cầm bốn góc của vải kéo lên, vậy là coi như là lọc nước rồi đó. Chứ mà bây giờ mà mình có cái đồ vợt vợt đó, là mình đi ra chợ chỗ mà người ta bán mấy cái vợt cà phê đó, mình mua gì mình làm cái lự thủy nang. Lúc mà đi thọ giới cầm lự thủy nang như đó. Dù cái đó là mình sau này nó tiện lợi thôi, chứ ngày xưa là một cái tấm vải thôi. Giống như là cái mão Quan Âm á, biết mão Quan Âm không? Quý hòa thượng hay đội đó. Cái mão đó ngày xưa là cái gì? Ông vua hình như là Tùy Văn Đế, ổng đang cầm mấy khăn đó ổng dùng. Rồi hình như là Ngài Trí Giả hay sao á, mới lên trên chánh điện á, trời lạnh đó, Ngài hắt hơi. Ổng thấy vậy ổng mới lấy tấm vải đó, cái khăn tay của ổng đưa cho Ngài trùm lên đầu vậy nè, để cho nó ấm cái đầu, để mà ngồi truyền giới, ngồi làm lễ. Từ đó về sau á, nó mới bắt đầu, nó đi từ từ ra, nó thành ra cái mão Quan Âm đó. Chứ nguyên thủy ngày xưa nó không phải là cái mão đó, nó chỉ là một cái tấm vải ta để người ta chét. Thỉnh thoảng thấy quý hòa thượng còn đi vòng vòng chùa các ngày còn đội kiểu vậy đó, giống cho nó mát vậy đó. Lấy cái khăn á, đội cái nón len thì nó lạnh, nó hầm. Hiểu ý không? Đội cái nón len thì nó hầm, mà không đội á thì nó lạnh cái đầu, quý ngài dễ cảm. Cho nên quý ngài hay lấy cái khăn lông á, quý ngài để lên đầu, cái quý ngài nhét vô làm sao vậy nè. Đó, để vậy cái ban ngày đi trong chùa đồ đó, nó thí dụ lỡ mà trời nóng mà có ra mồ hôi thì cái khăn nó cũng rút mồ hôi. Cho nên rất là tiện lợi.
Thì cái miếng vải mà Lự Thủy Nang ngày xưa nó cũng vậy đó. Và cái miếng vải đó đó, trong tiếng Phạn gọi là Pariravana, rồi sau này mới đọc là cái gì đó, đọc là Bát Lý Tát La Phạt Noa. Đi thọ giới, Hòa Thượng Yết Ma hay cầm lên nói đây là cái đải lọc nước, tiếng Phạn gọi là Bát Lý Tát La Phạt Noa, là dụng cụ để mà hộ trì cái lòng từ bi của mình vậy đó. Có thuộc cái bài kệ cả đải lọc nước không? Thiện tai Lự Thủy Nang, hộ sanh hành từ cụ, xuất nhập thường đới dụng, phương hợp Bồ Tát đạo. Nghĩa là lành thai đải lọc nước, thiện tai Lự Thủy Nang là lành thai đải lọc nước, hộ sanh hành từ cụ là bảo hộ đời sống, cái sinh mạng của vật khác là cái dụng cụ để nuôi dưỡng lòng từ bi. Hộ sanh, hộ là bảo hộ, sanh là mạng sống, hộ sanh hành từ cụ là cái dụng cụ để mình thực hiện lòng từ bi, bảo vệ sự sống cho người khác, gọi là hộ sanh hành từ cụ. Xuất nhập thường đới dụng, xuất là mình đi ra, nhập là mình đi vào, ý nó là ra vào thường nên cầm nó đi theo, nghĩa là đi đâu cũng nên cầm nó theo đó. Xuất nhập thường đới dụng, cầm theo để mà sử dụng. Thì để làm gì? Để phương hợp Bồ Tát đạo. Như thế mới khéo, mới là cái đúng với cái hợp với lại cái đạo của Bồ Tát. Đạo Bồ Tát là đạo từ bi, đạo cứu tế. Uống nước mà thấy có lăng quăng trong đó phải lọc, rồi uống cái lọc đó xong rồi lấy miếng vải đó bỏ vô nước trở lại để cho con vật nó sống chứ không giết nó. Thì ở đây là mình gánh nước, nhược kiến lưu thủy, đương nguyện chúng sanh đắc thiện ý dục, tẩy trừ hoặc cấu. Nước là nó có công năng tẩy trừ, đúng không? Hãy chỗ nào dơ là đem nước tới là tẩy trừ hết. Thì ở đây là nếu thấy nước chảy thì cầu cho chúng sanh đắc thiện ý dục. Câu này rất hay. Tại vì thường thường á, con người mình đều có cái ý dục, nhưng mà nhiều khi cái ý dục nó không có thiện. Ý dục là gì? Là cái ý muốn của mình, những cái ý muốn của mình, nhưng mà cái ý muốn mình nó không thiện. Cho nên trong Phẩm Phổ Môn á, trong Phẩm Phổ Môn á, nói là người nào bị nước trôi đó mà niệm Quan Âm á thì sao? Thì liền tấp vô chỗ cạn, phải không? Vậy thì nước ở trong cái Phẩm Phổ Môn Pháp Hoa đó là gì? Nước đó là gì? Đó là cái dục, cái sự ham muốn, nó lôi cuốn mình chạy theo cái dòng chảy đó. Coi thì hỏi có phải không? Nghiệm có phải không? Thí dụ thôi ha, đang yên lắng vậy là không có ai tới chứ, là mình tu dữ lắm, vui lắm, tu vui lắm, an lạc lắm. Mà thử bây giờ ví dụ ta ở đâu người ta kéo lên 5-70 người coi, người ta tạo ra những cái buổi nói chuyện chơi vui gì coi, mình chạy ra đó mình chơi vui rồi mình là quên hết tất cả những cái giờ mà mình phải làm cái gì. Hay là bây giờ mình được đi ra phố thôi, 3 tháng an cư không cho đi đâu hết, cái bữa nào được đi ra phố đi chợ một cái coi, trời ơi mình tung tăng, mình bị lôi kéo mà mình không hề hay biết. Nó là cái gì? Nó là cái dòng, nó dòng chảy mà. Bây giờ mình cứ tưởng tượng nước nó đang chảy mạnh vậy đó, mình lỡ mình rớt một chiếc dép xuống coi, chụp lại đâu có kịp. Đó, mình cứ ví dụ vậy đó, nước mà nó chảy mạnh như vậy rồi cái gì mà nó rớt xuống là chụp lại không kịp, có thể mất luôn. Thì mình cũng vậy. Hay là bây giờ mình vô trong YouTube mình bấm những cái sóng thần á, những cái nước mà nó cái đập nó bể nước rồi, nhà nó trôi cái một, xe nó trôi cái một à. Thì ở trong kinh nó hay dùng cái chữ nước chảy mà trôi đi, đó là biểu tượng cho con người mình bị những cái dục nó lôi kéo. Thật ra nhiều khi đâu có gì sai quá, nó cái ham vui thôi, con người mình ham vui thôi.
ham vui thôi là mình cũng quên hết tất cả. Ngồi giờ mà ngồi ngồi học là gọi bắt đầu ngủ lên ngủ xuống, chứ giờ thử có gì vui vui coi, là mình tỉnh bơ à, tỉnh queo à, tỉnh rủi à. Còn giờ tới giờ là học là bắt đầu mình nhướng lên nhướng xuống, mình nhéo mình gắt, mình làm đủ thứ để cho mà mình tỉnh vậy. Chứ mà mình là ngồi mình nhưng mà thiệt sự là mình gượng không nổi đó. Bây giờ mình gượng không nổi với cái buồn ngủ nè, thì mình tưởng tượng khi mình đi vào trong cái dòng xoáy, cái dòng nước mà nó chảy mạnh y hệt vậy đó. Gượng không được, tại vì nó lôi mình. Mà nó buồn ngủ, nó buồn ngủ trong bụng, nó buồn ngủ ra chứ không phải nó ngủ thường đâu á. Có nhiều khi mình chỉ nhắm mắt đâu có một phút mà mình giật mình dậy, mình tưởng nãy giờ mình ngủ đừng giấc rồi đó. Nhiều cái giờ vụ mà đụng xe là từ những cái nhắm mắt, một cái tích tắc đó, đó. Một cái sát na mà tích tắc thắng không kịp ở trước là accident. Rất nhiều những cái chuyện tai nạn nó như vậy. Cho nên á, ở trong tứ như ý túc, dục như ý túc. Dục như ý túc là gì? Là những cái mong muốn của mình nó đều được như ý của mình, đầy đủ như ý mình. Mà cái này không phải là những cái dục bình thường, mà là gì? Thiện ý dục. Ví dụ nói con muốn tu cho tinh tấn, con muốn sám hối cho nghiệp chướng tiêu trừ, con muốn học kinh cho mau thuộc, ví dụ đó, đó là thiện ý dục đó. Và mình trong bốn cái tứ như ý túc, bốn cái điều mà nó thành tựu như ý mình một cách viên mãn đó, thì trong đó có một cái gọi là dục như ý túc. Thì bây giờ nước cũng vậy, nếu mình thấy nước chảy thì mình cầu cho chúng sanh được cái thiện ý dục đó. Để làm gì? Cái thiện mà nó có thì nó mới tẩy trừ được cái hoặc cấu. Chữ hoặc là phiền não, chữ cấu là dơ bẩn. Ví dụ như mình thương một người nào đó, mình nhớ con, nhớ cháu đồ đó, cái đó cũng là phiền não luôn, nhưng mà phiền não không có sai quấy. Nhưng mình tức một người nào đó, là mình giận một người nào đó, mình muốn ghét người nào đó, thì nó là cũng là phiền não, nhưng mà phiền não cấu bẩn dơ làm tâm mình bực tức. Tức hai dạng phiền não hết á. Thương một đứa cháu, nhớ một đứa cháu cũng là phiền não, nhưng mình ghét người kia cũng là phiền não, nhưng mà cái phiền não của sự ghét, của negative là cấu. Còn cái phiền não mà nhớ thương con cháu vân vân, hay là nhớ người thương, người yêu của mình, nó cũng là phiền não luôn. Hồi trước mình chưa yêu người đó, tâm mình bình thường à, mình đi làm về mình bình thường à, không có bao giờ mình phải bận rộn gì chứ. Từ ngày mình yêu cái người đó rồi, mình check cái phone họ hoài à, hỏi coi họ có gọi ai không, ví dụ vậy. Cho nên đều là phiền não, nhưng mà cái hoặc cấu là những cái phiền não nó dơ, nó làm cho mình khổ. Thì nước nó có công năng nó tẩy trừ, thì chúng ta phải lấy cái nước của thiện ý để tẩy trừ cái hoặc cấu. Mình cổ mình khô quá, mình uống miếng nước thì tự nhiên cái cổ mình nó luân lưu. Chỗ nào mà dơ chỉ cần có miếng giấy, miếng khăn thấm nước chùi nó cũng đỡ sạch, nó cũng đỡ dơ. Thành ra chỗ nào mà dơ bẩn mà có nước tới thì chỗ đó ít nhiều nó sẽ được sạch gọn. Cũng như thế, trong tâm mình đó, lúc nào nó cũng có những cái cấu bẩn hết á. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái thiện ý dục, thiện là gì? Là tốt. Thiện là tốt. Ý dục là những cái ý muốn của mình, đặng ý muốn tốt. Con người mình ai cũng muốn, mà nhiều khi mình muốn không có cái, không phải là cái tốt. Cho nên mình có được cái tốt thì vào rửa sạch những cái dơ cấu trong cấu, hoặc là nghe chữ hoặc là mình biết cái gì là phiền não rồi đó. Ngài A Nan phát nguyện đó, nhớ không? Diệu trạm tổng trì bất động tôn đó, vi tế hoặc. Vi tế là very tiny, rất là nhỏ. Hoặc là những cái phiền não, mà phiền não bây giờ nó vi tế lắm.
Hy cánh thẩm trừ vi tế hoạch. Con mong muốn con tẩy trừ được cái đó. Thế đây cũng vậy. Nhược kiến lưu thủy. Chữ kiến là thấy. Mỗi ngày con người mình có thấy không? Nhưng mà có cái thấy nào làm cho mình vui và cái thấy nào làm cho mình khổ? Không bao giờ mình dừng cái thấy. Nhưng mà để ý lại coi hàng ngày có những cái thấy mình sống mà thấy mà để vui hay là thấy rồi bực bội, thì tùy theo cái khéo của mình. Cho nên chữ thiện đó, chữ thiện nó là giỏi, là tốt, nó cũng có nghĩa là khéo léo nữa. Skillful. Ai mà không thấy? Nhưng mà tại sao mình chỉ thấy cái sai của người ta mà không thấy cái hay của người ta? Tại sao mình chỉ thấy những cái dở của người ta mà mình không thấy những cái tích cực đóng góp của người ta? Nếu mình thấy được cái đó, mình sẽ trừ được đi cái gì? Cẩu hoặc. Bất cứ một người nào cũng đều có cái hay nha. Chứ mình đừng chỉ thấy cái dở của họ. Mình tập mình nhìn như thế nào á, gọi là gì? Từ nhãn thị chúng sanh. Có mắt thương nhìn cuộc đời. Cái câu đó dịch nghĩa là vậy đó. Từ nhãn thị chúng sanh. Còn nếu mà mình chỉ thấy cái người đó thấy ghét lắm, thế này thế kia, mà trong cái đó biết bao nhiêu những cái hay của người ta. Người ta thường nói gì nè, cái người có tài thì thế nào cũng có tật. Có tài thì có tật. Nếu mình đã hiểu được cái đạo lý đó đó, thì mình phải chấp nhận những cái tật của họ, rồi mình appreciate, mình trân quý những cái tài của họ. Làm gì làm họ cũng có đóng góp. Họ không đóng góp nhiều, họ cũng có đóng góp ít. Cái đóng góp này không phải tiền bạc nha. Đóng góp cái công sức, đóng góp cái khả năng của họ. Ví dụ như mấy đứa nhỏ, nó cũng có cái đóng góp của nó. Mấy đứa này nó vô dụng lắm, nó không có tới đây, nó phá, nó không có làm gì hết, nó không có đâu. Tại vì mình chưa có nhận ra, mình chưa nhờ nó đúng chỗ thôi. À, nói tới đây kể câu chuyện trong kinh ha, rồi mình nghĩ. Có một hôm Phật đi tới một cái nhóm người á, thì Phật mới dạy cho ông bài pháp bằng cách là Phật nói các ông làm gì. Nói dạ tụi con là người vắt sữa bò. Nè, bây giờ ông là ông vắt sữa trong sừng nè, sừng bò. Ông vắt cửa ở chân bò, vắt sữa ở đuôi bò. Con nước có sữa không? Vắt sữa sừng bò làm gì có. Sừng bò làm gì có sữa mà vắt. Chân bò làm gì có sữa mà vắt. Đuôi bò làm gì có sữa mà vắt. Mà muốn vắt cái sữa bò vắt ở đâu? Ngay cái vú của con bò. Đúng không? Cũng như thế. Nếu mà mình muốn cái việc đó, nhưng mình làm, mình đưa cái chỗ muốn của mình nó không đúng, thì cũng vô dụng. Phá hòa ví dụ đi, bây giờ mình tu chưa có giỏi, tâm mình chưa thuận, mình muốn tâm yên thì phải đi tới cái chỗ nào nó yên. Mình dễ bị lôi cuốn mà cứ chơi với những người mà người ta lôi kéo mình. Mình chưa phải là cái người sao đủ cái năng lực. Cho nên mình muốn cái gì? Muốn tu phải không? Anh muốn tu phải không? Anh muốn tu thì anh phải kiếm cái chỗ anh tu cho nó. Tu cho nó đúng. Tu đúng nó mới có kết quả. Giống như anh muốn lấy sữa bò vậy đó. Anh muốn lấy sữa bò thì anh phải vắt ngay cái vú con bò. Chứ còn anh muốn sữa bò mà anh cứ vắt ngay cái sừng bò, chân bò, đuôi bò thì anh chỉ mệt sức thôi. Đó, thiện ý dục. Mình phải đưa cái dục của mình nó tới đúng chỗ thì nó mới có kết quả tốt được. Đó là cái nghĩa nó như vậy. Bài này mình còn học tiếp nữa. Rất là sâu sắc chứ không phải bình thường. Và mình dừng ở đây nha. Mai mình học tiếp. Thì những cái đoạn kế này á, đại chúng sẽ nghe ở trong kinh có nói tới những giấc mộng.
Thì thật sự ra đó thì mình còn là con người thì thế nào chúng ta sẽ có những giấc mộng. Từ nhỏ tới lớn thế nào mình cũng đã từng, nói cách khác là chiêm bao. Có khi thì mình chiêm bao những cái niềm vui, có khi thì mình chiêm bao những điều không vui, có khi thì mình chiêm bao những điều đã từng xảy ra trong cuộc đời mình, có khi thì mình chiêm bao những điều chưa bao giờ nó xảy ra với mình. Mình chưa bao giờ biết việc đó là gì, tự nhiên nó lại xuất hiện trong cái giấc chiêm bao của mình. Thì hễ mà mình chiêm bao cái niềm vui á, thì mình tỉnh dậy á, cái cũng vui vui. Nhưng mà rồi cái bắt đầu mình suy nghĩ là không biết cái điểm gì. Rồi khi mà mình gặp những cái điểm chiêm bao không có vui á, như là ác mộng á, thì mình thức dậy thì mình sẽ sanh lo. Rồi cái tiếp cái lo đó là suy nghĩ không biết điểm gì. Thật ra đó, ở trong kinh á, cũng có kể những cái việc chiêm bao. Nhưng mà cái quan niệm của Đạo Phật á, chiêm bao có 6 lý do. Ví dụ như là cơ thể của mình, cái hơi thở của mình, cái cơ thể của mình, những cái sức khỏe của mình, nó có thể làm cho mình, hay là cái cách mình nằm ngủ, nó cũng thể tạo ra cho mình những giấc chiêm bao. Vì vậy mà ngoài những cái yếu tố cách nằm sinh lý, tâm lý, thì nó có nữa đó là các vị thiện thần hộ pháp nhắc nhở mình. Do mình cái công đức tu tập, hay là do đời sống thiện lành của mình, mình sống thiện cho nên mình thường được báo trước những cái gì nó sắp xảy ra. Hoặc là do những cái gì mà mình đã từng thấy trong quá khứ, mà không phải đời này, có thể mình gặp phải ở trong cái đời trước của mình. Nhưng mà dù giấc chiêm bao như thế nào đi nữa đó, thì mình chỉ nói thoáng qua để cho chúng ta biết rằng ở trong giấc chiêm bao cũng là một kiếp sống của mình. Có nhiều khi mình nằm chiêm bao, mình thấy mình đi chơi, đi ăn, và thậm chí mình trải qua một cái khoảng thời gian nào đó. Đó là khi mình tỉnh dậy á, thì tất cả chỉ là trong giấc mộng. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng khi nào mà chúng ta ở trong giấc ngủ á, thì chúng ta mới gọi là mộng. Mà chúng ta quên rằng chúng ta đang sống đây, và những gì chúng ta đang trải qua đây thật tình cũng là một giấc mộng. Có phải không? Thoáng một cái á, mình giờ 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi. Ngày trước các chú, các cô mà bây giờ là tuổi 60 hết á, ngày trước mà lên đây á, còn rất trẻ. Cũng giống như các anh chị 30, các thầy 30 bây giờ vậy. Thì lúc đó các thầy mới sanh, còn lẩm đẩm đi chùa. Bây giờ các thầy lên tới hàng ba mấy, thầy Đức Tạng năm nay là 30, 31 rồi, thầy Tịnh Tạng năm nay là 30 rồi. Mà mình nhớ mới ngày nào mẹ còn để trong cái giỏ cầm lên chùa, rồi các thầy các bác xúm nhau nựng, thì bây giờ là ổng ẩm mình lên hai tay. Thấy không? Thành thử mình thoáng qua một cái như một cái giấc mộng. Nếu mà hôm nào mình có dịp mình coi lại những tấm hình cũ thì mình thấy giật mình. Mấy cả năm nay thì thỉnh thoảng lại được, tại vì đi tìm những, đi cất lại những cái hình cũ, dọn dẹp đó, rồi hình ảnh, rồi gom lại hết, chỗ này chút, chỗ kia chút, gom lại. Thì lâu lâu tới hồi mà gom cái thì cũng buồn tay, mở ra coi cái giật mình. Hồi đó mình trẻ vậy nè, giờ mình già vậy nè, hồi đó bác này như thế này nè, bây giờ lụm cụm rồi, vân vân. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng ở trong giấc ngủ của mình mới là mộng thôi. Nhưng mà thật sự ra cái đời sống chúng ta ở đây,
Hiện tại chúng ta đang sống đây, chúng ta cũng lan một trong giấc mộng đó, mà tại mình không nhận ra thôi. Mình làm thiệt là nhiều, nhưng mà có thể làm sao, chỉ một cái cơn đầu tư mà thời vận không có, mình cũng có mở mất trắng, hay là thậm chí mình bị lường gạt, vân vân. Rồi mới ngày nào vui vẻ, bữa nay mọi thứ đã không còn. Thì nói tóm lại, dưới cái nhìn của đạo Phật, đời là một giấc mộng. Mà nói mộng để làm gì? Để chúng ta biết rằng chúng ta là những người đang sống trong mộng, và là cái chúng ta đang sống là đại mộng. Còn cái mà chúng ta nằm ngủ chúng ta thấy đó là tiểu mộng. Có cái ông đó, ông nằm chiêm bao, ông thấy ông đi, ông là một cái ông đi thi rớt. Ngày xưa là muốn thi là phải đi lên kinh thành đi thi. Thi xong rồi hễ mà đậu thì là vinh quy bái tổ, còn không đậu thì xách gói đi về. Thì ông rớt ông buồn quá. Trên đường đi về, ông mới dựa vô gốc cây ông ngủ. Ông thiếp đi thì ông thấy ông nằm chiêm bao, ông thấy ông thi đậu. Ông thi đậu rồi được vua gả cho công chúa. Ôi ôi vui vẻ quá chừng. Cái bữa nọ ông vua mới cử ông đi đánh giặc. Ông đi đánh giặc ông bị thua. Ông bị thua về cái ông vua tức quá, ban lệnh chém đầu. Tới hồi mà phục cái đầu ông xuống đất, cái ông giật mình vậy, ông thấy ông đang ngồi ngay cái ổ kiến lửa. Ngay cái ổ kiến nó khắn ông, nhờ đau quá giật mình. Có nhiều khi mình xin thưa đại chúng là, Pháp Hòa nói ví dụ, có bao giờ đại chúng xin phép sám hối, có bao giờ mình đang ngủ mà mình mắc tiểu mà mình không có đủ tỉnh để dậy mình đi đó, mình nằm chiêm bao không? Có không? Cái này mình phải tự mình, đây là mình nói trong những cái cơ thể chúng ta, khi mà nó có những cái bức bách mà chúng ta không đủ sức tỉnh để chúng ta ngồi dậy chúng ta đi, thì trong cái giấc chiêm bao đó mình cũng có thể, trong cái giấc ngủ đó mình cũng có thể chiêm bao nữa đó, chứ không phải bình thường đâu. Vì vậy cho nên á, chỉ có Phật, trước khi Ngài làm Phật, Ngài cũng có chiêm bao. Nhưng mà khi thành Phật rồi á, thì không có chiêm bao nữa. Tại sao? Tại vì cái tâm thanh tịnh, không có mong cầu, không có viễn vọng. Chúng ta có mong cầu. Thí dụ như mình mong mình làm gì đó, mong quá nhiều khi nằm chiêm bao. Mình thương ai đó, mình thương quá, nằm chiêm bao. Mình nhớ chỗ nào quá, mình nằm chiêm bao, mình thấy về đó. Cái đó là chuyện bình thường. Cho nên mình nói, ủa tại sao Phật thì Phật không có, thí dụ như trong kinh có kể là trước khi Đức Phật thành đạo đó, Ngài có một cái giấc chiêm bao, Ngài thấy 5 điều trước khi Ngài thành đạo. Ví dụ như Ngài thấy Ngài nằm trên một cái quả địa cầu mà cái đầu của Ngài hướng về đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn. Chân Ngài đưa về một phía, tay trái tay phải. Rồi Ngài thấy Ngài nằm thẳng và trên chỗ cái rúng của Ngài mọc lên một loại cây. Rồi Ngài thấy là ở dưới chân của Ngài có những con sâu rất là nhiều màu đen. Khi mà nó đến gần chân của Ngài thì tất cả con sâu đó biến thành màu trắng hết. Rồi Ngài thấy là Ngài đi trên một cái đỉnh núi rất là dơ, nhưng mà tất cả những chất dơ đó không làm cho cái chân Ngài dơ. Đó là những giấc chiêm bao mà Đức Phật đã nhìn, đã gặp khi mà trước khi Ngài thành đạo. Rồi có một cái bản kinh gọi là kinh 7 điều mộng của Ngài A Nan. Ngài A Nan nằm chiêm bao thấy 7 điều mộng. Rồi ông vua Ba Tư Nặc chiêm bao thấy 16 điều. Thấy 16 điều trong giấc chiêm bao. Nhưng mà thường á, chiêm bao mình tỉnh dậy á, mình nhớ hết không? Ít khi nào mình nhớ đủ lắm, loáng thoáng thôi. Nhưng mà những cái bậc mà người ta có những cái điều gì đó nó sắp xảy ra thì tỉnh dậy là nhớ hết tất cả những giấc chiêm bao đó.
Thì Đức Phật cũng vậy, trước khi Ngài thành đạo, Ngài chiêm bao thấy năm điều. Mà lúc đó Ngài cũng không có đoán gì hết. Nhưng mà sau này những sự việc nó xảy ra, thì tuần tự Ngài mới hiểu được cái giấc chiêm bao đó ứng là cái điểm gì. Ví dụ như Ngài thấy Ngài nằm trên quả địa cầu, và sau này Ngài hiểu rằng đó là điềm báo Ngài sau này sẽ là một bậc thầy, mà lời dạy của Ngài lan truyền đi khắp chốn, tại vì Ngài nằm trên cái quả địa cầu. Hay là Ngài thấy ở trên cái rúng của Ngài mọc lên một cái cây vươn cao lên, đó là tượng trưng cho sau này Ngài hiểu rằng đó là giáo pháp mà lưu xuất, mà đặc biệt là pháp Bát Chánh Đạo. Hay là Ngài thấy Ngài đi trên một cái núi dơ mà chân Ngài không gì không nhiễm, nghĩa là Ngài sống trong cuộc đời này, những cái vật dụng, những cái nhu cầu của thế gian, nhu yếu của thế gian, người ta có cúng dường đi nữa, Ngài cũng không đắm nhiễm những cái đó. Thí dụ vậy. Hay là ông vua Ba Tư Nặc nằm chiêm bao thấy 16 điều lên hỏi Phật, Phật tuần tự giải thích cho ông nghe. Nhưng mà đa phần ở chúng ta chiêm bao á, chúng ta thí dụ như nó tùy theo cái tâm trạng. Thí dụ như mình đang lo lắng chuyện gia đình, mình gặp một giấc chiêm bao cái mình suy nghĩ về cái đó. Không biết gia đình tôi có chuyện gì không mà tôi gặp cái chiêm bao như vậy. Thì mình đang lo về sức khỏe, cái mình gặp giấc chiêm bao nào đó cái mình lo. Nhưng mà ngược lại, nếu mà người nào mà ham đánh đề, ham đánh số á, thì thức dậy không có nghĩ mấy chuyện đó đâu. Thí dụ như thấy con gà mổ, cái bắt đầu bàn gà là số mấy, mổ là số mấy, mà mổ ở đâu, nếu mổ mắt là số mấy, phân ra để mà thành ra một cái đề tài để đi đánh bài, đi đi cá cược. Và nó tùy cái tâm trạng của mỗi người. Nhưng mà đối với Đạo Phật, cho dù chúng ta chiêm bao như thế nào, thí dụ như mình chiêm bao ác mộng, thì mình cũng không có sợ hãi quá đáng. Mình biết rằng tâm mình chưa có thanh tịnh, mình cần phải ngồi thiền, mình cần phải sắp tụng kinh, mình cần phải niệm Phật, để cho cái tâm mình yên lắng, để nó bớt những giấc chiêm bao. Ở đây có bà cụ, năm nay bà 90 mấy tuổi, bà còn sống. Cái hồi đó Pháp Hòa còn là một chú sa di, bà lên chùa bà mới nói với Pháp Hòa là: chú ơi chú, tối nào tôi cũng ngủ tôi thấy có ma nó rượt, chú có kinh gì chú cho tôi tụng để tôi hết không? Thì lúc đó mình chỉ ở trong chùa thì chỉ biết có bài kinh chú Lăng Nghiêm thôi. Pháp Hòa mới đưa cái chú Lăng Nghiêm mà cái đoạn cuối thôi, cái câu án A Na Lệ đó, nói bác ráng bác về bác trì mỗi tối vài chục lần. Thì khi mà bà tụng đâu thời gian, bà lên bà nói hết rồi, giờ ngủ không còn gì hết. Tại sao? Tại vì nhiều khi cái tâm mình trì kinh đó, rồi có cái niềm tin là Phật bảo hộ cho mình, dẹp đi cái vọng tưởng xấu kia, thì tự nhiên cái tư tưởng mình nó lành lại, thì mình ngủ nó cũng yên. Sở dĩ mà chúng ta ngủ mà chúng ta hay mớ hay la làng là tại vì cái tâm mình chưa có tỉnh. Quý vị thấy có nhiều khi mình ngủ mình mớ mình la phải không? Cho nên mấy đứa nít á, buổi chiều mà nó giỡn quá cái mình không cho. Mình nói giỡn quá lát tối thì sao? Nó ngủ nó mớ. Đối với Đạo Phật á, cái chuyện mơ mộng á là không thể tránh. Nhưng mà có cái điều là chúng ta tỉnh dậy, chúng ta đừng có hốt hoảng sợ hãi, rồi chạy người tìm người này bàn mộng, chạy tìm người kia đoán mộng. Nếu mình gặp được những người tốt, họ nương vào cái giấc mộng đó họ khuyên nhắc mình thì đỡ đi. Gặp những người họ lợi dụng họ làm tiền thì mình mất tiền thêm lo, phải không? Thành thử ra cũng không cần thiết. Về cái phương diện mà được sự nhắc nhở á, cũng có thể có. Tại vì sao? Tại vì nếu mà chúng ta là những người có tâm tu, có cái lòng tu hành, thì các vị thiện thần có thể sẽ nhắc nhở mình trên cái phương diện nào đó, và để cho chúng ta có một cái niềm phấn khởi. Có nhiều Phật tử nói hay nằm chiêm bao thấy Phật.
Pháp Hòa nói ờ tốt, vậy là chứng tỏ là cái tâm mình thanh tịnh, thường nghĩ Phật, nhớ Phật, cho nên nằm chiêm bao thấy Phật. Ráng tu thêm nghe. Ví dụ người nào mà thấy chiêm bao không không lạnh thì mình nói ráng tụng kinh thêm, ngồi thiền niệm Phật thêm. Cái tâm của mình nó thường nghĩ cái lành thì tại sao? Tại những cái gì mình thấy phần lớn nó đi ra từ cái tàng thức của mình, từ cái kho chứa của mình. À, cái khi mình đi ngủ á, con mắt mình nó ngủ, phải không? Cái ý thức của con mắt, ý thức của lỗ tai, ý thức của lỗ mũi nó ngủ. Chỉ có một cái không ngủ thôi là cái ý thức nó không ngủ, nó mới đi vào trong cái tàng thức nó lôi ra. Hễ bà ban ngày mình nghĩ gì nhiều cái là tối nó đi ra. Thí dụ như mình ghét ai đó, thường thấy lắm. Tại vì ghét là mình hay suy nghĩ về người đó. Mình suy nghĩ người đó thì tự nhiên mỗi lần mình suy nghĩ về người đó thì cái chủng tử về người đó nó rớt ở trong cái tàng thức mình. Tối ngủ nó chồi lên. Tại vì mấy kia nó ngủ hết rồi. Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức vậy ngủ, chỉ có cái ý thức nó làm việc thôi thì nó lôi ra. Quý Hòa Thượng hay nói cái tàng thức giống như cái kho chứa vậy đó, cái phòng khách vậy đó. Còn cái ý thức nó giống như là cái người đi vào đó lôi ra hết cái gì mình muốn thấy. Cho nên ví dụ như thật sự ra với những cái kinh nghiệm thì thỉnh thoảng chúng ta cũng có những cái điều lạ là sắp sửa có chuyện gì thì có thể chúng ta thấy, hiểu, biết được cái chuyện đó. Hoặc là chúng ta thấy những cái điều tốt như là một sự nhắc nhở mình. Thì ở đây á, bản kinh này thuộc về kinh Đại Thừa thì đưa ra những cái giấc mộng. Ở đây mình nói sơ để cho đại chúng biết về bản kinh cũng như là có khái niệm. Khi chúng ta chiêm bao thấy cái gì đó thì chúng ta đừng có quá sợ hãi, mà chúng ta hễ cái xấu thì mình quán chiếu như là sự nhắc nhở là tâm mình chưa có định tĩnh, mình cần phải tu tập thêm để tâm an. Còn khi thấy điều tốt thì chúng ta suy nghĩ rằng các bậc thiện thần nhắc nhở khuyến tấn mình tu thêm. Tại vì chiêm bao một là do tâm lý, ha, suy nghĩ cái gì đó ban đêm thấy. Hai là do cơ thể sinh lý. Rồi thứ ba là gì? Do túc nghiệp của đời trước, những gì chúng ta gặp phải ở đời trước. Thứ tư là thiện thần nhắc nhở. Thứ năm là các vị quấy rầy mình, quấy phá mình, làm cho mình sợ hãi. Thì ở đây á, trong cái bản kinh này thì đã cho chúng ta có những cái tư duy, sự nhắc nhở. Ở bên Trung Quốc á, có một vị hòa thượng, ngài tự đặt cho ngài một cái hiệu là mộng tham. Mộng tham là gì? Mộng tham là nếu theo dịch theo cái nghĩa là mình tham cứu, tham chiếu, tham quán về cái mộng. Nhưng mà thật sự lý do ngài khi mà ngài đi tu á thì ngài có pháp danh là giác tỉnh. Nhưng mà ngài nghĩ rằng tôi á, giác thì cũng chưa mà tỉnh thì cũng chẳng, cho nên tôi không dám tự nhận mình là giác tỉnh, mà ngài tự đặt cho ngài một cái hiệu là mộng tham. Sống tới 103 tuổi, ngài mới mất năm 2017 đây, 30 năm ở tù. Ở tù từ năm 1950 cho đến năm 1982 mới được thả. Phải không? Phải 30 năm hơn không? Ngài ở tù khoảng 30 năm. Và trong cái khoảng thời gian đó, ngài đã tu tập ở trong tù. Ở cái tuổi 100 ngài vẫn khỏe, cho đến khi 103 tuổi vào một buổi chiều, ngài đi thăm một vòng ở chùa rồi đi về phòng. Ngài nói thôi rồi, được rồi, viên mãn hết rồi. Thì ngài lên ghế, ngài ngồi xếp bằng thì tịch. Và khi ngài nhắm mắt ngài thị tịch thì ở ngoài trời có những cái vần mây năm sắc
đẹp lên. Ngài sống ở núi Ngũ Đài Sơn ở Trung Quốc, mới mất năm cuối năm 2017, thọ 103 tuổi. Thì Pháp Hòa mượn cái hiệu của Ngài để nói là chúng ta thường quán chiếu về những cái giấc mộng của mình. Thật sự Ngài tự đặt mộng tham là gì? Ngài nói rằng sự đi tu là một ước muốn của tôi, là cái mộng của tôi. Phải không? Thì chúng ta cũng vậy, mỗi việc gì nó đến chúng ta đều có cơ hội quán chiếu hết. Ví dụ như mình có rất nhiều tài sản nhưng mình đầu tư sao không biết nữa, rồi khi mình mất hết, đó cơ hội cho mình mộng tham. Mình tham chiếu về một giấc mộng của đời người. Và mình sẽ thấy rằng trong cuộc đời này á, ai vinh quy cỡ nào rồi thì cũng đến ngày kết cục. Thậm chí những bậc vua chúa lừng lẫy ngày xưa bây giờ cũng chỉ còn lại những nấm mồ mà người ta nhắc nhở, thậm chí hoang phế không ai tới thăm. Có thể ngày trước chỗ đó là một cái gì đó nó uy nga, nhưng bây giờ trở lại nó chỉ là một đống gạch vụn, vân vân. Ví dụ bây giờ mình đi qua bên Ấn Độ, những cái thánh tích của Phật cũng vậy. Cái thành Ca Tỳ La Vệ bây giờ mình tới là một cái nền, vài cục gạch còn, một vài cái đường gạch còn là do người ta xây lại để người ta theo cái đường cũ đó ta làm lại thôi. Rồi cỏ cây gì nó mọc đầy hết trơn, mà nói là ngày xưa nó là một cái kinh thành. Rồi dẫn tới một cái đám rừng nọ, cái chỉ đây là cửa Bắc, cửa Tây gì đó, ngày xưa Thái tử đã đi ra cửa này rồi vân vân. Thì bây giờ mình đi mình thấy nguyên đống đất vậy thôi đó. Thì đó, những cơ hội đó là cho chúng ta tham chiếu hết về cái cuộc sống của con người. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là sư ông Thanh Từ, sư ông có làm cái bài thơ mộng á. Nguyên cái bài thơ đó chữ câu nào cũng có mộng trong đó hết á. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Bài thơ có mấy câu mà câu nào cũng có chữ mộng. Hồi nãy Pháp Hòa cũng nhắc đó là nhiều khi mình đang ngủ vậy đó, mà cái bụng mình nó đầy nước, mình không có cơ hội để mình đi, cũng nằm chiêm bao. Hòa Thượng Quảng Độ, Ngài có một bài thơ Cái Bánh Bao. Nguyên do là tại vì lúc Ngài đói bụng á, không có gì ăn, Ngài uống nước đầy bụng rồi đi ngủ. Rồi tới cuối cùng là Ngài chim bao. Nghĩa bài thơ của Ngài là không có gì quý hơn cái bánh bao. Ăn ngon miệng, trông đẹp mắt làm sao. Đang cơn ruột đói như cào, bếp cho một cái sực vào sướng ghê. Ăn vào thấy cái bụng căng thẳng no nê. Bây giờ cái bụng căng thẳng no nê, liêm diêm cặp mắt đi vào cõi mê. Nhưng lạ thay tỉnh dậy nghe mùi khê khê. Lạ thay tỉnh dậy nghe mùi khê khê. Băng ta long thấy dầm về. Biết băng ta long không? Băng ta long là cái quần á. Nói theo tiếng Pháp á, băng ta long á. Băng ta long thấy dầm về. Đúng rồi, thì ra tôi đã tê rê ra ngoài. Cái câu ra ngoài là Hòa sửa chứ đưa ngày đó là tê rê ra quần. Bây giờ mình đi vào ở trong cái bài kinh nào. Bồ Tát Văn Thù nói có bốn loại pháp mộng vì chướng ngại. Tức là khi chúng ta nằm mộng, chúng ta thấy những cái này thì nó biểu lộ ra một sự chướng ngại cho sự tu tập hay là đời sống. Ví dụ mộng thấy mặt trăng rơi trong giếng, rơi xuống đất bằng. Mộng thấy mặt trăng hiện trong ao, suối cấu uế.
Mộng thấy mặt trăng giữa hư không bị án mây lớn che lấp. Mộng thấy mặt trăng ở trên không bị bụi khói che lấp. Toàn là những cái cảnh mà nó biểu lộ một sự chướng ngại. Thường thường trăng thì nó ở đâu? Nó ở trên không, và có một ánh sáng đẹp. Nếu mà mình thấy trăng á, nếu mà đứng trên phương diện giải mộng á, mình thấy trăng là điều tốt. Mình thấy trăng là tốt, nhưng trăng nó bị cái gì? Ví dụ như mình thấy trăng lưỡi liềm, nghĩa là sự việc của mình chưa có kết quả tốt, vì cái trăng nó chưa tròn. Nếu mà những người nào người ta thường hay giải mộng, mà thường mình thấy trăng là sáng tròn là biểu tượng cho một cái giấc mộng tốt. Rồi chi tiết cái gì nữa thì tính sao. Ở đây mới nói mình rơi, mình thấy trăng lại rơi xuống giếng, rơi ở mặt đất. Trăng rơi trong ao, trong suối. Mà thường thường trăng mà ở trên thì mình với không được, mà trăng ở dưới nước mình có vớt đi nữa được không? Không được. Thì tượng trưng cho cái gì? Cái việc nó không thành. Mình chỉ là những người vớt trăng dưới nước thôi, mà không hề ngắm được cái trăng trên cao. Trăng ở giữa hư không bị mây lớn án che. Che là biểu tượng cho một cái gì đó nó ngăn ngại. Mặt trăng trên trên không bị bụi khói che mờ. Ví dụ như có nhiều khi ban ngày mặt trời, nhưng mà tại vì cái chất ô nhiễm nó nhiều quá, mình thấy như là mờ mờ vậy đó, mà thiệt sự ra là không phải vậy. Quý vị nào có dịp đi về Bắc Kinh, đi về Thượng Hải, là mình ở đó nguyên ngày mình thấy cái nghĩa là trên trời là giống như sương mù vậy đó. Nhưng mà hỏi ra là không phải. Ngày đó là ngày rất nắng, nhưng mà sở dĩ mình thấy vậy là vì ở Bắc Kinh quá chừng pollution, cho nên che không, ô nhiễm không thấy gì hết. Người dân ở đó người ta biết, cho nên ta ra đường người ta phải đeo khẩu trang. Có bốn loại mộng về nghiệp chướng. Thường thường á, mình cái nghiệp của mình á, nó cũng tùy lắm. Thí dụ như mình luôn luôn gặp được người tốt, cái đó cũng là nghiệp, nhưng mà phước nghiệp. Phước nghiệp là cái nghiệp mà chúng ta sống để chúng ta toàn là tạo phước. Ví dụ mình luôn luôn mình lúc nào mình cũng nói những cái lời cho người ta dễ thương, dễ nghe, đó cũng là phước nghiệp. Có cái nghiệp nói mà nghiệp này luôn tạo phước. Nhưng mà cũng có những cái nghiệp mình làm cho người ta buồn bực mình, thì cái đó gọi là tội nghiệp. Thì ở đây là cái nghiệp chướng là gì? Nó ngăn che mình. Hôm trước mình học, mình biết đó, nghiệp nó có chướng, nó có ba thứ không? Phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Thì ở đây nó có một cái nghiệp, bốn cái nghiệp chướng là gì? Mộng thấy bị rớt trong chỗ rất nguy hiểm. Mộng thấy con đường cao thấp, con đường đi nó gồ ghề, nó cao thấp, nó không có bằng phẳng. Mộng thấy đường đá lởm chởm quanh co. Mộng thấy bị lạc hướng sợ hãi. Có những vị người ta nằm chiêm bao, bao nhiêu năm trường người ta chỉ thấy một giấc thôi, giấc chiêm bao giống nhau thôi, đó là bị lạc đường. Lúc nào cũng bị lạc đường. Có lần cái vị đó hỏi, thì thật sự mình đâu phải là người giải mộng, thì Pháp Hòa mới mình phương tiện ở trong cái bài kinh này, nó có cái chỗ gọi là bốn cái hạnh đó. Trong đó có một cái hạnh là trí tuệ phương tiện, nghĩa là chúng ta ứng biến lúc đó, làm sanh một cái trí tuệ phương tiện hầu dẫn dắt cho người ta trở về, thay vì mình nói những điều mê. Nói ồ, đường là đường đi, mình lạc đường nghĩa là mình mất phương hướng. Quy y Tam Bảo, có Phật, có Pháp, có Tăng là mình đi đúng đường. Và sau này á, bác có gặp chuyện gì khó khăn, đừng có đi hỏi tùm lum, cứ tìm quý thầy hỏi, quý thầy chỉ dẫn cho mình.
Thí dụ mình muốn in kinh, đừng có nghe người ta in tùm lum kinh. Có những cái kinh chùa quá trời rồi, để nhiều khi có nhiều chùa dư để rớt lên rớt xuống. In những kinh gì cần thiết, hay là thậm chí mình phải hiểu. Thí dụ bây giờ thời buổi này mà đi mua CD thùng thùng về mà in CD mà cho nữa là không được rồi đó. Tại vì bây giờ không ai còn bao nhiêu người nghe CD hết, còn nhưng mà rất ít. Bây giờ đa phần là người ta lên mạng người ta nghe hết rồi. À, hoặc là bây giờ á, cái thời đại CD nó qua rồi. Bây giờ người trẻ mà người ta muốn nghe là người ta xài bằng một cái chip hay là một cái USB. À, nếu mà mình muốn bố thí, nhưng mà đôi khi mình phải biết được cái cách làm cho nó hữu hiệu. Còn không thì mình tốn tiền nhưng mà nó không có mang cái tính thiết thực. Cái hồi mà Việt Nam mình mới định cư á, chùa nào cũng là kinh gì Bạch Y Thần Chú á, qua chừng qua đất luôn. Tại vì người nào đi cũng phát nguyện hết á, đi mà qua khỏi được tai nạn rồi là in. Cứ nhà với in 1200 cuốn, nhà với in 1200 cuốn. Quý vị nhớ cuốn Bạch Y Thần Chú mỏng mỏng nhỉ. Trời, lúc đó chùa nào đi tới đâu cũng thấy Bạch Y Thần Chú đầy dãy hết trơn. Rồi có một dạo là in cái câu là cái bài mà tuyên cái gì 12 giờ khuya ở núi Châu Đốc nổ ra cái rớt xuống cái một cái lá thơ đó. Người nào mà nhặt được lá thơ này rồi photocopy 27 bản rồi gửi đi là sẽ được phước. Mà nếu người nào không tin đó, vứt cái này vô thùng rác là trong vòng mấy ngày là bị tai nạn đó. Có nhiều người ta sợ, người ta nói trời ơi, tuy rằng tôi không biết thiệt hay không, hay là bây giờ tôi thấy rằng in có 27 bản đâu có tốn kém bao nhiêu đâu, thôi thà mình tin đi, in 27 bản rồi mình đưa kệ, ai muốn làm gì làm, miễn là mình trả lễ đủ 27 bản rồi mình không có bị tai nạn gì hết. Thế là bắt đầu trong chùa quá trời quá đất những cái thùng giấy như vậy, phải không? Thành thử ra cái chữ lạc đường ở đây là nhiều khi trong cuộc sống của mình, có nhiều khi Pháp Hòa nói ồ, hiện nay mình có đang làm gì không? Mình có đang toan tính một cái điều gì không? Nhiều khi mình đang toan tính một cái đi làm ăn hay làm một việc gì đó mà mình dứt kim bao nó xảy ra cho mình là mình thấy mình lạc đường, thì mình phải coi lại cái chuyện mà chúng ta đang tính, đang làm. Ví dụ như là mình đang tính mình hại ai đi, tự nhiên mình thấy mình nằm chim bao lạc đường, thức dậy mộng tham, tham chiếu về cái mộng đó. À, mình không được nghe, mình tính con đường đó là sai nghe. Người ta khổ một mà mình khổ tới 10 lần đó nha. Cách đây 1-2 ngày có một Phật tử lên thăm Pháp Hòa rồi hỏi chuyện, đang giải quyết những cái việc trong cuộc sống. Thì Pháp Hòa có góp ý và nói nhiều khi á, mình giải quyết cái này là đúng luật đó, nhưng mà rồi á, có thể cái tâm mình không yên, cho nên nên suy nghĩ lại cái cách giải quyết của mình. Có nhiều khi mình chịu lỗ một chút lúc này mà mình không có khổ sở về sau. Cho nên mình bị rơi rớt trong cái chỗ nguy hiểm, mình thấy con đường mình cao thấp, mình thấy đá lởm chởm quanh co, mình thấy bị lạc hướng sợ hãi. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại mộng về phiền não. Hồi nãy là nghiệp chướng ha. Mình tu tập mà nhiều khi mình gặp những cái chướng duyên. Ví dụ như con đường đi, hồi nãy ở chỗ này toàn là nói về một hướng đi, như là chỗ nguy hiểm, con đường cao thấp, con đường đá lởm chởm và bị lạc đường. Còn ở đây phiền não nè, thấy một con rắn độc nó nhiễu loạn mình, thấy tiếng kêu hung dữ của bầy thú dữ, thấy lưu lạc vào chỗ nạn giặc, thấy chân bị bụi bặm che lấp. Nếu mình trong giấc mộng mình thấy những cái đó thì mình biết rằng đó là những cái ở đây á, các ngài không có nói chuyện gì xa xôi mà có móc vô một chút một phần của cuộc sống con người là nói về mộng. Cái chủ đích đạo Phật không phải nói về mộng, nhưng mà thỉnh thoảng quý ngài cũng sẽ nhắc mình, tại vì đây là một phần trong cuộc sống của chúng ta.
Bây giờ không nói thì quý vị vẫn mộng. Mà hễ mình mộng mà gặp những cái điều xấu á, thì mình lại lo. Ở đây các ngài cho mình đại khái vài điểm để chúng ta quán chiếu. Nếu mà chúng ta gặp những giấc mộng như là thấy những con thú dữ, nói chung rắn rít, thú dữ chỗ giặt cướp, bụi bặm che lấp, thì mình sự nhắc nhở cho mình, mình quán chiếu lại coi tâm mình có đang bị những phiền não nó chướng ngại mình không. Hiện bây giờ đây nè, thí dụ hiện bây giờ á, tâm mình đang bị phiền não của sân là một loại rắn rồi, của giận tức, rồi mình không được thoải mái, cho nên tất cả những cái đó cho chúng ta suy nghĩ, cho chúng ta quán chiếu. Rồi kế đến là bốn loại mộng đạt được đà ra ni. Hồi nãy là mộng xấu phải không, giờ mộng tốt nè. Thấy kho lớn chứa đầy của báo, thấy các hoa phô bày đầy khắp nơi trong ao sạch, thấy được hai tấm thảm dày trắng, thấy chư thiên cầm lọng che thân, che ở trên. Thì đó là những cái mà biểu tượng cho cái tốt, nhắc nhở mình. Chữ Đà Ra Ni là gì? Đà Ra Ni là sự tổng trì. Mình tổng hợp tất cả các cái pháp mà mình hiểu được tất cả các pháp. Cho nên khi nào mình thấy được cái điều lành thì mình biết đó là điều tốt. Không cần ai giải hết á, nhưng mà tự nhiên cái tâm lý thôi. Chim bao mà thấy điều tốt cái tự nhiên vui. Hãy mà giật mình vậy mà thấy những điều xấu là tự nhiên mình buồn. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại mộng đạt được tam muội. Chữ tam muội là gì? Chữ tam muội là mình âm từ chữ samadhi, dịch nghĩa là chánh định, deep concentration hay là right concentration. Mộng thấy đồng nữ xinh đẹp trang sức các báo cầm hoa trao cho, mộng thấy từng đàn ngỗng trắng bay lượn quanh không trung, mộng thấy Như Lai đưa tay sờ trên lĩnh đầu, mộng thấy Như Lai ngồi trên tòa liên hoa nhập thiền định. Ở trong kinh Dược Sư á, có nói cái chỗ là nhiều khi nhà mình đang ở vậy đó, tự nhiên có những con quạ đen á, nó tới trước cửa nhà nó kêu. Thì tất cả những cái đó, hay là tượng giống như trong này, nếu mình thấy được con ngỗng trắng nó ngược lại với con ngỗng đen, con hay là con quạ đen, thì cái gì mình thấy tung tăng thoải mái đó biểu tượng cho tất cả những sự chánh định tam muội. Cái tâm của mình nó tịnh. Nhưng mà thật sự ở đây á, nếu mình mà không còn mong cầu gì hết thì mình không có một giấc mộng nào nữa. Nhưng mà Bồ Tát ở đây là gì? Là chúng ta là những người còn đang tu. Mà hãy còn đang tu á, thì mình còn mong muốn. Thí dụ như ở trong một cái bản kinh cho các vị tịnh độ á, nguyện trong khi mà con tu tập á, thường thấy Phật xoa đầu, thấy Phật xoa đầu, thấy các Bồ Tát khuyến khích. Có bốn loại mộng thấy Như Lai, mộng thấy mặt trăng xuất hiện, mộng thấy mặt trời xuất hiện, mộng thấy hoa sen nở, mộng thấy Đại Phạm Vương oai nghi vắng lặng. Đại Phạm Vương tức là trời Đại Phạm, trời Phạm Phạm Thiên. Và các vị trời này oai nghi, hay là thấy những hoa sen nở, thấy mặt trời xuất hiện, thấy mặt trăng xuất hiện, thì mình biết rằng đó là thấy Như Lai, tức là mình thấy Phật. Hoặc là bốn loại mộng được tướng đại nhân, đó là gì? Mộng thấy rừng cây sa la đầy hoa trái tươi đẹp. Hoa sa la là một loại hoa quý ở bên Ấn Độ. Mà thường cái hoa này á, nó, nếu mà hoa này mà nở đó, là tượng trưng cho những bậc thánh xuất hiện.
Ở bây giờ bên Ấn Độ còn hoa này, và cái hoa này được được truyền đi các nước, như là bên Tích Lan cũng có, bên Miến Điện cũng có, Việt Nam mình cũng có một vài chùa có hoa sa lan. Có hoa rất là đẹp. Mộng thấy bình đồng lớn đựng đầy các vật báo, mộng thấy cờ lộng trang nghiêm giữa hư không, mộng thấy chuyển luân thánh vương dùng chánh pháp trị đời. Đại nhân là gì? Đại nhân là nó đối lại với tiểu nhân. Mà thường ở trong kinh đó, nói chữ đại nhân đây không phải nói mấy ông quan. Nói chữ đại nhân là những bậc có tâm, có đức, có tu tập, có quán chiếu. Ví dụ như là kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là kinh tám điều quán chiếu của các bậc đại nhân. Thì các bậc đại nhân này không phải quan, mà các bậc đại nhân này chính là những bậc tâm tư rộng rãi, những bậc có đức, có hạnh, có tu tập. Đối với Phật giáo, đối với kinh thì chúng ta gọi là đại nhân. Chữ đại nhân này không có nghĩa là những bậc đại nhân hay tiểu nhân ngoài bình thường. Chữ đại nhân trong kinh Phật là biểu tượng cho Bồ Tát, nói cách khác là những bậc Bồ Tát. Cho mình đừng có hiểu chữ đại nhân theo cái nghĩa của chữ đại nhân và tiểu nhân ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đại nhân này phải hiểu theo cái nghĩa của kinh là những bậc Bồ Tát. Những bậc người, những người mà sống trong đời mà tâm không có phải bình thường như những con người bình thường. Tâm họ rộng rãi, tâm họ thênh thang, và những bậc có tu, có quán chiếu. Nếu mình nằm thấy hoa sa la, mình nằm thấy bình đồng lớn đựng các vật báo, mộng thấy cờ lộng trang nghiêm giữa hư không, mộng thấy chuyển luân thánh vương chuyển pháp trị đời. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại mộng, thấy tướng không lui sụp. Nếu mình thấy cái điểm này á, là mình biết rằng đây là cái sự tu tập không lui sụp. Đó là gì? Nếu mình thấy lụa trắng vấn quanh đỉnh đầu. Thường thường á, lụa là tượng trưng cho một khúc vải trắng dài mà quấn trên đỉnh đầu, nghĩa là sự liên tục, không có bị đứt đoạn. Mộng thấy tự bày hội bố thí vô ngại. Mộng thấy mình, thân mình ở trên pháp tòa. Pháp tòa là gì biết không? Pháp tòa là cái chỗ mình ngồi nói pháp á. Ví dụ như pháp hòa, ví dụ như chỗ hòa đang ngồi vậy nè, cũng kêu là pháp tòa nữa. Nhưng mà thường thường á, pháp tòa mình nghĩ là một cái chỗ nào đó cao ráo. Hồi xưa đó, tại vì sao? Tại vì số lượng đông, cho nên người ta làm cái tòa nó cao lên cho cái vị đó ngồi trên cao để cho mọi người thấy. Cái thứ hai là ngồi trên cao, cái tiếng mình nói đó nó mới vang xa. Và thường thường á, là người ta ngồi trên pháp tòa đó để cho đại chúng tai nghe, mắt chiêm ngưỡng. Vì vậy mà theo cái quan niệm của pháp tòa này, mình hay thờ Phật để trên bệ cao. Để làm chi? Để mình nhìn lên có một sự tôn nghiêm, và Phật ngồi trên có cái có ánh mắt nhìn xuống. Vì mỗi một cái vùng có một cái cách thờ. Nhưng mà ngày xưa người ta làm pháp tòa là vậy, vì nói số lượng đông mà người ta ngồi lè phè ở dưới. Pháp Hòa nhớ có một lần có một cái pháp hội gần đây, mới đây thôi, thì các vị mới làm cái chỗ cho Pháp Hòa ngồi á. Thì các bác á, bắt ghế, thì cái hội trường mà trình nữ bắt cả 1.000, 2.000 cái ghế, thì người ngồi trước thấy chứ người ngồi sau đâu thấy gì đâu. Nó đâu phải như là cái họ cái nó đâu phải như là cái sân vận động mà nó có từng tầng tầng, thì ngồi kiểu vậy thì ai cũng thấy. Còn mà ngồi bằng như vậy hết thì người trước thấy chứ người sau đâu thấy.
Thì mấy bác ở đằng sau ngồi khiều mấy chú Phật tử lại: chú ơi chú, lâu lâu thầy mới qua đây mà tôi lần đầu tiên tôi được gặp thầy, mà tôi ngồi ở đây mà mấy chú để cho thầy ngồi vậy sao tôi thấy thầy? Mấy chú nó không có đâu, tại giờ thầy chưa ra cho nên tụi con chưa có kê cái chỗ này lên. Trời ơi, nhờ mấy bác nói như vậy mới đi kiếm gạch cho chêm lên. Rồi mình mới đã dậy rồi, cái lúc lên đó còn sợ mình rớt nữa chứ, tại vì cái này là giả chiến mà. Sau này là mấy ảnh mới kể lại cho mình nghe cái chuyện đó. Thì ở đây Pháp Hòa nói cái pháp tòa là vậy. Cái tòa là cái chỗ nó cao ráo để ngồi nói pháp. Đó là mình hiểu theo cái vị trí, hiểu theo cái chữ. Còn bất cứ nơi nào mà chúng ta ngồi có an lạc để chúng ta nói đạo lý, nó cũng là pháp tòa. Còn đứng trên phương diện chữ nghĩa mà giải thích, tòa phải là cái trên cao. Thấy thân mình ngồi trên pháp tòa, hễ mà mình còn ngồi trên pháp tòa là còn nói pháp, mà còn nói pháp nghĩa là tâm mình chưa có bị lui sụp. Mộng thấy Đức Phật ngồi nơi đạo tràng thuyết pháp cho mọi người. Nếu mình nằm mình chiêm bao, mình thấy Phật đang thuyết pháp là mình biết rồi đó, tâm tu mình còn. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại mộng hàng phục được ma oán. Một là mộng thấy đại lực sĩ xô tiểu lực sĩ giật cờ chiến thắng đi. Một lực sĩ mà một đại lực sĩ xô té một tiểu lực sĩ rồi giật cây cờ chạy đi. Tại sao? Đó là biểu tượng cho mình giật được cây cờ để làm thủ lĩnh. Ở đây không phải là giành giật cái gì, ở đây chỉ nói là mình không bị những cái ma nó quấy nhiễu mà mình hàng phục được. Pháp Hòa ví dụ như hồi nhỏ mình chơi ở đây, mình có chơi u không? Biết chơi u không? Mấy thầy hồi nhỏ, mấy chú hồi nhỏ Pháp Hòa dạy chơi u là khoái lắm. Nhiều khi mình u mình hụt hơi, nhưng mà ráng chỉ cần mà trước khi mình chết đó, phải không? Mình đụng được cái người thân của mình đó, cứu bồ của mình đó, cho nó chạy về bến là mình mừng rồi. Có nhiều khi mà nó lôi, nó kéo, nó lết mình đó, mình phải không nè, mình ráng mình về tới mức là ok rồi. Thì hàng phục là vậy đó. Mình giật được cái cờ đó là mình hàng phục. Cho nên ông Tiêu á, cái tượng ông Tiêu mà làm thờ ở trong chùa đó, tay ông cầm vậy nè, cái tượng ông mắt trợn ra, mặt phần lửa, rồi trên đầu có ba cái núi đó. Cái đó là ba ngọn núi đó nha. Mà làm sao mình nhìn giống như là cái đầu ổng ô u lên ba cục gì đó, nhưng mà thật sự đó là ba ngọn núi đó. Tại vì cái câu tán mà đầu đái tam sơn thiên địa động, là trên đầu của ngài đội ba cái núi làm cho trời đất phải rung động. Đầu đái tam sơn thiên địa động, khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh, miệng của ngài phóng ra lửa làm cho quỷ thần phải sợ. Cái tượng ông Tiêu á, ngài cầm vậy nè, biến dị trong này không? Cái cờ lĩnh trên đó để tiêu diện đại sĩ. Có nhiều khi người ta không ghi chữ bốn chữ tiêu diện đại sĩ thì ta ghi một chữ thôi, lĩnh. Lĩnh là gì? Là hiểu lĩnh, là cái lời ra lệnh. Thì thường thường á, thấy hai bên mà đánh là phải có cờ. Dương cờ lên á là bắt đầu sắp lá cà đó. Mà hai bên nào bị thua là cờ rớt, phải không? Mà bên nào thắng là dương cờ lên. Thì cái lá cờ đây là tượng trưng cho sự chiến thắng. Mộng thấy tướng dũng mãnh chiến thắng mà đi. Mộng thấy nhận ngôi vua, ngôi vị vua Quán Đảnh. Vua Quán Đảnh là một vị vua mà coi như là được tiếp nhận và sẽ làm thống lãnh. Mộng thấy ngồi nơi gốc cây bồ đề hàng phục các ma. Chữ ma này nó có hai nghĩa.
Hôm nào quý vị nghe lại cái bài học về về ma khảo, ma chướng. Mấy cái bài đó Pháp Hòa nói lâu lắm rồi. Ma khảo nó có 6 thứ ma nó khảo mình. Khảo là gì? Nó tới nó khảo đảo, nó làm khó mình. Mà trong đó có ma thuận, ma nghịch, ma trong, ma ngoài. Ma ngoài là những cái bên ngoài nó cản trở mình. Thí dụ như mình đi chùa, thí dụ vậy đi, mình đi chùa mình muốn tu mà tự nhiên có cái người đó tới cứ nói móc, nói méo, nói xuyên, nói xéo làm cho mình khó chịu, đó là ma khảo mình đó, nhưng mà ma ngoài thôi. Nhưng mà nếu mình đừng có để cho trong lòng á thì ma trong nó không có tiếp xúc với ma ngoài. Ma ngoài nói gì nói, ma trong nó không có làm gì hết á. Cho nên trong cái lời phục nguyện của mình hay đọc á, nguyện cho con mà ngoại ma bất nhiễu, nội chướng tìm tiêu. Ma ngoài nó không có quấy phá con, rồi ma bên trong này nó từ từ nó lặng đi, nó không còn nữa. Hồi xưa là con ma, nội ma nhiều lắm, con thấy cái gì con cũng nổi lên được hết. Bây giờ đỡ lắm rồi. Bây giờ là hồi xưa con là 100% công lực, bây giờ tu riết là mấy cái công lực của ma đó nó giảm xuống. Cho nên ma đó là một sự trở ngại. Cái gì mà chướng ngại mình là điều biểu hiện cho ma. Cho nên ngày xưa Phật trước khi thành đạo, ngài trong kinh sử kể là ngài gặp ma quấy nhiễu đó. Thì cái ma đó không phải là bên ngoài ai cầm chĩa, cầm dùi tới hù dọa, mà bên trong lòng của mình. Cái chữ ma đó được dịch nghĩa là cướp đoạt, đoạt mạng, chiếm lấy mình. Cho nên các thầy tỳ kheo đó, mà nếu mà mình bị mình phạm vào những cái giới nặng thì cái đó là coi như là mình bị tha thắng rồi, bị người kia thắng mình chứ mình không tự thắng. Cái chữ Ba La Di dịch nghĩa là tha thắng. Nó có nhiều nghĩa, nhưng mà một trong những nghĩa của Ba La Di nghĩa là tha thắng. Người khác thắng mình đã bị thua. Lại nữa, Bồ Tát có 4 loại mộng ngồi Bồ Đề Đạo Tràng. Pháp Hòa giải thích cái chữ Bồ Đề Đạo Tràng này một chút. Ở bên Ấn Độ á, ở cái tiểu bang Bihar đó, bây giờ nó có một cái nơi gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, là chúng ta gọi để kỷ niệm cái nơi mà Đức Phật đã ngồi ở đó để thành đạo. Nơi mà Đức Phật ngồi thành đạo chúng ta gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Đạo Tràng tức là cái nơi chốn mà Đức Phật đã giác ngộ. Ví dụ như mình ở đây cũng là một đạo tràng, nhưng mà Trúc Lâm Đạo Tràng, ở chỗ kia cũng có sự tu tập, cũng đều là đạo tràng hết. Nhưng mà đạo tràng mình đang tu chứ chưa phải là giác ngộ, cho nên mình chưa gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Chữ Bồ Đề Đạo Tràng đây là để gọi cho cái chỗ của Đức Phật thành đạo, để kỷ niệm thôi. Thì bất cứ nơi nào mà chư Phật ngồi để thành tựu được quả vị giác ngộ, nơi đó đều được gọi là Bồ Đề Đạo Tràng hết. Thí dụ như Đức Phật Di Lặc, đúng ra là chúng ta phải gọi là Bồ Tát Di Lặc, tại vì ngài chưa thành Phật. Di Lặc là vị Phật tương lai mà, ngài chưa thành Phật mà tại sao mình gọi là Phật Di Lặc? Như vậy nếu chúng ta gọi Phật Di Lặc là chúng ta gọi gì? Gọi trước. Thí dụ như giờ cái em nó đang học bác sĩ, còn năm nữa nó mới ra trường. Cái mình gặp mình nói chào bác sĩ, nói con chưa là bác sĩ, nói thì thôi gọi trước đi. Thì bây giờ mình gọi Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước, chứ ngài chưa làm Phật. Nếu mà gọi theo đúng trong kinh là chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc. Nhưng mà bởi vì khi mà chúng ta sắp xếp các danh hiệu Phật có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, cho nên chúng ta gọi là đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật.
Hay là chúng ta niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Lặc Phật. Di Đà là tượng trưng cho quá khứ, Thích Ca là tượng trưng cho hiện tại, Di Lặc là tượng trưng cho tương lai. Nhưng mà có khi chúng ta đặt ngược lại, Thích Ca rồi mới tới Di Đà. Thật sự cái đó nghĩa là sao? Bởi vì chúng ta đang ở cái cảnh cõi cõi ta bà, chúng ta chịu ảnh hưởng sự giáo hóa của Đức Phật Thích Ca, cho nên làm gì làm chúng ta phải thưa Phật Thích Ca trước, rồi mới đến các vị Phật khác. Ở đây là mình cái sự sắp xếp trong cái nghi lễ thôi, chứ mấy các ngài không có dành chỗ rồi nha. Phật Di Đà với Phật Di Lặc hay là Phật Thích Ca không có nói dành nó, ủa bữa nay sao ông lên trước tôi. Tùy theo cái cách sắp xếp một thời kinh. Nếu chúng ta đảnh lễ quá khứ, hiện tại, vị lai thì quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, bảy vị quá khứ là. Nhưng mà tại vì mình lấy một vị biểu tượng là quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, hiện tại Thích Ca Phật, tương lai Di Lặc Phật. Đó là mình lễ theo ba đời phải không? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn mình lễ theo phương hướng thì Tây Phương A Di Đà Phật, Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đó là mình lễ theo phương hướng, Phật nào ở phương nào. Nếu chúng ta lễ ngũ phương Phật, Bắc Phương là Phật gì, Nam Phương là Phật gì, vân vân. Có những chùa, thí dụ như ở đây mình có cái chùa Phật Quang Sơn của người Đài Loan đó, là thờ ngũ phương Phật, Đông Tây Nam Bắc và ở giữa, trung gian tôi ở giữa đó, Thích Ca Mâu Ni, cho nên để tượng thầy Thích Ca ở giữa. Và đồng thời tại sao ngài Thích Ca ở giữa, là bởi vì mình đang ở cõi của Đức Phật Thích Ca giáo hóa, còn các vị Phật kia là mình nghe giới thiệu. Ví dụ như ngược lại, nếu mình ở cõi Đông Phương, mình không ở Ta Bà này nha, mình đang là dân chúng của Đông Phương á, thì mình để Phật Di Sư ở giữa, Phật Thích Ca ở bên. Thật ra mình nhìn, mình đọc vô trong những cái nghi thức các tổ soạn đó, mình nhìn vô đó mình biết à, các ngài có cái ý gì mà soạn như vậy. Vì sau này á, khi mình đảnh lễ đó, mình cũng dựa theo cái ý đó. Khi mà mình sướng lễ là người ta biết mình biết nghi lễ, mình hiểu các danh hiệu Phật. Thí dụ mình niệm nè, Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thì câu kế phải niệm là Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. Ở trên là Văn Thù, xong ở dưới này Đại Hạnh Phổ Hiền là không được. Không phải là không được, nhưng mà nó không có thống nhất. Hồi nãy mình, nếu mình nói Đại Hạnh Phổ Hiền thì mình phải nói luôn ở trên là Đại Trí Văn Thù. Vì chữ Đại Trí và Đại Hạnh là chúng ta thêm vào, chúng ta thêm vào do cái hạnh tu của vị đó. Chứ còn nguyên thủy tên của Đức Văn Thù chỉ có mấy chữ thôi, Văn Thù Sư Lợi. Tên của ngài Phổ Hiền chỉ có mấy chữ thôi, Phổ Hiền. Nhưng mà thêm, chúng ta thêm Đại Hạnh, nói lên cái hạnh tu của ngài Phổ Hiền là Đại Hạnh, nói lên hạnh tu của ngài Văn Thù là Đại Trí. Còn Quan Âm đúng ra là Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi hạnh tu của ngài là Đại Bi, cho nên mình mới thêm chữ Đại Bi ở trước. Rồi cái người mà người ta sướng lễ mình nghe, ta sướng lễ mình biết, mình hiểu rằng vị này đang biết mình đang làm gì. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Bi Quán Thế Âm, Đại Lực Đại Thế Chí, Đại Nguyện Địa Tạng Vương. Nếu mình nói hạnh của một vị thì nói hết tất cả các hạnh khác. Cho nên thường thường ở trong cái phần mà niệm Phật sang tứ thánh đó, nó chưa có thống nhất. Nam Mô A Di Đà Phật, xong cái chỗ thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chỗ thì Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Vừa Đại Bi Quan Âm xong cái xuống này Đại Thế Chí Bồ Tát, rồi cái xuống câu này Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì có chỗ nói không có thống nhất. Thật ra cái câu đó nếu mà niệm tứ thánh, niệm cho đủ là Đại Bi Quán Thế Âm, Đại Lực Đại Thế Chí, Đại Nguyện Địa Tạng Vương, chúng ta nói đến cái hạnh tu của các vị. Bây giờ mình trở lại Bồ Tát bốn loại mộng ngồi Bồ Đề Đạo Tràng. Một là thấy đầy bình cát tường. Cát tường là biểu tượng cho sự an lành.
Thí dụ như mình đọc cái bài Nguyện Trú Cát Tường Dạ Cát Tường, cho mình dịch tới tiếng Việt là nguyện ngày an lành, đêm an lành. Tại vì chữ trú là ban ngày mà chữ dạ là ban đêm. Thấy không? Nguyện Trú Cát Tường Dạ Cát Tường thì dịch đó là nguyện ngày an lành, đêm an lành. Thì chữ cát tường là an lành. Thì người ta hay có một làm một cái bình, cái bình đó ta gọi là bình cát tường. Hôm nào Pháp Hòa có dịp, Pháp Hòa sẽ nói về tám cái biểu tượng của kiết tường. Mộng thấy mọi người đi nhiễu vòng bên phải thân mình. Bên Ấn Độ có một cái tục, khi mình quý trọng ai thì mình đi vòng họ mấy vòng. Cho nên cái chuyện mà đi nhiễu Phật đó là phong tục Ấn Độ. Bây giờ mình thí dụ mình tôn trọng á, hồi xưa Phật ngồi vậy nè, các vị đến xá một cái, thấy không? Rồi đi xung quanh Phật ba vòng. Đi xong ba vòng rồi làm gì? Tới bên ngồi. Trong kinh mình đọc á, lúc bấy giờ có một vị đó đến đó, nhiễu Phật ba vòng rồi ngồi xuống chắp tay hỏi đạo. Thì cái đó là phong tục Ấn Độ. Mình quý trọng ai mình đi xung quanh người ta ba vòng. Từ đó mình mới mang từ cái phong tục đó chúng ta mang về, chúng ta học cái cách đó. Tới các tổ, các tháp, đi nhiễu tháp, nhiễu tháp nhiễu ba vòng, còn không là bảy vòng, chứ không có đi sáu vòng, không có đi bốn vòng. Tại vì cái số lẻ là tượng trưng cho dương. Ngày hôm qua mình học đó, số dương, không có lấy số âm. Cho có nhiều người ta không thích số 4, hay là người ta làm gì ta thích số lẻ, ta gì đó dách là lục là bạc. Có nhiều người ta thích số đó đó, ta không thích số 4, số 6 người ta thích. Khi nào mình thấy mình nằm chiêm bao, mình thấy có người đi xung quanh mình đi nhiễu, mộng thấy chỗ đi đến cây cối đều xè nhánh xuống. Cái chữ mà cái mình đi tới đâu á, cây nó hạ cái nhánh xuống, biểu lộ cho cái gì biết không? Cái đó là biểu tượng cho người ta kính trọng mình. Người ta kính trọng mình, cho nên mình đi tới đâu là cây cối nó cũng nghiêng mình, nó chào. Mộng thấy ánh sáng rực rỡ chiếu khắp. Có hai loại ánh sáng. Có những loại ánh sáng dễ chịu, có những loại ánh sáng chói mắt, có phải không? Thì cuộc đời này cũng vậy á. Có những người, người ta có cái ánh sáng mà người ta không phải là từ những cái trang sức, không phải từ những cái quần áo trên người người ta mặc, người ta không có cái bóp mắt tiền, nói chung là người ta không có gì hết. Nhưng mà ở nơi đó tự nhiên mình nhận ra, ở nơi người đó có một cái gì đó, nó sáng, nó đẹp, mà mình cảm nhận được cái sự dễ chịu, hiền lành khi mình tới gần. Thí dụ như trên đời này nó, những người mà người ta sang đó, nó cũng có hai dạng. Sang á, có những người người ta mặc quần áo rất là đẹp, trang sức cho nên nhìn sang. Nhưng mà có những người đâu có gì đâu, nhưng mà cái cách người ta đi đứng ăn mặc đơn giản gọn gàng mà nhìn rất sang, có phải không? Có nhiều người đơn giản mà nhìn quý phái lắm. Thì ở trong kinh á, có dặn á, hay là mình thí dụ mình khai thị cho những người mất á, nhớ đi theo ánh sáng trong lành, đừng đi theo ánh sáng chói chang. Tại vì những ánh sáng mà chói chang rực rỡ, nó có cái sức nóng đó, nó hay, nó là những ánh sáng xấu. Còn những ánh sáng mà nó làm cho mình dễ chịu, đó là ánh sáng của Phật. Cho nên ánh sáng của Phật là thân kim sắc. Thân Phật là thân kim sắc. Hay bây giờ mình đi ra đường cũng vậy. Cái chỗ nào mà cái chỗ nó hơi có tính cách là ăn chơi sa đọa chút á, thường những cái ánh đèn nó nhìn không có, nó kỳ lắm.
màu sắc nó kỳ cục lắm, để nó nói lên cái chỗ đó. Còn những cái chỗ nào mà ánh sáng người ta rất bình thường thì cũng là một căn tiệm, nhưng mà cái ánh sáng nó bình thường. Mình nói ví dụ vậy đó để cho mình dễ hiểu. Ở đây là có những cái ánh sáng vàng rực rỡ chiếu khắp. Cái chữ mà vàng rực rỡ đây là nó nhẹ nhàng ra. Thí dụ như mình nói là Phật phóng hào quang. Thật ra khi mà người ta nói như vậy, người ta vẽ hình, người ta làm phim, thì người ta phải làm một cái gì đó để cho mình nó biểu lộ được là phóng hào quang. Chứ thật sự ra cái phóng hào quang của Phật đó, chỉ có mình với người đó mới tiếp nhận được thôi. Mình mới tiếp nhận được cái ánh quang đó thôi. Cho nên gọi là hào quang. Chữ hào là gì? Chữ hào nghĩa là gì? Là vi tế, là rất là nhuyễn. Ánh sáng rất là nhuyễn. Cho nên gọi là hào quang. Ví dụ như Pháp Hòa, ví dụ như đi vô một cái đám đông, thì Pháp Hòa với cái vị này quen nhau, gặp nhau cái tự nhiên mình ở trong lúc này không được nói chuyện, không được làm ồn, nhưng mà mình có một cái contact qua ánh mắt hay cái gì đó, nói là tôi nhận ra anh rồi đó, anh cũng nhận ra tôi, nhưng mà mình đang ở trong một cái phạm vi không có tiện biểu lộ. Hai bên phóng quang chưa? Phóng rồi. Tại vì tâm tâm nó tương, cho nên nó nhận ra cái đó. Thí dụ như đấy, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thể nhiếp ngã, ngã kim chánh niệm, xưng Như Lai danh vì Bồ Đề đạo đó. Xin hãy lấy hào quang mà soi con, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, lấy ánh sáng mà chiếu vào con. Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thể nhiếp ngã, lấy cái lời thệ nguyện từ bi mà thu nhiếp con. Cho nên vì người ta vẽ cái hình đó, Phật phóng quang tiếp độ, thì người ta phải vẽ cho mình thấy. Người ta phải làm phim, người ta phải làm cho mình thấy. Chứ thật sự cái ánh sáng của Phật với mình đó, chỉ có mình, vì mình được như vậy cho nên mình thấy cái đó. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ ngồi ở trong cái chánh điện này, có những người khuất mặt không? Có. Nhưng mà tại vì mình không có cái tâm mong muốn nhìn ai, mà cũng chẳng có con mắt đó, cho nên mình không thấy. Nhưng mà thí dụ lỡ trong này mà có một người á, mà họ có cái duyên đó, họ nhìn họ thấy, kêu họ tới họ ngồi đó, thôi thôi có người ngồi đó, mình thấy ai đâu. Ví dụ vậy đó. Không, thành thử đây, chỉ có cái tương duyên đó. Thì cái mình viết rằng cái ánh sáng mà Phật tiếp độ mình cũng vậy. Cũng giống như một cái người biết coi một cái món hàng á, người ta bước vô chỗ đó, ta nhìn cái món hàng ta biết. Ta biết cái nào hàng giả, hàng thiệt, cái nào đúng, cái nào sai, mình không biết gì hết. Thì mình có đứng trước mặt cái thiệt mình cũng không biết được, có phải không? Còn mình mà gặp vô cái món hàng tốt rồi mình nhìn biết liền. Pháp Hòa thì thích mấy cuốn sách, cho nên hãy đi tới chỗ nào mà có sách một cái là bước vô một cái là mình mình nói theo thế gian là địa đó. Nói theo mình là mình nhìn vô cái tủ đó biết có những quyển sách mình thích. Mình thích cho nên mình biết là mình chưa có quyển đó, cho mình lập tức mình rút ra đúng cái cuốn đó liền. Nhưng mà bây giờ ngược lại, cái người kia họ không hề biết cái gì mà họ cũng chẳng thích những cuốn đó, thì bây giờ có đứng trước mặt những cuốn đó, cái ánh sáng của cuốn đó nó cũng không có như họ, không có thu tiếp được. Hay là mình là người không thích tụng kinh, bây giờ có dở kinh ra thì chịu thua. Còn mình thích tụng kinh rồi ngồi xuống, tự nhiên cái giữa mình với quyển kinh nó có một cái sức lực gì đó, ngồi tụng miên man, tụng say mê mà không mệt mỏi. Cho nên nhớ là đều có ánh sáng hết.
Nói theo thế gian là hai người đó họ gặp nhau là họ có luồng điện hết trơn rồi. Họ gặp nhau là hai cái luồng điện đó nó phát ra, mình đâu thấy được không? Hồi xưa theo quan niệm của người Hoa đó là mình đó, vợ chồng bồ bịch mà gặp nhau là ở trển đó, có hai ông bà tên là ông Tơ bà Nguyệt gì đó, Nguyệt lão đó, phải không? Rồi người ta có cuốn sổ đứa nào đi với đứa nào ở trển xe duyên, thí dụ vậy. Tại người ta nghĩ xe duyên thì cái chỗ xe duyên ở đây là gì? Hai người gặp nhau cái là tự nhiên nó có một cái connection. Thầy trò cũng vậy, có nhiều khi mình cũng gặp bao nhiêu vị thầy nhưng mà sao mình không có cảm là mình muốn đi về với vị đó làm người học trò của người thầy đó. Nhưng mà tự nhiên mình gặp cái vị thầy đó, cái tự nhiên mình có cái cảm. Cái tượng Phật Thích Ca mà chúng ta đang để dưới trai đường đó, có một lần Pháp Hòa đi giảng tới cái nơi đó thì tự nhiên cái vị Phật tử này cầm cái tượng đó ra cúng dường. Pháp Hòa mới nói, ủa sao tự nhiên cô đưa cái này? Cô nói tự nhiên con gặp thầy, cái trong lòng con phát khởi cái tâm con muốn cúng dường thầy cái tượng này. Mà cái tượng này nhiều thầy thích lắm, lợi năn nỉ con đưa hoài mà con không đưa. Mình nói ví dụ vậy. Cũng giống như cái tượng Đạt Ma bằng đá vậy đó, mà mình để mình thờ đó. Cũng vậy đó, có bữa đó đi tới cái chỗ đó, cái cô đó cũng đưa ra cô cúng. Mà cái tượng bằng đá đẹp lắm. Cô nói có nhiều vị đến nài nỉ con đưa mà tự nhiên con không muốn đưa. Thì ở đây mình nói đến cái chuyện gọi là gì? Cái sự tiếp xúc, cái sự giao cảm bất khả tư nghị. Thì mai mốt rồi quý vị học cái bài hay là đã nghe rồi đó, thế nào quý vị hiểu được cái câu là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái chỗ mà tương ứng giữa thầy trò, giữa mình với Phật Pháp đó, bất khả tư nghị gì, cái duyên của mình thôi. Cho nên mộng thấy ánh sáng rực rỡ chiếu khắp, và cái ánh sáng đó nó có một cái sự giao cảm mà người khác không thấy. Cũng giống như người ta đi hái nắm mối vậy đó, có người thấy người không thấy. Nhiều khi cái người không thấy thì đạp lên cái nắm mà đi, còn người đi làm sao ta thấy, ta nói ủa sao lại đạp trên nắm mà đi. Khi đồng tử Văn Thù Sư Lợi thuyết pháp này, thiên tử Thiện Thắng cùng với quyến thuộc đều hết sức vui mừng, bèn đem hoa sen trời xanh vàng đỏ trắng cúng dường Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và tung rải trên tất cả chúng hội. Do thần lực của Phật, các hoa tung rải đó bay thẳng lên hư không, kết thành một đài sen lớn như bánh xe, tỏa hương thơm vi diệu làm vui lòng tất cả đại chúng. Trên đài hoa có các vị Bồ Tát an tọa với 32 tướng tốt trang nghiêm thân. Như vậy là mình đã xong hết tất cả các cái đoạn mà nó thuộc về theo cái nghĩa của cái bài tựa kinh là gì? Đại thừa tứ pháp. Tại vì trong này cứ nói bốn pháp vậy đó. Thì hôm nay là Pháp Hòa dồn hết tất cả những cái đoạn mà nói về mộng. Vì nó là mộng thôi, cho nên mình nói sơ không có cần phải nói kỹ. Và chúng ta nói để chúng ta hiểu được cái ý là đây là những sự gọi là gì, khuyến khích. Đó là những sự khuyến khích. Pháp Hòa kể là Hòa Thượng Trí Quang á, khi mà Ngài dịch cái tác phẩm Phát Bồ Đề Tâm Văn á, là quý vị đọc lại cái lời của Ngài mở đầu á, thì Ngài có nói đó, Ngài cũng có ý định dịch nhưng mà chưa có cái cơ hội như thế nào đó. Nhưng mà cuối cùng Pháp Hòa nhớ là Ngài nói rằng đêm đó Ngài mộng thấy hai bên như là tăng chúng ngồi đọc cái bản văn Phát Bồ Đề Tâm này, cho nên Ngài phát nguyện Ngài dịch cái bản dịch đó, dịch cái bản Phát Bồ Đề Tâm văn đó. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó, có những cái sự chúng ta làm, nhiều khi nó có, chúng ta thành tựu được một sự việc gì đó là cũng nhờ vào một cái, thật ra là chúng ta muốn làm rồi,
nhưng mà nó chưa đủ cái năng lực để mình quyết định. Tự nhiên thêm một chiếc chim bao đó như một giọt nước cuối cùng, nó làm cho cái ly đó đầy lên. Nó một sự khuyến khích. Thì cuối cùng mà Pháp Hòa kể cái chuyện chim bao của Pháp Hòa. Cái hồi đó mình ham đi tu lắm. Điều này Pháp Hòa có kể một lần khi Pháp Hòa chia sẻ về cái bản kinh nói về cuộc đời của Đức Phật khi Ngài đi tu. Riêng Pháp Hòa đó, thì hồi đó là mình học xong lớp 9, 15 tuổi. Xin đi tu thì gia đình chưa cho. Thì có một buổi trưa đó Pháp Hòa ngủ, nhưng mà không có phải là mình ngủ sâu. Có một cách giải thích nữa đó là người ta nói khi mình ngủ quá sâu đó, mình cũng không chim bao được nữa. Mình phải nửa mê nửa tỉnh vậy đó thì mình mới có một giấc chim bao. Thì bữa đó Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa ngủ trưa mà thật sự là chưa có ngủ sâu. Thì Pháp Hòa thấy có một người đó đi tới đứng trước mặt mình. Mình đang nằm vậy nè, thì có cái vị đó to lớn lắm, mà cái chân của ổng không á là giống như là nguyên con người mình vậy đó. Ổng mới khòm cái mặt ổng sát xuống dưới cái mặt mình, ổng hét một tiếng, ổng mới nói giờ này mà chưa đi, la như vậy cái mình giật mình vậy. Thì khi mình giật mình như vậy á, thì lúc đó mình 15 tuổi mà mình đang xin đi tu mà nhà không cho, mà cũng hơi xìu xìu rồi. Ở nhà nó thôi đi đi tu sớm chi, học xong lớp 12 đi. Tại lúc đó mới học xong lớp 9 à. Nó học xong lớp 12 đi rồi mới đi tu. Mà nếu mình học xong lớp 12 là phải đợi tới 3 năm, 4 năm nữa, 18, 19 tuổi mới được đi tu. Mà mình tự trong lòng mình nghĩ là mình đi tu 15 tuổi là đã trễ rồi. Tại vì mình muốn đi tu hồi 8 tuổi rồi. Mà cứ dây dưa hoài cho đến bây giờ 15 tuổi rồi mà chưa được đi tu là nó trễ dữ lắm. Đối với mình là nó đã trễ rồi mà giờ bắt trễ nữa. Nhưng mà trong gia đình khuyên cho nên rồi cũng hơi siêu lòng. Định là coi như là thôi rồi là bây giờ là không có nghĩ tới chuyện đó nữa. Thì buổi trưa hôm đó ngủ trưa sơ sơ, thì sau này mình nghĩ lại, mình nghĩ chắc cái ông đó là ông hộ pháp. Tại vì thường thường mấy ông hộ pháp làm sao bự to lắm. Mà mình nhớ ông đúng bự, thật là bự vậy đó. Rồi ông đưa cái mặt, ông sát vô cái mặt mình. Mà Pháp, tới bây giờ Pháp Hòa vẫn còn nhớ rất là rõ Pháp Hòa ngủ ở trong cái phòng đó, ở một cái địa điểm nào, không có quên cái gì hết. Và ông đưa cái mặt ông xuống, ông nạt mình một tiếng vậy. Tới giờ này mà chưa đi thì mình nghe là ông nạt vô cái mặt mình, thì mình giật mình vậy. Thì Pháp Hòa nói, thì tự nhiên cái lúc đó chiều tối lại đi lên chùa. Đi lên chùa xong cái mình mới nói tóc con dài quá, để con đi hớt tóc. Nghe sư ông mới nói con đâu có cần phải hớt kiểu hớt cọ gì đâu, lúc nào con hớt cũng đầu đinh mà. Hớt đầu đinh thì dễ hớt lắm, thôi để thầy hớt cho. Thầy lấy cái tông đơ thầy rỉa làm sao, cái tự nhiên đang ngồi, tự nhiên cái tay thầy nó trớt lên trên cái đầu á, cái nó làm nguyên một chỏm tóc phía sau này mất. Mất phía tóc chỏm đó, cái thầy nó chỏm một chỏm về rồi sao giờ phải chỉnh. Cái thầy lấy cái tông đơ thầy chỉnh hồi, cái nó trục lóc hết trơn dưới này. Mở trên nó chỉ còn đúng như cái miệng dừa mà cái nón đội vậy đó. Trời ơi nó tròn gió dưới này chứ, dưới này nó trục lóc vậy đó. Nhìn cái đầu nó dị hồn. Nhưng mà chưa dám cạo là tại vì mình chưa được đi tu. Khi đó mới đi về nhà. Ông già Pháp Hòa mới hỏi ai cả ai hớt cái đầu mày vậy? Dạ thầy trên chùa hớt cái đầu gì mà ghê quá. Mình mới nói vậy cạo nha. Ông nói cạo đi chứ, để coi cạo coi còn được hơn là để. Thì mình lợi dụng cái chuyện ở nhà nghĩ là cạo đầu là đi tu, chạy lên chùa nói ba con cho cạo. Cạo xong rồi, nhưng mà trên nguyên tắc là chỉ tại hớt tóc hư cạo thôi, chứ có lễ có thọ giới có quy y gì đâu mà cạo đâu. Nhưng mà ở nhà nghĩ là hớt tóc vậy là đi tu rồi đó. Mình lợi dụng cái chuyện đó đi thọ giới luôn. Mà thọ giới mà không dám cho biết nữa. Trong cái ngày đó là lễ Vu Lan, bữa đó lễ Vu Lan, mà lễ Vu Lan nhằm ngày thường cho nên đâu có ai tới chùa. Lễ Vu Lan thường ở đây mình phải tổ chức nhằm cuối tuần, chứ còn đúng ngày ngày rằm là ngày thường đâu ai đi.
Pháp Hòa nhớ cái bữa đó lễ Vu Lan mà ngày thường nữa. Cái có một cô nữa, cô cũng vô cũng xin cô đi tu. Cái thầy viện chủ nói à, thôi làm lễ cho hai người luôn đi. Thì làm lễ Pháp Hòa với cô đó. Mà bữa đó truyền giới có một mình thầy, thêm một vài phô Phật tử nữa thôi. Cho nên mình đó, cái số con rẹp mà đi tu cũng cô đơn vắng vẻ lắm. Thì khi mà mình đi tu rồi, bữa đó đi về nhà cũng đâu có dám đi về đâu, tại về sợ bị bố coi như là đi tu lén mà. Có một cô Phật tử giờ cổ vẫn còn đó, cổ dẫn về, cổ xin phép. Cổ nói cháu nó thọ giới, nó đi tu rồi mà nó không dám về, nó sợ cô chú la, bữa nay tôi dẫn về để cho báo cho cô chú biết vậy. Thì thật sự ra thì cha mẹ của mình cũng biết là trước sau mình cũng đi tu, nhưng mà cái tình của cha mẹ thì lúc nào cũng muốn giữ con mình lại được, lúc nào hay lúc đó, vì cái hiểu đạo của họ chưa sâu. Đó. Như giống như bây giờ quý vị có con rồi, nếu con mình quyết định đi tu cho không? Cho không? Yếu xìu thấy không? Đó, Phật tử thuần thành đó mà sợ con vô chùa khổ thế này thế kia. Nhưng mà thiệt sự ra mình mà có con đi tu là một cái đại phước cho gia đình, không phải bình thường đâu. Ngàn người, trăm người mới được một mà, phải không? Thật ra là mình mà được cúng dường cho đại chúng, cho Tam Bảo một người con để nó đi tu là một cái phước cho gia đình. Mà nếu người con đó mà tu mà thành công, thành tựu được nữa thì quả thật là một cái phước. Rồi chính mình cũng vậy, mình nè, mỗi người mình nè, mình phải tự nói với mình là mình được đi tu là một cái phước lớn. Cho nên đừng có nghĩ tới cái chuyện là chừng nào mình ra ngoài trở lại. Ở ngoài không có cửa. Ngoài đó không có cửa cho mình đâu. Ở trong chùa là cửa mênh mông, thênh thang, muốn đi cửa nào cũng được hết. Còn mình đừng có nghĩ tới cái chuyện là mai mốt là mình đi ra ngoài kia, ở ngoài đó không có cửa cho mình đâu. Thì thôi thì hôm nay là chúng ta kết thúc cái đoạn này đi, để rồi mai mốt chúng ta qua một đoạn kinh mới. Nhưng mà ở đây đã xong cái phần Đại Thừa Tư Pháp rồi đó. Mình học suốt mười mấy buổi ha, và cứ mỗi một lần như vậy là Văn Thù Sư Lợi dạy bốn pháp. Một lần như vậy là bốn pháp, cho nên nó mới có là Đại Thừa Tư Pháp, nghĩa là bốn pháp. Thì ở đây thay vì chúng ta gặp những cái mộng, chúng ta quá lo hoặc chúng ta quá mừng, nhưng mà cái mừng của chúng ta là cái mừng không có phải ở trên con đường tu tập. Còn tất cả những gì nãy giờ chúng ta nghe toàn là nó ở trong cái phạm vi tu tập. Ví dụ như mình chiêm bao, mình thấy hòa thượng, thấy ông thầy, ví dụ vậy đó, giật mình vậy. Ồ, bữa nay tôi thấy tăng à, mà thấy tăng là sự nhắc nhở. Hay bữa nay tôi thấy tôi đi chùa. Tất cả những cái gì mình thấy nó có tính cách thiện lành thì tự nói với mình đó là sự nhắc nhở. Còn nếu mà mình thấy gặp ai rượt mình, gặp ai đánh mình hay là gì gì đó thì mình biết rằng hôm nay là mình lơ là rồi đó. Cho nên các ngài hộ pháp nhắc nhở mình. Thế thành thử rằng mình đưa hết tất cả những cái thế gian theo cái nhìn thế gian trở về với một mối của Đại Thừa. Cái chữ Đại Thừa là vậy đó, chứ là từ một cái nhỏ, một cái đơn giản, nhưng mà chúng ta biết phân ra thì tự nhiên nó thành một cái Đại Thừa. Có một hôm Pháp Hòa ngồi ăn cháo với một em nhỏ, thì nói nó nhỏ chứ cũng hai mấy tuổi rồi, ăn cháo trắng. Thế thì thường thường cháo trắng thì mình mới để thức ăn mặn ra, thí dụ củ cải hay gì đó, thì tùy theo người ăn mặn thì người ta để ăn khá chút, ăn lạc thì ăn ít chút. Nhưng mà Pháp Hòa nói cho em nó nghe vậy nè, Pháp Hòa nói người ta có quyền cho mình một chén cháo trắng lỏng hay đặc, và gia vị người ta nêm như thế nào đó tùy. Nhưng mà khi cái chén cháo nó vô tay mình rồi á, thì mình sẽ gia vị như thế nào để nó vừa với cái hương vị ăn của mình, phải không? Đâu phải riêng chén cháo đâu.
bất cứ cái gì người ta đưa ra cho mình ăn, ta nấu vừa rồi đó, ta nấu ném ném người ta nghĩ là vừa ăn. Nhưng khi người ta đưa ra cho mình đó, cái việc đầu tiên mình làm gì, mình múc cái muỗng lên mình húp miếng súp cái đã, để mình coi coi cái nước súp này nó vừa ăn chưa. Nếu nó lỡ nó mặn quá cái mình thêm tí chanh, thêm tí nước lọc thí dụ vậy, để cho nước sôi làm cho nó lạc lại. Nhưng mà nếu nó chưa đủ mặn thì mình lại thêm miếng muối, miếng nước tương. Nó chưa đủ cay mình lại thêm miếng ớt. Nó chưa đủ thơm mình lại thêm miếng hành, miếng ngò, miếng tiêu. Nói chung là người ta nấu ra rồi nhưng mà gia vị trở lại để vừa với mình. Thì Pháp Hòa nói cuộc đời này cũng vậy. Bất cứ cái gì người ta cho mình là cái chuyện của người ta, mình đều trân quý hết. Nhưng nó lọt vô tay mình rồi á, thì mình chính là người pha chế. Người ta nói mình một câu nặng nhẹ gì đó, tại vì mình cho nó, mình pha vô thêm nó tự nhiên nó nặng à. Còn mình thấy ôi bình thường thì nó nhẹ thôi. Thì cuộc sống này á, là cái quan trọng là cái gì nó đến với mình, nếu mình có được cái tâm của khoáng rộng thì mình có cách hết. Thí dụ giờ người ta luộc miếng bún ta đưa lên, hôm qua nè mấy chị lên luộc bún dư, trời ơi bún này giờ làm gì, nó yên tâm. Cái bún này luộc rồi mình ăn cỡ nạt kiểu gì nó cũng ra đó. Để lên chảo xào với miếng rau, ra bún xào, nấu thêm nồi nước lèo nữa là có bún để ăn, chan nước tương ớt, rau sống cũng thành ra món. Miễn là có bún thì đừng có sợ nó ế, có cách để mình ăn hết. Thậm chí bất cứ món gì quý vị nấu dư, với con mắt của Đại Thừa, ở đây Pháp Hòa muốn đưa cái ví dụ chữ Đại Thừa là vậy đó. Đại Thừa không phải là mình phải là cái gì cho thiệt là lớn, một cái danh tiếng gì, nhưng mà cái tâm Đại Thừa mà chúng ta có rồi thì pháp nào nó vô tay mình á thì nó cũng đều là pháp Đại Thừa hết. Nói cách khác, hồi nãy mình tụng cái bài sám đó, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cái khi chúng ta có Phật pháp thì chúng ta đều có phương pháp, cái gì chúng ta cũng ứng cũng xử được hết, cũng có cách để giải quyết hết. Mình phải hiểu cái khi chúng ta học kinh Đại Thừa đó, có những lúc chúng ta hiểu thế này, nhưng mà cái hiểu mà rốt ráo của cái chữ Đại Thừa đây là cái tâm của chúng ta nhìn sự việc, chứ không phải cái vấn đề là chúng ta tu ở cái tông nào. Dù cho mình tu cái tông đó kêu là tông Đại Thừa, nhưng mà cái tâm của mình nó nhỏ nhoi lắm, cái cách sống của mình nó rất là kỳ cục, nhỏ hẹp đó, thì nó vẫn là tiểu thừa như thường. Ở đây không phải phân biệt tiểu thừa với đại thừa theo cái nghĩa bình thường mình hiểu, mà cái tiểu và cái lớn ở đây là do cái sự tu hạnh của, cái sự tu và cái sự nắm được giáo pháp của chúng ta. Cho nên Pháp Hoài chỉ muốn làm rõ cái chỗ cuối cùng này. Tại sao tu mà mình cứ nói mộng nói mơ? Không, mộng là chiêm bao, là một cái gì đó rất bình thường trong cuộc sống con người, mà nếu chúng ta chưa chứng quả thì chúng ta vẫn còn phải chiêm bao. Nhưng mà hễ người mà tâm tịnh á, thì giấc mộng nó thường đẹp. Người mà khổ đau phiền toái thì cái giấc mộng nó thường là xấu. Hay là lỡ khi tâm mình bất an, chưa đủ tịnh thì mình sẽ thường thấy những điều không hay. Thôi bây giờ nói ngược lại ha, trong cuộc đời mình tu sao mình gặp nhiều chướng ngại quá, đừng có nản. Mình phải biết rằng chính những chướng ngại đó sẽ giúp cho mình phấn đấu hơn nữa. Nói đơn giản, nói khiêm cung một cái câu đơn giản là gì? Mình là phước thì mỏng, nghiệp thì dày, cho nên ráng tu. Cho nếu mình gặp những chướng ngại trong cuộc đời thì chúng ta cứ nói với mình là phước mỏng nghiệp dày. Chứ tại sao bao nhiêu người họ cũng tốt hết mà có mình tôi họ xấu à? Thôi đừng trách người ta. Tại sao bao nhiêu người họ đó đều tốt mà có mình? Vậy không phải vấn đề của họ, là vấn đề của mình. Cái phước mình chưa đủ để được người đó thương. Ráng tu tiếp.
chứ đừng có nản, cũng không ghét. Tại vì ghét là tăng, tăng cái oán giữa mình với người đó. Mà nản là thối tâm, phải không? Mà cuộc đời này cứ hễ buồn chút là thối tâm, giận chút là thối lui, thì không đi tới đâu được hết. Bằng chứng quý vị thấy không? Một cái đại dịch vừa rồi nó xảy ra đây, chúng ta vẫn phải phấn đấu đủ cách hết. Phải tìm mọi cách để bảo hộ cho mình và cho người. Phải cách ly xã hội, cách ly của con người. Phải mang găng tay, phải đeo khẩu trang, phải uống nước ấm, phải thế này thế kia để bảo hộ. Thì chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta không phải là chúng ta không sợ chết, hay là chúng ta sợ chết. Thật sự cái miệng nhiều khi nó không sợ chết chứ, sợ chết thấy mồ chứ, phải không? Lúc nào cũng nó không sợ chết, nhưng mà thử bác sĩ phán một câu coi, trời bắt đầu là tay chân là rã rời chứ, không? Thế thì sự thật là chúng ta, nhưng mà chúng ta không phải chúng ta ham sống. Mà nếu ham sống là ham sống để làm gì? Ham sống để mình làm cái gì cho đời mình? Ham sống để mình tiếp tục con đường tu, ham sống để mình làm thiện cho bao nhiêu người, chứ đâu phải mình ham sống cho riêng mình hưởng thụ cái gì. Cho nên các vị hay chúc chư Tôn Đức Hòa Thượng, chư vị Tăng Ni, cửu trụ Ta Bà, nghĩa là sống lâu, ở lâu cõi Ta Bà, mục đích để làm gì? Chỉ là để hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta không sợ chết, nhưng mà cũng không nghĩa là chúng ta ham sống. Nhưng mà ham sống để làm gì? Cũng giống như mình tham thôi. Và ở đây là Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng mình hiểu được cái chỗ Đại Thừa. Bất cứ chuyện gì nó đến mà nếu chúng ta có cái tâm tiếp nhận nó và cái cách chuyển hóa nó, thì tự nhiên nó thành ra Đại Thừa hết. Thành ra Đại Thừa hết. Và cuối cùng á, cái tà pháp mà nó vô trong tay của người chánh pháp thì người chánh sẽ biến nó thành tà, thành chánh. Còn nếu mà nó là chánh pháp mà nó rớt vô tay của người tà đó, thì chánh pháp cũng bị bóp méo thành tà pháp. Thì cũng giống như hiện nay ở Việt Nam, ở ngoài chợ người ta may y, người ta bán sẵn hết, y áo và bán sẵn hết. Nhưng mà một vị thật tu, ta đi vô trong tiệm đó, người ta mua một cái pháp y, người ta về người ta đắp, cũng là mua phải không? Nhưng mà người thật tu, ta mua pháp y đó trở về, nó thành pháp y đắp để tu tập. Nhưng một người giả mạo, người ta cũng vô đó, người ta mua cái pháp y đó, ta cũng về người ta đắp lên đó, nhưng mà cái pháp y mà đang đắp trên người họ là gì? Chỉ là một tấm vải để kiếm tiền thôi, nó không có linh thiêng gì trên tấm vải đó hết. Cũng là một cái việc đó, nhưng hai cái tâm tư, hai cái tâm để mà tiếp nhận cái đó. Mình đi tu cũng vậy, nếu mình đi tu thật tu thì cái người mà thật tu khổ cỡ nào cũng chịu được. Còn người mà tâm chưa thật tu, chỉ vì trốn tránh, chỉ vì kiếm danh lợi gì đó, thì họ sống không nổi dưới cảnh chùa. Cái buồn, cái khó, hoặc là những cái thức khuya dậy sớm, thậm chí những cái mà trục trặc ở trong chùa đó, họ cũng không chịu nổi. Tại người mà có tâm tu thật tu, chí cầu Đại Thừa, thì không bao giờ họ lui sụp. Thôi Pháp Hòa có, mình học tới đây thôi, thì sao mình tiếp. Cảm ơn đại chúng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Và có những người, người ta trước khi đi ngủ, người ta coi phim hài, để làm chi? Để người ta cười cho nó thoải mái, rồi ta đi vào trong giấc ngủ. Có những người, người ta nghe nhạc. Người tu thì không nghe nhạc, không xem phim, không? Mà chúng ta lại niệm những cái điều lành để chúng ta có được giấc ngủ yên ổn. Còn ví dụ như mình có nghe nhạc thì nghe nhạc gì? Mở nhạc thiền, mở những cái nhạc mà nó làm cho tâm mình lắng, nếu mà gọi là có.
Nhưng mà cái trường hợp mình mở nhạc thiền đó là hiếm lắm. Một là mình ở mình, hai là mình phải có cái ống nghe. Chứ còn mình ngủ chung với chúng là mình không có mở được. Mình làm vậy người ta ngủ. Rồi có nhiều người ta thói quen là ngủ phải mở pháp lên nghe. Đó, cái đó cũng được, không sao hết. Rồi có nhiều vị sợ tội, nói là thôi ngủ mà mình để pháp nghe không nên. Bây giờ giữa cái mở pháp và giữa cái mở nhạc đời, nhạc tình, thì nhạc tình sao bằng được. Mình nghe pháp, lỡ mình có đi vào giấc ngủ cũng không sao hết. Trong khi mình thức ra mình nghe, nghe đến khi mình dần mình ngủ, ngủ liệm luôn cũng tốt, không có gì hết đó. Không, mà nhiều khi mình ngủ vậy đó thì tất cả những cái thức phân biệt của mình nó ngủ hết. Nó ngủ hết vậy mà thỉnh thoảng tới hồi mình giật mình á, cái tâm sâu lắng của mình nửa đêm á, vậy mà một hai câu của cái bài pháp đó nó còn đang tiếp tục nó mở đó, nó làm cho mình bừng sáng lên. Thầy hay nghe, thầy thỉnh thoảng thì có cái trạng thái như vậy. Đi ngủ cái mở một cái băng MP3, tới hồi nửa đêm mình giật mình, cái mình trong khi mà mình trở người mình nằm đó, thì tất cả những cái suy nghĩ gì của mình nó lắng hết. Thì cái tâm thức của mình lúc này nó trống vắng vậy. Tự nhiên những cái ý của cái bài giảng đó nó vô trong đầu mình, mà nó làm cho mình sáng tỏ nhiều cái ý kinh nữa. Là lúc đó là bật ngồi dậy ghi chép lại cái đoạn đó, thôi nó quên đi. Trong khi mình nằm vậy đó, mình có nhiều cái ý mà của cái bài pháp đó, xưa mình cũng nói vậy đó, nhưng mà sao mình không vỡ lẽ ra được cái này. Tối nay mình nằm vậy mình nghe vậy mà sao lại mình lại vỡ rã ra được. Cho nên cái người ngủ là mình nhớ là khi mình đi vào trong giấc ngủ. Thì bây giờ mình mấy huynh đệ cứ nghĩ ngủ thôi mà mình còn phải như vậy, huống chi là mình sắp chết. Tại vì có thể giấc ngủ đó mình đi luôn sao. Vì vậy cho nên không nên mở những cái gì mà nó có tính cách không tốt cho tâm thức. Nhất là phim ma, nhất là những câu chuyện ma. Có nhiều người thích nằm nghe kể chuyện ma đó. Ban ngày muốn nghe, một lái xe nghe nó làm gì làm. Nhưng tối ngủ đừng. Tại sao? Tại vì lỡ mà mình đi vào trong giấc ngủ mà mình không trở lại thì những cái hình ảnh đó, rùng rợn ma quái đó, nó dẫn mình đi. Một giấc ngủ thôi mà mình còn muốn yên ổn, tâm tĩnh lặng, thì huống chi mình sắp chết. Chứ cái người mà sắp chết á, có ai tới đó, thí dụ như bên Bắc Tông, bên Tịnh Độ Tông á, tập hợp tới niệm Phật. Nhưng mà ở bên Nam Tông người ta đâu có niệm Phật. Mà nếu mà có niệm Phật thì người ta tới ta niệm gì? Ta niệm những cái ân đức của Phật. Phật là bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri. Rồi ta đọc kinh vô thường, ta đọc những cái câu pháp ngữ vô thường. Chư hành vô thường là pháp sanh diệt. Sanh diệt hết rồi, tịch diệt là vui. Chư hạnh vô thường thì sanh diệt pháp. Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Cái sanh và cái diệt nó không còn khái, mình không còn bị bận rộn với hai chữ đó nữa, thì mình có một cái sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cái đó là gọi là tịch diệt vi lạc. Cái sự vắng lặng đó mới là cái niềm vui tối thắng của mình. Đó, cho nên bên Nam truyền Nguyên Thủy, các vị tập hợp tới đọc kinh vậy. Ngay cả các vị tu thiền vậy. Trước khi mà mất, lỡ cái vị đó sắp mất, đại chúng tập hợp tới tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Để làm chi? Để nhắc nhở cái hành giả đó. Ngày thường thầy sống, thầy cũng thường quán chiếu, ngũ uẩn giai không. Cho nên bây giờ thầy cũng nhớ quán ngũ uẩn giai không. Ở đây có ai đọc cái bài kinh Độ Người Hấp Hối không? Cái bài kinh đó hồi trước đó dịch là Kinh Giáo Hóa Người Bệnh. Ông Cấp Cô Độc cũng bị bệnh đó. Rồi Ngài Xá Lợi Phất đến thăm ông, rồi chỉ cho ông phép quán. Thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Mắt này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi mắt này. Mắt này nè, mắt này không phải của mình. Thân này không phải của mình.
tai này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi tai này. Lấy sáu căn làm đề mục quán chiếu. Khi mình buông xả được sáu căn tĩnh lặng, cái đó gọi là gì? Buông bỏ báo thân như vào thiền định. Báo thân tức là cái thân hiện hữu mình đang có nè. Có nhiều khi mình dính mắc, mình không dám xả nó, mình sợ mình buông nó, mình mất nó. Thì người nào còn lưu luyến cái thân thì không thể đi được. Cho nên lúc đó cần phải có người tới khai thị, nhắc nhở. Rồi có khi thì niệm Phật, có khi thì tụng kinh. Nói chung là để mục đích của những cái chuyện đó để làm gì? Để làm cho tâm tư người đó tĩnh lặng, để đi vào một cái giấc ngủ ngàn năm. Thì khi mình chúng ta ngủ cũng vậy. Chúng ta ngủ chúng ta cũng phải nên đi tìm những cái gì đó để làm cho tâm mình tĩnh lặng. Nhưng mà nhớ là đợi mà đi mở cái máy gì đó, đợi tới ai đi tụng cho mình thì không bằng mình tự tụng tự niệm. Cho nên ở đây là hướng dẫn cho mình ở cái mặt tự túc. Rồi, trước khi mình ngủ, mình ngồi yên, mình đọc. Dĩ thời tẩm tức, đương nguyện chúng sanh. Thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Chữ tẩm tức là gì? Chữ tẩm là gì? Chữ tẩm nghĩa là ngủ nghỉ. Chữ tẩm nó còn có nghĩa là cái phòng nghỉ của mình. Thí dụ như lăng tẩm á, chỗ nghỉ của vua đó. Chữ tẩm là chỗ cái phòng nghỉ hay là sự ngủ nghỉ. Chữ tẩm nó hai nghĩa vậy. Còn chữ tức là gì? Là hơi thở. Mình nằm xuống đó thì mình lại quán tới hơi thở của mình, theo dõi hơi thở mình để làm chi? Để giúp cho cái tâm mình tĩnh lặng, mình đi vào trong giấc ngủ. Cho nên người nào mà muốn thức dậy yên ổn, ngủ nghỉ yên ổn, thì người đó bình thường cái tâm họ phải tĩnh lặng. Đức Phật dạy ở trong kinh đó, người nào mà thường có sống bằng cái tâm từ bi đó, có 8 điều lợi. Trong đó có một cái điều lợi là ngủ và thức yên ổn, tĩnh lặng. Tại sao? Tại vì tâm mình không có sống ác thì làm sao mình ngủ bất an được. Thí dụ như mình đã ban ngày mình hại ai rồi, không ai biết hết, tự mình biết thôi. Cái giấc ngủ mình sợ hãi lắm. Có nhiều khi mình hại người đó chết thì mình còn sợ người đó về báo thù. Hay là mình sợ là mình đã sơ xuất cái gì, người ta sẽ bắt gặp quả tang những cái việc mình làm. Cho nên nói chung là khi mình làm một cái điều gì sai quấy thì cái giấc ngủ mình nó không được an ổn. Ngủ rất là phập phồng, ngủ lo sợ. Bây giờ đừng có nói chi làm lỗi, mình đưa một cái ví dụ thôi. Ngày mai sáng 3 giờ mình thức dậy mình ra phi trường, mà người ta phải đưa mình đi. Trời ơi, cái đêm đó ngủ không yên. Tại sao? Phập phồng sợ bị trễ. Sợ bị trễ. Đó, mình nói một cái ví dụ, cái trường hợp là ngày mai mình sắp đi đâu thôi, là mình lo lắng cái là mình không ngủ. Huống chi là cái chuyện mà chúng ta sắp sửa rời khỏi cuộc đời này. Đó. Cho nên lấy cái chữ thùy miên này nó cũng tương đương với cái chuyện là một giấc ngủ. Trong một cái bài khai thị phục nguyện á, tâm hàm vũ trụ đạo quán cổ kim, kìa biển dâu chi xác cuộc nổi chìm, nọ sóng thác quảng bao đời thay đổi. Thân tứ đại quay cuồng theo vận hội, thôi thì từ đây có chiếu đất màn trời, có trăng trong gió mát, hương linh thể an giấc nghìn thu. Giấc đó là giấc nghìn thu đó. Nhưng mà tâm nhất chân thì vẫn toàn vẹn đủ. Cái tâm mà sáng suốt thì đầy đủ hết á. Cái tâm sáng suốt đó nó có đầy đủ cái gì? Công phu thì trong đó sẵn tâm kinh tánh Phật đài vàng, vui đủ điều sống vô lượng kiếp, phổ nguyện ngu miên an giấc điệp. Một cái giấc ngủ rất là nhẹ nhàng, rất là bình lặng. Cho nên đó, dĩ thời tẩm tức là đến giờ ngủ nghỉ.
Nhưng mà nếu mình phân tích chữ đó thì ngủ nghỉ là chữ tẩm. Mà làm sao cho giấc ngủ nó yên, chỉ cần buông hết, đừng suy nghĩ gì hết, trở về với hơi thở. Đó, chữ tức là chỗ đó đó. Chữ tẩm là dừng nghỉ. Sự dừng nghỉ cũng gọi là tẩm. Mà anh dừng nghỉ để làm gì? Để anh đưa tất cả tâm ý anh trở về với hơi thở. Chừng đó anh mới có được cái sự giấc ngủ yên thôi. Còn anh ngủ mà anh còn lo lắng, anh còn suy tư, anh còn này kia thì anh không ngủ được. Bởi vì anh chưa có dừng mà sao nghỉ được. Cho nên phải đến giờ nghỉ ngơi và trở về với hơi thở. Nếu nói cái chữ đó cho nó nghĩa là vậy đó. Dĩ thời tẩm tức. Nó đi vào phòng nghỉ cũng là tẩm. Nằm xuống ngưng hết tất cả mọi sự việc cũng là nghỉ, cũng là tẩm. Vậy thì bây giờ anh muốn nghỉ ngơi thì anh phải làm gì? Đừng suy nghĩ nữa, đừng lo lắng nữa. Hãy trở về quán chiếu hơi thở. Có nhiều khi các cái vị mà ta tập cho mình thở đó, ta nói phòng xẹp. Phòng là mình thở vô phải không? Phòng là mình thở ra, xẹp là mình thở vô, phòng xẹp, thí dụ vậy. Thở vô phòng, thở ra xẹp, phòng xẹp. Các vị nào muốn thực tập những cái bài thực tập đó, nên đi tìm một quyển gọi là Sen búp từng cánh hé. Sen búp từng cánh hé. Thì trong đó có mấy chục bài tập để cho mình thở. Hình như tiếng Anh dịch là gì? Blossom Lotus. Blooming ha? Blooming Lotus. Sen búp từng cánh hé. Đó là cuốn thiền tập để cho mình thực tập những cái pháp thiền. Và đây là cái pháp căn bản, cái pháp rất là cơ bản, giúp cho mình có cái đề mục để mình có cái để cái tâm mình nó có cái chỗ bám, cái chỗ trụ vào. Ngủ nghỉ là nằm ngủ, thùy miên nghĩa là nằm ngủ. Việc lớn đã tỏ, chỗ làm đã xong, rong cầu đã hết, thân tâm đều an, nên gọi là an ổn. Việc làm đã xong rồi, không còn phải. Việc làm đã xong rồi, sự rong ruổi cũng không còn. Thân tâm đều an, cho nên gọi là an ổn. Ổn là ổn định. Đâu vào đó hết rồi, mọi việc an ổn. Thí dụ bây giờ khách quá chừng luôn, mình chưa sắp xếp được, chưa an ổn. Rồi giờ mọi người đã về phòng hết, ai cũng có chỗ ngủ hết. Mọi việc mình đã sắp xếp xong rồi, nó an ổn rồi. Mình hỏi với nhau, an ổn hết chưa? An ổn rồi. Cho nên á, trong nhà Phật hay sử dụng cái từ để nói lên cái sự, cái việc làm của các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị mà đến cuộc đời này á, sự ràng rịch trong các cõi không còn. Việc lợi mình, lợi người đã xong. Các ngài đi vào trạng thái niết bàn như củi hết lửa tắt. Đó là những cái câu người ta diễn tả cái chỗ mà, nghĩa là cái chỗ mà là đi về của một người tu, không có gì rõ bộ bận lòng hết. Việc lợi mình lợi người đã xong. Như củi hết lửa tắt, có gì phải khổ. Củi hết thì lửa phải tắt thôi. Dứt sự, các sự ràng rịch trong các cõi. Đâu phải nói chi tôi cõi gì nội đây nè. Thí dụ như lên chánh điện cũng cõi, xuống nhà bếp cũng cõi, ra đường cũng cõi. Bất cứ mình gá vô chỗ nào nó thành cõi hết. Nhưng mà hễ mình không buông xuôi được cái cõi nào thì khổ cõi đó. Ví dụ như lên chánh điện đây nè, mặt bận ở dưới, lo cái đầu, lo nghĩ dưới bếp, không biết ở dưới làm có đúng ý tôi không. Bây giờ tôi không thể bỏ trên chánh điện được, tại tôi đang kẹt lễ. Tôi đang kẹt gì đó, thân thì ở đây làm lễ mà cái tâm nó ở dưới bếp.
Trời ơi tôi không có ra được mà tôi, bây giờ tới lớp học rồi không biết ngoài đó tưới nước có đúng ý tôi không, nhổ cỏ có đúng ý tôi, hồi nó nhổ nhầm mấy cái bụi bông tôi trồng, những cái bụi cỏ tôi gieo, thí dụ vậy. Cho nên cõi nào mình cũng dính hết. Thì dĩ thời tẩm tước đương nguyện chúng sanh, tới giờ ngủ nghỉ thì con nên, bây giờ tới giờ ngủ nghỉ rồi thì con cầu cho mọi người. Giờ hiểu được chữ ngủ nghỉ không? Chữ tẩm tước, chữ tẩm nghĩa là nếu nói về cái action là mình stop. Còn nói nếu về nơi chốn, cái place là cái the place where you rest. Cho nên mình phải làm hai, đi vào cái chỗ nghỉ rồi mà mình phải hành động cái sự nghỉ ngơi đó. Cũng giống như mình nói, mình đi vô thiền đường. Thiền đường là cái nhà ngồi thiền chứ gì. Chữ đường là nhà. Chỗ đó thờ linh gọi là linh đường. Chỗ đó Phật gọi là Phật đường. Chỗ nghe Pháp gọi là Pháp đường. Đó. Chỗ ngồi thiền là thiền đường. Chỗ ăn cơm là trai đường. Chỗ mình tiếp khách là khách đường. Đó. Thì đường là cái nhà. Thì mình đi vào thiền đường là cái nơi, cái nhà thì ngồi thiền. Thì tự động mọi hành động của mình phải thiền. Anh đi vô thiền đường mà anh đi như ma đuổi. Anh đi vô thiền đường mà anh đi như là nhà cháy, sẽ tới nơi anh đi rần rần, anh đi rồi ầm ầm vậy đâu phải. Vậy thì anh không phải vô thiền. Cái miệng nói thiền đường mà hành động chưa có thiền. Cho nên nó không có tương ưng. Cũng giống như nói ngồi thiền. À, anh ngồi rồi đó mạnh thiền chưa? Thì cũng như thế. Tẩm tức. Đi vào cái nhà nghỉ cũng tẩm, mà sự dừng hết tất cả từ hành động tới sự suy nghĩ đều là tẩm hết. Stop action. Stop fooling around. Stop thinking. Call resting. Vì dịch chữ, nếu mình định nghĩa chữ resting là cái gì? Dừng mọi cái action, dừng mọi sự suy nghĩ là rest. Bây giờ mình không có tập temporary rest, không có người tập dừng nghỉ tạm thời đêm dài thì tiếng á, thì mình cũng khó mà rest forever lắm. Tại vì sao? Tới cái giây phút cuối mà buông bỏ không nổi. Bây giờ ngủ mà buông bỏ, ngày mai đây nè sẽ gặp mà tự tối nay ngủ vẫn nhớ quá. Rồi bây giờ nếu mà tới cái giờ phút mà phải ra đi vĩnh viễn rồi làm sao? Đó, cho nên cái quán chiếu của mình giữa cái chết và cái ngủ nó phải như vậy. Hay nghĩ vậy đó. Nhiều khi đi ngủ cái này, nhiều khi mình ngủ mình đi luôn sao? Cho nên mở máy niệm Phật lên, nằm nghe. Mở đường xưa mây trắng lên nằm nghe. Mở mấy bài sấm tụng lên nằm nghe. Để làm chi? Lỡ mình có đi, không ai tiễn mình đấy. Pháp tiễn. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên nếu mình, á, thí dụ bây giờ ban đêm á, có người nào mà hay bị cái bệnh là mất ngủ là vì lo lắng nhiều đó. Bây giờ tạm ngừng lo thôi mà, ngày mai tiếp tục mà. Nếu mình không tập được cái này thì mai mốt tới cái giờ phút cuối cùng đời mình phải đi luôn. Không còn trở lại đi lo gì nữa. Mình dính mắc quá, chịu không nổi. Cho nên cuộc đời mình nó có hai lần mình ngủ. Ngủ này là ngủ tạm. Rồi mai mốt đây sẽ có một giấc ngủ miên viện. Bây giờ mình mới thấy hai cái chỗ nó đối với nhau nè. Thân với tâm. Thân đắc an ổn thì tâm mới vô loạn động. Đây là cái thân đắc an ổn là nhân, tâm vô loạn động là quả. Hay là nói ngược lại, tâm vô loạn động thì thân mới an ổn. Bây giờ thân tâm là một. Bây giờ quý vị nghĩ ví dụ bữa nào mình tâm mình bồn chồn khó chịu, mình khổ rồi. Thân nằm ổn yên, lăn qua lộn lại. Rồi cái sự lăn qua lộn lại của mình đó, nó sẽ làm cho người kế bên khó chịu. Nó con đâu có ngủ với ai, con tu con ngủ mình mà ngủ với ai đâu, người kế bên
ở trên người ta khó chịu, còn nếu mình nằm trên thì mình lăn riết ở dưới người ta khó chịu, mà mình nằm kế bên thì người giường kế bên người ta khó chịu. Còn đó là nói mà, đó là nói chung phòng nha. Còn nếu mà những cái phòng nào mà cái vách của nó mỏng quá, nó sát vách đó, bên kia nhúc nhích bên này cũng nghe nữa đó. Có phải không? Vì vậy cho nên đó, thân phải an ổn. Thế nào gọi là thân an ổn? Do cái tâm nó định. Cái tâm mà nó yên thì cái thân nó ít có lăng xăng. Tại vì cái tâm là cái nguồn lực, nguồn điện mà. Hễ điện nó còn đó là, có nhớ là khi mình tắt quạt máy không? Mình bấm off một cái rồi mình dứt điện ra rồi, nhưng mà cái điện nó vẫn còn á, cho nên nó vẫn quay, quay vài cái trước khi nó ngừng. À, thì cái tâm của mình đó là nguồn điện á. Cho nên có nhiều khi á, mình ngồi đi tụng kinh á, chủ nhật á, ở đây mình hay có cái lệ là tất cả những người tới dự lễ ngày chủ nhật á, nên lên chánh điện ngồi thiền trước 15 phút. Để làm chi? Bây giờ nếu mà đúng 10 giờ rưỡi họ tập hợp á, họ tụng kinh tâm không có chú, hỗn hển là mệt mỏi lắm. Chứ phải lên ngồi trước 15-20 phút cho nó yên. Ngồi cho yên để làm chi? Để bắt đầu chuẩn bị đi vào một khóa lễ. Mình chuẩn bị cho mình. Cũng giống như mình đi tụng kinh này, tốt nhất là mình nên có mặt sớm một chút. Mình lên sát nút. Trời ơi, lúc đó mình thấy chúng ở trên này người ta nhập chuông rồi bắt đầu lật đật cái đắp y của hôm ngày. Mà hãy lật đật thì sao? Đắp y thì không thẳng, đi đứng thì vụt chạc, rồi lên cầm dùi chuông lúc đó ben 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 cho nó có, chứ không thiền không vị. Rồi hoặc là bữa đó tới phiên mình phải dẫn lễ, cái mình cầm cái microphone mình tụng nghe nó mệt lắm, tại cái hơi thở mình nó mệt do cái sự hồi hộp gọi là gấp gáp của mình. Cho nên làm việc gì cũng phải cho mình khoảng thời gian. Đó là sự thiền đó. Đó là thiền đó. Cho nên Phật giáo á, là cái chủ yếu của tu hành là gì? Là làm sao đưa mình trở về để mình có được cái nguồn gốc an tịnh. Mà cái tâm mà nó yên rồi thì mọi việc nó sẽ hiển bày. Tâm mà yên rồi cũng giống như mình nhìn, mình ngồi yên mình nhìn tất cả mọi sự, mọi vật xung quanh mình rất là rõ ràng. Tâm mà không yên thì không gì hết. Ngày xưa thầy nhắc nhở mình, tâm bất tại an. Tâm mà không yên thì nghe như không thấy, nghe như không nghe, thấy như không thấy, ăn như không ăn, là tại vì không biết vị gì hết. Cho thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Hai cái này nó đi với nhau. Ngủ nghỉ là một sự nghỉ ngơi của thân và tâm. Hòa Thượng Làng Mai có cái bài kệ vào thiền đường, đi vào ngồi thiền á. Vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luân. Mà không có cái bài kệ đi ngủ. Mấy thầy mới giỡn, hồi nhỏ hồi đi học giỡn. Nên vào thiền đường hết âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Một khi mình nằm xuống là ngáy kho kho. Có nhiều người ta dễ ngủ lắm nha. Tại sao? Tại vì người ta rất là rõ ràng trong cái công việc. Thức thì muốn lo gì đã lo, mà hễ nằm xuống ngủ thì đừng lo. Tại vì mình thường hay dùng cái từ là ngủ nghỉ. Chữ nghỉ là mình rest, chữ ngủ là mình sleep. Nhưng mà anh không có dừng, anh không có stop, thì anh không có thể nào anh ngủ được hết. Cái đầu mà tiếp tục lo lắng, đầu mà tiếp tục làm việc thì không cách nào ngủ được. Mà không ngủ thì nó lại càng không nghỉ. Ngày mai có nhiều khi mình nằm trên giường vậy mà sáng ra mệt mỏi vô cùng. Kêu là ủa, hồi tối tôi thấy anh đi vô ngủ sớm lắm mà. Mà cả đêm tôi có ngủ được đâu. Thành thử sáng ra mệt mỏi.
Có nhiều khi mình nằm trên giường vậy đó, cả đêm vậy đó, mà người ngồi dậy người mình nó mệt, tại vì mình nằm đó, nhưng mà thật sự cái đầu mình nó quá ư là nhiều việc, nó làm cho thân tâm mình nó mỏi mệt theo. Vậy thì mình tu á là làm việc gì? Trở về chăm sóc thân tâm. Cho nên mình trong cái bốn cái pháp thiền tứ niệm xứ, bốn cái nơi niệm xứ là gì? Xứ là nơi chốn, mình phải gửi cái chánh niệm mình về đó. Có khi đã, có khi gọi là tứ niệm trụ. Có khi tứ niệm xứ mà có khi là tứ niệm trụ, là bốn cái chỗ mình phải trụ vô, là thân, thọ, tâm, pháp. Thân mình, tâm mình, cảm nhận của mình, cảm thọ của mình và các cái pháp hiện hành xung quanh biết rất rõ. Mình vui phải biết mình vui, mình buồn phải biết mình buồn. Mình làm tâm lý mình cái gì mình phải biết rõ như vậy đấy chứ, để mình điều phục. Cũng giống như mình chăm sóc tâm mình, giống như mình chăm sóc đứa con, đứa nhỏ vậy đó. Mình nó tuy nó không nói được nhưng mà mình hiểu cái tâm ý nó muốn gì. Mình nuôi con nít đó, nó, mà những đứa mà nó còn nhỏ, nó chưa có nói được nữa, nó muốn cái gì á, là mình phải để ý. Khi mà nó không, nó đói bụng thì nó thường như thế nào, nó bị khó chịu ở trong cái tả nó thì nó thường phản ứng như thế nào, mình phải để ý. Để chi? Để mình thấy nó như vậy cái lần biết. Có nhiều đứa nhỏ nó mà đi tiêu đi tiểu trong tả, cái nó gồng nó rặn lên, cái mình ba mẹ nó nhìn thấy nó cái kiểu nó như vậy là biết rồi đó, nó làm dơ tả rồi đó, ví dụ vậy đó. Rồi có đứa nó đói bụng, nó quạo, vân vân, thì nó, một đứa nhỏ nó chưa nói được thì mình nuôi nó, mình phải để ý nó để mình biết nó đang muốn cái gì. Thì chúng ta cũng thế, mình cũng phải có một đứa con, trước hết là tâm của mình đó. Mình phải chăm sóc nó, mình phải biết nó. Thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Xong rồi quán chữ A. Này, chữ A theo phạn tự nghĩa là gì? Là vô. Chữ A nó nghĩa là vô. Vô là gì? Vô ngã, vô thường. Cái gì mà nó không? Tất cả các pháp đều là không. Khi mình quán các pháp không thì tự nhiên tâm mình nó làm sao? Nó yên, nó lắng, không có dính đó. Khi mình thấy tất cả mọi sự việc này đều là giả tạm hết thì tự nhiên tâm mình nó có một phần nào nó yên lắng. Mà chính cái sự yên lắng nó làm cho mình dễ ngủ. Đó là cái nghĩa của cái bài đi ngủ là vậy đó. Nói tóm lại á, cái bài này á, chư tổ muốn hướng dẫn chúng ta. Phật nói cái bài kệ này ở trong kinh Hoa Nghiêm á, là Đức Phật muốn nhắc nhở, muốn đưa chúng ta đi vào một giấc ngủ nhẹ nhàng, không lo lắng. Thật sự có nhiều khi mình ngủ ít mà mình khỏe. Thí dụ như ngủ trung bình, ngủ đêm 5 tiếng. Ví dụ vậy đó. Rồi có người ngủ được 8 tiếng. Lớn tuổi rồi ngủ ít lắm. Người trẻ thì 8 tiếng trở lên, chứ người mà có tuổi một chút rồi là một đêm họ chừng 5 tiếng là họ đã đủ rồi. 5-6 tiếng là đủ rồi. Thì nếu như mà người đó ngủ mà không có lo lắng, không có gì hết, mà ngủ thẳng giấc, ngủ dậy rất là tỉnh táo. Thí dụ mình biết ngày mai mình có việc gì phải lo, phải làm thế. Tối nay dù mình ngủ rất ít nhưng mà tự nhiên sáng dậy đầu tỉnh bơ, tỉnh queo vậy. Ngày hôm qua thì đi Calgary về tới tối rồi. Mà mình biết đó nha, biết cái việc của mình là thầy chưa hoàn tất cái quyển kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân để mà đưa cho các thầy đưa lên mạng. Biết mình chưa làm xong. Cho nên là phải dùng một tiếng đồng hồ ngồi xuống làm. Làm chưa xong thì lại tới giờ đi lên Tây Thiền. Rồi lên đây là khuya rồi, có khách nữa. Cho sáng nay dậy sớm. Dậy sớm lên máy ngồi làm cho kịp để sáng nay có kinh tụng. Rồi phải dò tra mấy cái bản coi nó có tương đồng, cái bản mình bỏ lên trên website nó có tương đồng với cái bản, cái quyển sách mình đang có không.
chứ đâu phải là làm sơ làm đại đâu. Rồi thì cũng phải coi sơ cái mà mình chưa có thời giờ coi hết chính tả nữa, chỉ thấy được một vài cái chính tả chính yếu nó hiện hiện trước mặt mình, thì mình sửa được chữ nào mình sửa. Cho mỗi người nó có một cái công việc, ngày mai có công việc, cái tự nhiên mình ngủ ít mà người mình nó vẫn tỉnh táo. Thì ở đây là nhớ là khi ngủ đừng có coi phim ma, đừng có nghe kể chuyện ma, đừng có coi phim bạo động. Người nào mà coi phim bạo động, coi phim ma mà tối ngủ mà chim bao mà thấy ma hay là bạo động là phải biết. Rồi hoặc là ngược lại, người nào mà chim bao thấy mình thường bị người ta rượt đánh, thấy mình bị cứ thấy toàn là những cái cảnh gọi là bạo động đó, thì biết rằng tâm mình chưa yên đó. Những vị đó phải ngồi thiền cho nhiều, phải niệm Phật, trì chú, nói chung phải có cái gì để đưa cái tâm mình ra khỏi cái đó. Tại vì cái đó là những cái hạt giống mà trong cái tàng thức mình tối ngủ nó đi lên. Bây giờ trong lòng mình không có những cái hạt giống khác. Trong cái tàng thức mình, trong cái kho chứa mình, nó không có những cái hạt giống an lành khác. Toàn là những cái hạt giống bạo động không. Thì tối ngủ á, cái ý thức nó đi vô cái tàng thức nó kiếm. Tàng thức là giống như cái memory và cái chứa vậy, cái storage nó chứa vậy đó. Ý thức là con chuột đó. Phải không? Nó đi rà, nó muốn cái file, nó click lên. Mà nó không có thấy có file nào tốt hết á. Không có cái file nào mà tốt hết. Cho nên trong tâm thức mình không có chứa được. Cho nên nhiều khi mình phải để ý mấy cái chuyện đó. Mình tu là mình phải biết tất cả những cái gì nó đang có mặt hiện tại mình, hoặc là trong giấc ngủ của mình. Thì mình thấy là đêm nào mình cũng nằm chiêm bao, mình hét, mình hò, mình la, mình rú lên là mình biết rồi đó. Tâm mình chưa yên. Thứ nhất là có thể trong quá khứ mình quá nhiều những cái chủng tử sợ hãi, bạo động. Không phải trong đời này, có hạt giống đó nó nhiều đời, nhiều kiếp. Và chỉ có khi nào mình ngủ, mình bật hết những cái hiện tại, thì bắt đầu những cái đó trong quá khứ nó đi ra. Chứ có những cái giấc chiêm bao mình chưa bao giờ mình nghĩ tới mà tại sao mình gặp. Đó là vì của quá khứ. Nhớ không? Chiêm bao có 5 nguyên do. Một là quá khứ, ác nghiệp của quá khứ. Hai là thân sinh lý của mình. Đó là một là thân mình ngủ không, mình nằm không có đúng thế cũng có thể sinh chiêm bao. Tâm lý của mình không bình thường cũng có thể sinh chiêm bao. Những túc duyên túc nghiệp quán kết gì của mình trong quá khứ cũng có chiêm bao. Quỷ thần phá quấy mình, thiện thần nhắc nhở mình. Thiện thần nhắc nhở mình. Cho nên khi mà mình đã quán cái chữ A, đây là một cái ý nghĩa. Một cái ý nghĩa là chúng ta theo như cái nghĩa chữ A nghĩa là vô. Chữ A nghĩa là không. Mà vô này là vô gì? Thí dụ vô thường, vô ngã. Không có cái gì thật. Thì khi mình thấy tất cả mọi sự việc nó không thật thì tâm mình nó cũng nhẹ ra. Dĩ thời tẩm tức, đương nguyện chúng sanh, thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Rồi để chữ này là quán tưởng A tự luân. Tức là chữ A một cái vòng vậy đó. Thì mình không cần phải quán chữ phản chứ gì hết. Thôi giờ mình không cần quán chữ A luôn, quán chữ vô. Thì nếu mà các sự việc trên đời này đặt cái gì nó cũng vô, thì nó cũng có cái vô luôn, là vô sự. Đó là câu của Ngài Lâm Tế đó. Vô sự là gì? Không có gì mình phải bận tâm hết đó. Cái gì cũng chỉ là tạm thôi. Rồi bây giờ mình qua tới bài kệ ở trang 22, bài kệ thứ 38 trên mạng á. Phải không? Bài kệ thứ 41 ở trên quyển sách của mình là thủ thủy. Nước là chuẩn, chuẩn bằng mọi vật. Nhuận muôn vật, không chi hơn nước. Hình là một trong bốn đại.
khí nó trùm trong năm là hành, trong ngũ hành á, kim mộc thủy hỏa thổ, thì nước là nó trùm. Thí dụ như trong cái không khí này có hơi nước không? Có. Cho nên nước nó trùm khắp hết. Trong cơ thể mình nước nó cũng chiếm phần lớn. Mình có thể nhịn ăn mà không thể nhịn nước khác. Đi đường mệt không cần ăn, chỉ cần uống thôi. Mà thậm chí con người mình đó, mà cái nước ở trong người mình mà có những cái nước độc, nước bệnh mà nó không tẩy ra được thì nó cũng không khỏe. Cho nên bệnh là đổ mồ hôi, ra mồ hôi được là mình khỏe. Thậm chí con người mình đó, mệt mỏi quá đi tập thể thao, thể dục, chạy bộ, đá banh, làm sao cho cơ thể mình nó ra mồ hôi. Để làm chi? Để nó bài tiết. Nó bài tiết những cái tạp dơ. Thậm chí những người mà người ta uống nước á, gọi là lọc, thanh lọc cơ thể đó, thì mình nhịn ăn 10 ngày ví dụ vậy, chỉ uống nước thôi, thì những cái ngày đó là mình không được ngủ, mình không được nằm. Uống nước là uống, nhưng mà tất cả mọi công việc mình làm vẫn phải làm bình thường. Để làm chi? Để nó giữ quân bình cơ thể. Và trong khi mình làm như vậy, để cho cơ thể mình nó có hoạt động, vào cộng thêm với cái sự uống nước của mình, trong người mình nó bài tiết ra các cái dơ. Rồi mình phải đi tắm để làm gì? Để kỳ cọ. Rồi những cái ngày đó mình mệt mỏi, mình uể oải, mình nghĩ là mình do không ăn mà nó bị, chứ thật sự không phải, mà do trong người mình những cái chất dơ nó đi ra theo cái lỗ chân lông, nó làm mình mệt, chứ không phải là do mình không ăn. Chỉ có một phần thôi, chứ mà thật một phần là do mình không ăn, mình nhịn ăn, cho nên bắt đầu cơ thể mình những cái dơ đó nó bài tiết ra. Do mình uống nước nhiều thì nó đi ra theo lỗ chân lông. Thì mình phải, cái người mà nhịn ăn, cái người mà thanh lọc cơ thể phải tắm mỗi ngày bằng nước ấm, để và kỳ cọ cho kỹ để mà những cái chất dơ nó bài tiết ra. Đó. Cho nên ví dụ như con người mình, người ta nói trời ơi, đổ mồ hôi xong khỏe ghê. Người không có đổ mồ hôi không khỏe. Có người mà không có, có nhiều người nó cả ngày tôi không có miếng mồ hôi nữa. Thậm chí tôi làm quá trời việc mà mồ hôi cũng đổ là yếu đó. Người mà không có ra mồ hôi là người đó yếu. Người nào phải ra mồ hôi nhiều là người đó khỏe. Nhưng mà ra nhiều quá cũng đâu tốt. Không? Giờ rốt cuộc cái gì? Trung đạo. Cái gì nó cũng trung đạo thôi. Vì vậy mà hỏi cái gì là đi râu trong rừng đi, kiếm cái gì là thuốc thì hái đem về. Nói giờ con cũng biết đi về tay không, nó sao cứ không hái. Trời ơi, con thấy cái gì cũng thuốc hết, hái sao hết. Thôi bây giờ ngươi đi ra, ngươi kiếm cái gì không phải thuốc hái đem về, nó cũng về tay không. Hỏi sao kỳ vậy? Tại vì cái gì cũng không phải thuốc hết. Cái gì cũng là thuốc mà cái gì cũng không phải thuốc là nghĩa sao? Thật sự cái gì nó cũng có cái bổ dưỡng của nó hết á. Nhưng mà nếu mà mình ăn không đúng, sử dụng không đúng thì thành ra cái gì? Độc. Cho nên chính cái bổ mà không biết thì nó độc. Mà cái độc đó đó, mà biết sử dụng nó cũng là tốt chứ không phải đến nỗi. Thí dụ như ở đây người ta cho mình trồng cây, trái cây rồi để mình bán đi. Người ta có cho mình sử dụng thuốc không? Có, nhưng mà người ta quy định nó có chừng mực, chứ không phải mà làm mà cái kiểu mà không chừng mực. Đó. Và người ta để cái món đó vào đó, người ta ghi rất là rõ ràng, để chi ai dị ứng cái món đó thì đừng ăn. Người ta ghi rất là rõ, lượng muối bao nhiêu, lượng đường bao nhiêu, lượng mỡ bao nhiêu trong một cái món ăn của người ta, trong những cái chai nước uống của người ta, để cho tùy những người nào có nhu cầu bao nhiêu, họ thấy cơ thể họ không chịu nổi cái sức này, hay là chỉ uống bao nhiêu đó thôi, thì họ tự họ phải biết. Cho nên nước nó trùm khắp. Còn chữ chữ thủy đó, còn chữ thủ nghĩa là mình gánh, là mình múc, là mình xách. Thế nào gọi là mình xách? Mình múc, mình xách nghĩa là nước xách ở, là nghĩa là xách nước ở mương, suối, ao, giếng, đầm, vân vân. Xem kỹ có trùng hay không,
Tại hồi xưa là mình phải đi gánh nước, chứ đâu có mấy cái fountain giống như bây giờ đâu. Ở đây có ai hồi nhỏ đi gánh nước không? Thầy nè, hồi nhỏ đi xách từng đôi vậy đó. Tại vì mình có nhiều khi ở trong chùa đó, ở gần bờ sông mà, thì đâu có cần chi mà phải có cái phong tên nước đâu, có mấy cái lu á. Rồi cái mỗi ngày mình phải múc cái nước đó, mình xách từ cái ao mình đổ đầy vô hết mấy cái lu trong chùa. Nào là nước trong nhà bếp, nào là nước trong nhà tắm, nào là nước trong nhà cầu, tất cả đều phải từ những cái nguồn nước đó hết. Rồi nếu mà mình xà hồi nhỏ mà bưng gánh đâu có nổi thì mình xách từng cái thùng. Còn nếu mà người ta khỏe mạnh nữa, người ta bỏ hai thùng vô cái cây á, ta gánh nước. Thì những trường hợp đó gọi là thủ thủy, múc nước, gánh nước vậy đó. Ví dụ như giờ ở Tây Thiên mình đi đó, giờ trồng bông ở trên cái đài Quan Âm không có nguồn nước, thí dụ vậy đó, mình phải đi xuống cái bờ hồ mà mình múc từng thùng nước lên. Nhưng bây giờ mình khỏe hơn, mà cho dù có múc vậy thì mình bỏ chiếc xe mình kéo. Chứ ngày hồi đó đâu có xe, hồi đó là phải bỏ hai cái. Mà người ta kêu, người ta lấy nước mà mình mua nước của người ta là người ta tính đôi nha, một đôi mấy đồng, đôi là hai cái đó, cứ một đôi nước vậy là mấy đồng. Mà hồi nhỏ là mình chuyên môn đi gánh vậy đó, phải không? Cái thời nghèo mà không có nước là đi gánh vậy đó, bởi giờ lùn là vậy đó. Đi gánh nước hồi nhỏ cao không nói. Rồi, nhưng mà trong kinh dạy á, trong luật dạy á, là mỗi người phải có một cái tấm vải. Cái vải đó nó gọi là gì? Lự thủy. Lự là mình lọc, thủy là nước, phải không? Mình thật ra bây giờ mà mấy đứa đi thọ giới mà có cái có cái đồ, cái vợt, cái cà phê đó là mình chế đó. Cái đó là mình chế đó. Chứ còn ngày xưa là chỉ là một tấm vải thôi. Thì ví dụ thầy nói bây giờ mình uống nước trong cái ly này nè, kéo tấm vải ra, tọt nó xuống rồi hút nước đổ vô cái cầm bốn góc của vải kéo lên, vậy là coi như là lọc nước rồi đó. Chứ mà bây giờ mà mình có cái đồ vợt vợt đó, là mình đi ra chợ chỗ mà người ta bán mấy cái vợt cà phê đó, mình mua gì mình làm cái lự thủy nan. Lúc mà đi thọ giới cầm lự thủy nan vô cái đó là mình sau này nó tiện lợi thôi, chứ ngày xưa là một cái tấm vải thôi. Giống như là cái mão Quan Âm á, biết mão Quan Âm không? Quý hòa thượng hay đội đó. Cái mão đó ngày xưa là cái gì? Ông vua hình như là Tùy Văn Đế, ổng đang cầm cái khăn đó ổng dùng. Rồi hình như là Ngài Trí Giả hay sao á, mới lên trên chánh điện á, trời lạnh đó, Ngài hắt hơi. Ổng thấy vậy ổng mới lấy tấm vải đó, cái khăn tay của ổng đưa cho Ngài trùm lên đầu vậy nè, để cho nó ấm cái đầu, để mà ngồi truyền giới, ngồi làm lễ. Từ đó về sau á, nó mới bắt đầu, nó đi từ ra, nó thành ra cái mão Quan Âm đó. Chứ nguyên thủy ngày xưa nó không phải là cái mão đó, nó chỉ là một cái tấm vải ta để người ta chét. Thỉnh thoảng thấy quý hòa thượng còn đi vòng vòng chùa các ngày còn đội kiểu vậy đó, giống cho nó mát vậy đó. Lấy cái khăn á, đội cái nón len thì nó lạnh, nó hầm. Hiểu ý không? Đội cái nón len thì nó hầm, mà không đội á thì nó lạnh cái đầu, quý ngài dễ cảm. Cho nên quý ngài hay lấy cái khăn lông á, quý ngài để lên đầu, cái quý ngài nhét vô làm sao vậy nè. Đó, để vậy cái ban ngày đi trong chùa đồ đó, nó thí dụ lỡ mà trời nóng mà có ra mồ hôi thì cái khăn nó cũng rút mồ hôi, cho nên rất là tiện lợi. Thì cái miếng vải mà lự thủy nan ngày xưa nó cũng vậy đó. Và cái miếng vải đó đó, trong tiếng Phạn gọi là Pariravana, rồi sau này mới đọc là cái gì đó, đọc là Bát Lý Tát La Phạt Noa. Đi thọ giới hòa thượng Yết Ma hay cầm lên nói, đây là cái đải lọc nước, tiếng Phạn gọi là Bát Lý Tát La Phạt Noa, là dụng cụ để mà hộ trì cái lòng từ bi của mình vậy đó. Có thuộc cái bài kệ đải lọc nước không?
thiện tai lự thủy nan, hộ sanh hành từ cụ, xuất nhập thường đới dụng, phương hợp Bồ Tát đạo. Nghĩa là lành thai đãi lọc nước, thiện tai lự thủy nan là lành thai đãi lọc nước. Hộ sanh hành từ cụ là bảo hộ đời sống, cái sinh mạng của vật khác là cái dụng cụ để nuôi dưỡng lòng từ bi. Hộ sanh, hộ là bảo hộ, sanh là mạng sống. Hộ sanh hành từ cụ là cái dụng cụ để mình thực hiện lòng từ bi, bảo vệ sự sống cho người khác. Gọi là hộ sanh hành từ cụ. Xuất nhập thường đối dụng, xuất là mình đi ra, nhập là mình đi vào. Ý nó là ra vào thường nên cầm nó đi theo. Nghĩa là đi đâu cũng nên cầm nó theo đó. Xuất nhập thường đối dụng, cầm theo để mà sử dụng. Thì để làm gì? Để phương hợp Bồ Tát đạo. Như thế mới khéo, mới là cái đúng với cái hợp với lại cái đạo của Bồ Tát. Đạo Bồ Tát là đạo từ bi, đạo cứu tế. Uống nước mà thấy có lăng quăng trong đó phải lọc, rồi uống cái lọc đó xong rồi lấy miếng vải đó bỏ vô nước trở lại để cho con vật nó sống chứ không giết nó. Thì ở đây là mình gánh nước, nhược kiến lưu thủy, đương nguyện chúng sanh đắc thiện ý dục, tẩy trừ hoặc cấu. Nước là nó có công năng tẩy trừ, đúng không? Hãy chỗ nào dơ là đem nước tới là tẩy trừ hết. Thở đây là nếu thấy nước chảy thì cầu cho chúng sanh đắc thiện ý dục. Câu này rất hay. Tại vì thường thường á, con người mình đều có cái ý dục. Nhưng mà nhiều khi cái ý dục nó không có thiện. Ý dục là gì? Là cái ý muốn của mình. Những cái ý muốn của mình, nhưng mà cái ý muốn mình nó không thiện. Cho nên trong phẩm Phổ Môn á, trong phẩm Phổ Môn á, nói là người nào bị nước trôi đó mà niệm Quan Âm á thì sao? Thì liền tấp vô chỗ cạn, phải không? Vậy thì nước ở trong cái phẩm Phổ Môn Pháp Hoa đó là gì? Nước đó là gì? Đó là cái dục, cái sự ham muốn nó lôi cuốn mình chạy theo cái dòng chảy đó. Có thì hỏi có phải không? Nghiệm có phải không? Thí dụ thầy ha, đang yên lắng vậy là không có ai tới chứ, là mình tu dữ lắm, vui lắm, tu vui lắm, an lạc lắm. Mà thử bây giờ ví dụ ta ở đâu người ta kéo lên 5-70 người coi, người ta tạo ra những cái buổi nói chuyện chơi vui gì coi, mình chạy ra đó mình chơi vui rồi mình là quên hết tất cả những cái giờ mà mình phải làm cái gì. Hay là bây giờ mình được đi ra phố thôi, 3 tháng an cư không cho đi đâu hết, cái bữa nào được đi ra phố đi chợ một cái coi, trời ơi mình tung tăng, mình bị lôi kéo mà mình không hề biết. Nó là cái gì? Nó là cái dòng, nó dòng chảy mà. Bây giờ mình cứ tưởng tượng ngang nước nó đang chảy mạnh vậy đó, mình lỡ mình rớt một chiếc dép xuống coi, chụp lại đâu có kịp. Đó, mình cứ ví dụ vậy đó, nước mà nó chảy mạnh như vậy rồi cái gì mà nó rớt xuống là chụp lại không kịp, có thể mất luôn. Thì mình cũng vậy. Hay là bây giờ mình vô trong YouTube mình bấm những cái sóng thần á, những cái nước mà nó cái đập nó bể nước rồi, nhà nó trôi cái một, xe nó trôi cái một à. Thì ở trong kinh đó, hay dùng cái chữ nước chảy mà trôi đi đó là biểu tượng cho con người mình bị những cái dục nó lôi kéo. Thật ra nhiều khi đâu có gì sai quá, nó cái ham vui thôi. Con người mình ham vui thôi. Ham vui thôi là mình cũng quên hết tất cả. Ngồi giờ mà ngồi học là ngồi bắt đầu ngủ lên ngủ xuống chứ giờ thử có gì vui vui coi. Là mình tỉnh bơ à, tỉnh queo à, tỉnh rủi à. Còn giờ tới giờ là học là bắt đầu mình nhướng lên nhướng xuống. Mình nhéo, mình ngắt, mình làm đủ thứ để cho mà mình tỉnh vậy. Nhưng mà mình là ngồi mình nhưng mà thiệt sự là mình gượng không nổi. Đó, bây giờ mình gượng không nổi với cái buồn ngủ nè. Thì mình tưởng tượng khi mình đi vào trong cái dòng xoáy, cái dòng nước mà nó chảy mạnh y hệt vậy đó. Gượng không được, tại vì nó lôi mình.
Mà nó buồn ngủ, nó buồn ngủ trong bụng, nó buồn ngủ ra chứ không phải nó ngủ thường đâu á. Có nhiều khi mình chỉ nhắm mắt đâu có 1 phút rồi mà mình giật mình dậy, mình tưởng nãy giờ mình ngủ đừng giấc rồi đó. Nhiều cái giờ vụ mà đụng xe là từ những cái nhắm mắt, một cái tích tắc đó, đó. Một cái sát na mà tích tắc thắng không kịp hơn trước là accident. Rất nhiều những cái chuyện tai nạn nó như vậy. Cho nên á, ở trong tứ như ý túc, dục như ý túc. Dục như ý túc là gì? Là những cái mong muốn của mình nó đều được như ý của mình, đầy đủ như ý mình. Mà cái này không phải là những cái dục bình thường, mà là gì? Thiện ý dục. Ví dụ này, con muốn tu cho tinh tấn, con muốn sám hối cho nghiệp chướng tiêu trừ, con muốn học kinh cho mau thuộc, ví dụ đó, đó là thiện ý dục đó. Và mình trong 4 cái tứ như ý túc, 4 cái điều mà nó thành tựu như ý mình một cách viên mãn đó, thì trong đó có một cái gọi là dục như ý túc. Thì bây giờ nước cũng vậy, nếu mình thấy nước chảy thì mình cầu cho chúng sanh được cái thiện ý dục đó. Để làm gì? Cái thiện mà nó có thì nó mới tẩy trừ được cái hoặc cấu. Chữ hoặc là phiền não, chữ cấu là dơ bẩn. Ví dụ như mình thương một người nào đó, mình nhớ con, nhớ cháu đồ đó, cái đó cũng là phiền não luôn, nhưng mà phiền não không có sai quấy. Nhưng mình tức một người nào đó, là mình giận một người nào đó, mình muốn ghét người nào đó, thì nó là cũng là phiền não, nhưng mà phiền não cấu bẩn dơ làm tâm mình bực tức. Tức hai dạng phiền não hết. Thương một đứa cháu, nhớ một đứa cháu cũng là phiền não, nhưng mình ghét người kia cũng là phiền não, nhưng mà cái phiền não của sự ghét, của negative là cấu. Còn cái phiền não mà nhớ thương con cháu vân vân, hay là nhớ người thương, người yêu của mình, nó cũng là phiền não luôn. Hồi trước mình chưa yêu người đó, tâm mình bình thường à, mình đi làm về mình bình thường à, không có bao giờ mình phải bận rộn gì chứ. Từ ngày mình yêu cái người đó rồi, mình check cái phone họ hoài à, hỏi coi họ có gọi ai không, ví dụ vậy. Cho nên đều là phiền não. Nhưng mà cái hoặc cấu là những cái phiền não nó dơ, nó làm cho mình khổ. Thì nước nó có công năng nó tẩy trừ, thì chúng ta phải lấy cái nước của thiện ý để tẩy trừ cái hoặc cấu. Mình cổ mình khô quá, mình uống miếng nước thì tự nhiên cái cổ mình nó luân lưu. Chỗ nào mà dơ chỉ cần có miếng giấy, miếng khăn thấm nước chùi nó cũng đỡ sạch, nó cũng đỡ dơ. Thành ra chỗ nào mà dơ bẩn mà có nước tới thì chỗ đó ít nhiều nó sẽ được sạch gọn. Cũng như thế, trong tâm mình đó, lúc nào nó cũng có những cái cấu bẩn hết á. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái thiện ý dục, thiện là gì? Là tốt. Thiện là tốt. Ý dục là những cái ý muốn của mình, đặng ý muốn tốt. Con người mình ai cũng muốn, mà nhiều khi mình muốn không có cái, không phải là cái tốt. Cho nên mình có được cái tốt thì vào rửa sạch những cái dơ cấu trong cấu, hoặc là nghe chữ hoặc là mình biết cái gì là phiền não rồi đó. Ngài A Nan phát nguyện đó, nhớ không? Diệu trạm tổng trì bất động tôn đó. Vi tế hoặc, vi tế là very tiny, rất là nhỏ. Hoặc là những cái phiền não, mà phiền não bây giờ nó vi tế lắm. Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Con mong muốn con tẩy trừ được cái đó. Thế đây cũng vậy. Nhược kiến lưu thủy. Chữ kiến là thấy. Mỗi ngày con người mình có thấy không? Nhưng mà có cái thấy nào làm cho mình vui, mà cái thấy nào làm cho mình khổ? Không bao giờ mình dừng cái thấy. Nhưng mà để ý lại coi hàng ngày có những cái thấy mình sống, thấy mà để vui hay là thấy rồi bực bội, thì tùy theo cái khéo của mình.
Cho nên chữ thiện đó, chữ thiện nó là giỏi, là tốt, nó cũng có nghĩa là khéo léo nữa. Skillful. Ai mà không thấy? Nhưng mà tại sao mình chỉ thấy cái sai của người ta mà không thấy cái hay của người ta? Tại sao mình chỉ thấy những cái dở của người ta mà mình không thấy những cái tích cực đóng góp của người ta? Nếu mình thấy được cái đó, mình sẽ trừ được đi cái gì? Cẩu hoặc. Bất cứ một người nào cũng đều có cái hay nha. Chứ mình đừng chỉ thấy cái dở của họ. Mình tập mình nhìn như thế nào á, gọi là gì? Từ nhãn thị chúng sanh. Có mắt, mắt thương nhìn cuộc đời. Cái câu đó dịch nghĩa là vậy đó. Từ nhãn thị chúng sanh. Còn nếu mà mình chỉ thấy cái người đó thấy ghét lắm, thế này thế kia, mà trong cái đó biết bao nhiêu những cái hay của người ta. Người ta thường nói gì nè, cái người có tài thì thế nào cũng có tật. Có tài thì có tật. Nếu mình đã hiểu được cái đạo lý đó đó, thì mình phải chấp nhận những cái tật của họ, rồi mình appreciate, mình trân quý những cái tài của họ. Làm gì làm họ cũng có đóng góp. Họ không đóng góp nhiều, họ cũng có đóng góp ít. Cái đóng góp này không phải tiền bạc nha. Đóng góp cái công sức, đóng góp cái khả năng của họ. Ví dụ như mấy đứa nhỏ, nó cũng có cái đóng góp của nó. Mấy đứa này nó vô dụng lắm, nó không có tới đây nó phá, nó không có làm gì hết, nó không có đâu. Tại vì mình chưa có nhận ra, mình chưa nhờ nó đúng chỗ thôi. À, nói tới đây kể câu chuyện trong kinh ha, rồi mình nghĩ. Có một hôm Phật đi tới một cái nhóm người á, thì Phật mới dạy cho ông bài pháp bằng cách là Phật nói các ông làm gì. Nó dạ tụi con là người vắt sữa bò. Nè, bây giờ ông là ông vắt sữa trong sừng nè, sừng bò. Ông vắt cửa ở chân bò, vắt sữa ở ở đuôi bò. Con đứa có sữa không? Vắt sữa sừng bò làm gì có. Sừng bò làm gì có sữa mà vắt. Chân bò làm gì có sữa mà vắt. Đuôi bò làm gì có sữa mà vắt. Mà muốn vắt cái sữa bò vắt ở đâu? Ngay cái vú của con bò. Đúng không? Cũng như thế. Nếu mà mình muốn cái việc đó, nhưng mình làm, mình đưa cái chỗ muốn của mình nó không đúng, thì cũng vô dụng. Pháp Hòa ví dụ đi, bây giờ mình tu chưa có giỏi, tâm mình chưa thuận, mình muốn tâm yên thì phải đi tới cái chỗ nào nó yên. Mình dễ bị lôi cuốn mà cứ chơi với những người mà người ta lôi kéo mình. Mình chưa phải là cái người sao đủ cái năng lực. Cho nên mình muốn cái gì? Muốn tu phải không? Anh muốn tu phải không? Anh muốn tu thì anh phải kiếm cái chỗ anh tu cho nó. Tu cho nó đúng. Tu đúng nó mới có kết quả. Giống như anh muốn lấy sữa bò vậy đó. Anh muốn lấy sữa bò thì anh phải vắt ngay cái vú con bò. Chứ còn anh muốn sữa bò mà anh cứ vắt ngay cái sừng bò, chân bò, đuôi bò thì anh chỉ mệt sức thôi. Đó, thiện ý dục. Mình phải đưa cái dục của mình nó tới đúng chỗ thì nó mới có kết quả tốt được. Đó là cái nghĩa nó như vậy. Bài này mình còn học tiếp nữa. Rất là sâu sắc chứ không phải bình thường. Rồi mình dừng ở đây nha. Mai mình học tiếp. Thì những cái đoạn kế này đại chúng sẽ nghe ở trong kinh có nói tới những giấc mộng. Thì thật sự ra đó thì mình còn là con người thì thế nào chúng ta sẽ có những giấc mộng. Từ nhỏ tới lớn thế nào mình cũng đã từng nói cách khác là chiêm bao. Có khi thì mình chiêm bao những cái niềm vui. Có khi thì mình chiêm bao những điều không vui. Có khi thì mình chiêm bao những điều đã từng xảy ra trong cuộc đời mình. Có khi thì mình chiêm bao những điều chưa bao giờ nó xảy ra với mình.
Mình chưa bao giờ biết việc đó là gì, tự nhiên nó lại xuất hiện trong cái giấc chiêm bao của mình. Thì hễ mà mình chiêm bao cái niềm vui á, thì mình tỉnh dậy á, cái cũng vui vui. Nhưng mà rồi cái bắt đầu mình suy nghĩ là không biết cái điểm gì. Rồi khi mà mình gặp những cái điểm chiêm bao không có vui á, như là ác mộng á, thì mình thức dậy thì mình sẽ sanh lo. Rồi cái tiếp cái lo đó là suy nghĩ không biết điểm gì. Thật ra đó, ở trong kinh á, cũng có kể những cái việc chiêm bao. Nhưng mà cái quan niệm của Đạo Phật á, chiêm bao có 6 lý do. Ví dụ như là cơ thể của mình, cái hơi thở của mình, cái cơ thể của mình, những cái sức khỏe của mình, nó có thể làm cho mình, hay là cái cách mình nằm ngủ, nó cũng thể tạo ra cho mình những giấc chiêm bao. Vì vậy mà ngoài những cái yếu tố cách nằm sinh lý, tâm lý, thì nó có nữa đó là các vị thiện thần hộ pháp nhắc nhở mình. Do mình cái công đức tu tập, hay là do đời sống thiện lành của mình, mình sống thiện cho nên mình thường được báo trước những cái gì nó sắp xảy ra. Hoặc là do những cái gì mà mình đã từng thấy trong quá khứ, mà không phải đời này, có thể mình gặp phải ở trong cái đời trước của mình. Nhưng mà dù giấc chiêm bao như thế nào đi nữa đó, thì mình chỉ nói thoáng qua để cho chúng ta biết rằng ở trong giấc chiêm bao cũng là một kiếp sống của mình. Có nhiều khi mình nằm chiêm bao, mình thấy mình đi chơi, đi ăn, và thậm chí mình trải qua một cái khoảng thời gian nào đó. Đó là khi mình tỉnh dậy á, thì tất cả chỉ là trong giấc mộng. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng khi nào mà chúng ta ở trong giấc ngủ á, thì chúng ta mới gọi là mộng. Mà chúng ta quên rằng chúng ta đang sống đây, và những gì chúng ta đang trải qua đây thật tình cũng là một giấc mộng. Có phải không? Thoáng một cái á, mình giờ 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi. Ngày trước các chú, các cô mà bây giờ là tuổi 60 hết á, ngày trước mà lên đây á, còn rất trẻ. Cũng giống như các anh chị 30, các thầy 30 bây giờ vậy. Thì lúc đó các thầy mới sanh, còn lẩm đẩm đi chùa. Bây giờ các thầy lên tới hàng ba mấy, thầy Đức Tạng năm nay là 30, 31 rồi. Thầy Tịnh Tạng năm nay là 30 rồi. Mà mình nhớ mới ngày nào mẹ còn để trong cái giỏ cầm lên chùa, rồi các thầy các bác xúm nhau nựng, thì bây giờ là ổng ẩm mình lên hai tay. Thấy không? Thành thử mình thoáng qua một cái như một cái giấc mộng. Nếu mà hôm nào mình có dịp mình coi lại những tấm hình cũ thì mình thấy giật mình. Mấy cả năm nay thì thỉnh thoảng lại được, tại vì đi tìm những, đi cất lại những cái hình cũ, dọn dẹp đó, rồi hình ảnh, rồi gom lại hết chỗ này chút, chỗ kia chút, gom lại. Thì lâu lâu tới hồi mà gom cái thì cũng buồn tay, mở ra coi cái giật mình. Hồi đó mình trẻ vậy nè, giờ mình già vậy nè, hồi đó bác này như thế này nè, bây giờ lụm cụm rồi, vân vân. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng ở trong giấc ngủ của mình mới là mộng thôi. Nhưng mà thật sự ra cái đời sống chúng ta ở đây, hiện tại chúng ta đang sống đây, chúng ta cũng lang một trong giấc mộng đó. Mà tại mình không nhận ra thôi. Mình làm thiệt là nhiều, nhưng mà có thể làm sao, chỉ một cái cơn đầu tư mà thời vận không có, mình cũng có mở mất trắng. Hay là thậm chí mình bị lường gạt, vân vân. Rồi mới ngày nào vui vẻ, bữa nay mọi thứ đã không còn. Thì nói tóm lại, dưới cái nhìn của Đạo Phật, đời là một giấc mộng.
Mà nói mộng để làm gì? Để chúng ta biết rằng chúng ta là những người đang sống trong mộng, gọi là cái chúng ta đang sống là đại mộng. Còn cái mà chúng ta nằm ngủ chúng ta thấy đó là tiểu mộng. Có cái ông đó, ông nằm chiêm bao, ông thấy ông đi, ông là một cái ông đi thi rớt. Ngày xưa là muốn thi là phải đi lên kinh thành đi thi. Thi xong rồi hễ mà đậu thì là vinh quy bái tổ, còn không đậu thì xách gói đi về. Thì ông rớt, ông buồn quá. Trên đường đi về, ông mới dựa vô gốc cây, ông ngủ. Ông thiếp đi thì ông thấy ông nằm chiêm bao, ông thấy ông thi đậu. Ông thi đậu rồi được vua gả cho công chúa. Ôi ôi vui vẻ quá chừng. Cái bữa nọ ông vua mới cử ông đi đánh giặc. Ông đi đánh giặc ông bị thua. Ông bị thua về cái ông vua tức quá, ban lệnh chém đầu. Tới hồi mà phục cái đầu ông xuống đất, cái ông giật mình vậy, ông thấy ông đang ngồi ngay cái ổ kiến lửa. Ngay cái ổ kiến nó cắn ông, nhờ đau quá giật mình. Có nhiều khi mình xin thưa đại chúng là, Pháp Hòa nói ví dụ, có bao giờ đại chúng xin phép sám hối, có bao giờ mình đang ngủ mà mình mắc tiểu mà mình không có đủ tỉnh để dậy mình đi đó, mình nằm chiêm bao không? Có không? Cái này mình phải tự mình, đây là mình nói trong những cái cơ thể chúng ta, khi mà nó có những cái bức bách mà chúng ta không đủ sức tỉnh để chúng ta ngồi dậy chúng ta đi, thì trong cái giấc chiêm bao đó mình cũng có thể, trong cái giấc ngủ đó mình cũng có thể chiêm bao nữa đó, chứ không phải bình thường đâu. Vì vậy cho nên á, chỉ có Phật, trước khi Ngài làm Phật Ngài cũng có chiêm bao, nhưng mà khi thành Phật rồi á thì không có chiêm bao nữa. Tại sao? Tại vì cái tâm thanh tịnh, không có mong cầu, không có viễn vọng. Chúng ta có mong cầu. Thí dụ như mình mong mình làm gì đó, mong quá nhiều khi nằm chiêm bao. Mình thương ai đó, mình thương quá nằm chiêm bao. Mình nhớ chỗ nào quá, mình nằm chiêm bao, mình thấy về đó. Cái đó là chuyện bình thường. Cho nên mình nói, ủa tại sao Phật thì Phật không có. Thí dụ như trong kinh có kể là trước khi Đức Phật thành đạo đó, Ngài có một cái giấc chiêm bao, Ngài thấy năm điều trước khi Ngài thành đạo. Ví dụ như Ngài thấy Ngài nằm trên một cái quả địa cầu mà cái đầu của Ngài hướng về đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn. Chân Ngài đưa về một phía, tay trái tay phải. Rồi Ngài thấy Ngài nằm thẳng và trên chỗ cái rúng của Ngài mọc lên một loại cây. Rồi Ngài thấy là ở dưới chân của Ngài có những con sâu rất là nhiều màu đen. Khi mà nó đến gần chân của Ngài thì tất cả con sâu đó biến thành màu trắng hết. Rồi Ngài thấy là Ngài đi trên một cái đỉnh núi rất là dơ, nhưng mà tất cả những chất dơ đó không làm cho cái chân Ngài dơ. Đó là những giấc chiêm bao mà Đức Phật đã nhìn, đã gặp khi mà trước khi Ngài thành đạo. Rồi có một cái bản kinh gọi là kinh Bảy Điều Mộng của Ngài A Nan. Ngài A Nan nằm chiêm bao thấy bảy điều mộng. Rồi ông vua Ba Tư Nặc chiêm bao thấy 16 điều. Thấy 16 điều trong giấc chiêm bao. Nhưng mà thường á, chiêm bao mình tỉnh dậy á, mình nhớ hết không? Ít khi nào mình nhớ đủ lắm, loáng thoáng thôi. Nhưng mà những cái bậc mà người ta có những cái điều gì đó nó sắp xảy ra thì tỉnh dậy là nhớ hết tất cả những giấc chiêm bao đó. Thì Đức Phật cũng vậy, trước khi Ngài thành đạo Ngài chiêm bao thấy 5 điều. Mà lúc đó Ngài cũng không có đoán gì hết. Nhưng mà sau này những sự việc nó xảy ra thì tuần tự Ngài mới hiểu được cái giấc chiêm bao đó ứng vào cái điểm gì. Ví dụ như Ngài thấy Ngài nằm trên quả địa cầu, và sau này Ngài hiểu rằng đó là điềm báo Ngài sau này sẽ là một bậc thầy, mà lời dạy của Ngài lan truyền đi khắp chốn,
Tại vì Ngài, Ngài nằm trên cái quả địa cầu. Hay là Ngài thấy ở trên cái rúng của Ngài mọc lên một cái cây vươn cao lên. Đó là tượng trưng cho sau này Ngài hiểu rằng đó là giáo pháp mà lưu xuất, mà đặc biệt là pháp Bát Chánh Đạo. Hay là Ngài thấy Ngài đi trên một cái núi dơ mà chân Ngài không gì không nhiễm, nghĩa là Ngài sống trong cuộc đời này, những cái vật dụng, những cái nhu cầu của thế gian, nhu yếu của thế gian, người ta có cúng dường đi nữa, Ngài cũng không đắm nhiễm những cái đó. Thí dụ vậy. Hay là ông vua Ba Tư Nặc nằm chiêm bao thấy 16 điều lên hỏi Phật, Phật tuần tự giải thích cho ông nghe. Nhưng mà đa phần ở chúng ta chiêm bao, chúng ta thí dụ như nó tùy theo cái tâm trạng. Thí dụ như mình đang lo lắng chuyện gia đình, mình gặp một giấc chiêm bao cái mình suy nghĩ về cái đó. Không biết gia đình tôi có chuyện gì mà tôi gặp cái chiêm bao như vậy. Thì mình đang lo về sức khỏe, cái mình gặp giấc chiêm bao nào đó cái mình lo. Nhưng mà ngược lại, nếu mà người nào mà ham đánh đề, ham đánh số á, thì thức dậy không có nghĩ mấy chuyện đó đâu. Thí dụ như thấy con gà mổ, cái bắt đầu bàn gà là số mấy, mổ là số mấy, mà mổ ở đâu, nếu mổ mắt là số mấy, phân ra để mà thành ra một cái đề tài để đi đánh bài, đi đinh cá cược. Thì nó tùy cái tâm trạng của mỗi người. Nhưng mà đối với đạo Phật, cho dù chúng ta chiêm bao như thế nào, thí dụ như mình chiêm bao ác mộng, thì mình cũng không có sợ hãi quá đáng. Mình biết rằng tâm mình chưa có thanh tịnh, mình cần phải ngồi thiền, mình cần phải sắp tụng kinh, mình cần phải niệm Phật, để cho cái tâm mình yên lắng, để nó bớt những giấc chiêm bao. Ở đây con bà cụ, năm nay bà 90 mấy tuổi, bà còn sống. Cái hồi đó Pháp Hòa còn là một chú sa di, bà lên chùa bà mới nói với Pháp Hòa là: chú ơi chú, tối nào tôi cũng ngủ tôi thấy có ma nó rượt, chú có kinh gì chú cho tôi tụng để tôi hết không? Thì lúc đó mình chỉ ở trong chùa thì chỉ biết có một bài kinh chú Lăng Nghiêm thôi. Pháp Hòa mới đưa cái chú Lăng Nghiêm mà có đoạn cuối thôi, cái câu án A Na Lệ đó, nơi bác ráng bác về bác trì mỗi tối vài chục lần. Thì khi mà bà tụng đâu thời gian, bà lên bà nói hết rồi, giờ ngủ không còn gì hết. Tại sao? Tại vì nhiều khi cái tâm mình trì kinh đó, rồi có cái niềm tin là Phật bảo hộ cho mình, dẹp đi cái vọng tưởng xấu kia, thì tự nhiên cái tư tưởng mình nó lành lại, thì mình ngủ nó cũng yên. Sở dĩ mà chúng ta ngủ mà chúng ta hay mớ, hay la làng, là tại vì cái tâm mình chưa có tỉnh. Quý vị thấy có nhiều khi mình ngủ mình mớ, mình la phải không? Cho nên mấy đứa nít á, buổi chiều mà nó giỡn quá cái mình không cho. Mình nói giỡn quá lát tối thì sao? Nó ngủ nó mớ. Đối với đạo Phật á, cái chuyện mơ mộng á là không thể tránh. Nhưng mà có cái điều là chúng ta tỉnh dậy, chúng ta đừng có hốt hoảng sợ hãi, rồi chạy người tìm người này bàn mộng, chạy tìm người kia đó.